chương một đau nhất. Khi Lâm Động chui vào chỗ giao tiếp của hai cái thủy tinh ma bàn, một lực lượng thật lớn không thể kháng cự lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới cái loại lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt Lâm Động đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, hắn có cảm giác thân hình bắt đầu vỡ vụn văng tung tòe khắp nơi. Khi thân hình vỡ vụn văng khắp nơi thì một cảm giác đau nhức cũng lập tức kéo tới. Hai cái thủy tinh ma bàn dùng một tốc độ cố định, chậm rãi xoay tròn, dường như không có bất kỳ thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản chúng, mà thân hình lâm động ở trong cái thủy tinh ma bản này chỉ như con kiến hôi, cảm giác đau nhức làm cho thân hình hắn co rúm lại, chỉ dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy, thân hình hắn đang nứt dần. Khi tự cảm nhận cái nỗi đau nhức này lâm động mới hiểu vì sao mà khi tiểu điêu, nghe nói hắn sẽ dùng cái cối say tinh thần này để rèn luyện tinh thần lực, thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lại nhìn hắn, hóa ra sự đau đớn này vô cùng ác liệt. Lâm động cắn răng, cố gắng dùng tia thần trí cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để cho mình bị cơn đau nhức như hồng thủy bao phủ. KK nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dưới dự dày vò như thế này, thân hình lâm động càng lúc càng nứt ra, một lát sau, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, rồi vỡ vụn, khóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể tinh thần này của hắn đã bị cái cối say kia nghiền nát. Trong khi thân hình lâm động tan vỡ, thì một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong hai cái thủy tinh ma bản tuôn ra, sau đó hút những điểm sáng tinh thần kia lại một tia thần trí của lâm động lúc này đang phiêu đãng trong những điểm sáng tinh thần kia hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong thủy tinh ma bàn tuôn ra chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn làm cho thần trí của hắn lại hội tụ trở lại vù vù ngày càng nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ tinh thần lực của lâm động vốn đã bị nghiền nát bây giờ lại được phục hồi như cũ Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lâm Động cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng mà không đợi, cho hắn có thời gian cảm nhận sự kỳ diệu của cái cối say tinh thần này, cái cảm giác đau nhức điên cuồng lại một lần nữa kéo tới. Thình thịch, bên ngoài thủy tinh ma bàn, tiểu điêu nhìn thân thể tinh thần của Lâm Động lại một lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những thanh âm tấm tắc móng vuốt ôm ở trước ngực, tâm tình buồn chắn bây giờ đã trở nên hứng thú nhiều hơn, hắc hắc, điêu ra đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này chịu đựng được mấy lần năm đó khi nó đoạt được cái thạch phù này nó cũng từng nếm trải nỗi đau này nghĩ tới cái sự đau đớn kia hiện giờ lông tóc nó vẫn còn dựng đứng hết cả lên thứ này tuy rằng có thể tôi luyện tinh thần lực nhưng mà người bình thường không thể chịu đựng được trong ánh sáng mờ ảo hai cái thủy tinh ma bàn vẫn duy trì tốc độ xoay tròn chậm rãi cố định trong lúc nó xoay chuyển thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống trực tiếp bao trùm lấy thân ảnh của thiếu niên ầm ầm thanh âm rất nhỏ của thân thể tinh thần bị nghiền nát, vang lên quanh quẩn trong không gian hoang vu này, chỉ là, mỗi khi thanh âm này vang lên, móng vuốt của tiểu điêu lại run nhẹ nhẹ. Cối xoay tinh thần chậm rãi xoay tròn, giống như một vòng tuần hoàn vô hình, bên dưới cái cối xoay này có một đạo thân ảnh, giống như một con kiến hồi đang dùng nghị lực và ý chí của bản thân để chống lại nỗi đau đớn, rèn luyện thân thể. Lần thứ 8, chẳng biết từ lúc nào sự cười cợt trong mắt tiểu điêu đã biến mất ánh mắt của nó đã có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trong cái cối say kia nó có thể cảm giác được người này thực ra đã là nỏ mạnh hết đà đang dùng ý chi cố gắng duy trì mà thôi ẩm lại một thanh âm giòn tan vang lên sự cả kinh trong mắt của tiểu điêu càng lúc càng nhiều sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc mười lần lâm động ngồi trong cái cối say tinh thần hưởng thụ đúng mười lần bị nghiền nát sau đó lại phục hồi rồi lại nghiền nát tiểu tử này đúng là có sự kiên trì Tiểu Điêu buông móng vuốt ôm ở ngực, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này cũng có chút khác với người bình thường. Khi Tiểu Điêu còn đang cảm thán, thì một đạo thân ảnh gần như trong suốt từ trong cối say tinh thần bay ra ngoài, sau đó dừng lại trước mặt nó, thân ảnh này chính là Lâm Động hiện đang mang một khuôn mặt cực kỳ yếu ớt. Hiện giờ tuy Lâm Động đã thoát khỏi cối say tinh thần, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được cái nỗi đau khủng khiếp trong đầu. "Tiểu tử, rất tốt, lần đầu tiên mà có thể chịu đựng được 10 lần." Nhìn thấy Lâm Động cực kỳ suy yếu, Tiểu Điêu cười cười, nói: lâm động miễn cưỡng cười tuy rằng hôm nay vô cùng suy yếu và uể oải nhưng mà hắn có một cảm giác tinh thần lực hôm nay so với trước kia mạnh hơn rất nhiều đúng là nó có tác dụng không nhỏ hiện giờ ngươi đã ở trong trạng thái cực hạn không thích hợp để tu luyện nên đi nghỉ ngơi cho tốt đi mặt khác điều gia ta cũng khuyên rằng ngươi nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực nó sẽ có hiệu quả vô cùng lớn đối với việc ngươi rèn luyện tinh thần lực nếu không thì việc suy yếu quá cũng có khả năng bị thương dễ lưu lại di chứng tiểu điêu lười biếng nói được, đa tạ." Lâm Động gật đầu, tuy rằng tiểu điêu này không rõ lai lịch, nhưng mà hắn cũng hiểu lời nói này tương đối chính xác. Tiểu điêu khua móng vuốt, không nói thêm gì nữa, xoay người hóa thành một đạo hào mang biến mất trong bóng tối, mà Lâm Động thì cũng không ở lâu, tâm thần khẽ động, rời khỏi phiến không gian này. Trong phòng, Lâm Động mở hai mắt ra, một cảm giác mê muội lập tức từ trong đầu truyền ra, hắn lắc lắc đầu, cười một tiếng, tuy rằng tu luyện trong không gian của thạch phù không bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần lại là một sự tiêu hao cực lớn khẽ thở ra một hơi, lâm động lại quan sát nê hoàn cung, chỉ thấy cái bản mệnh linh phù lúc này vô cùng lờ mờ, nhưng mà hình thể của nó càng thực chất, chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi. Đúng thật là cần phải có linh dược điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua một phen rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, lâm động gật đầu, sau đó duỗi thắt lưng, mang theo sự mệt mỏi ngã người ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Động cũng tiến vào trong thạch phù không gian, sử dụng cối say tinh thần rèn luyện tinh thần lực. Tuy nói việc này quá mức đau đớn, nhưng mà lại là con đường duy nhất giúp Lâm Động có thể nhanh chóng đề thăng tinh thần lực. Về phấn linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, thứ đó mức hiếm thấy, cho dù Lâm Động có tới phường hội ngầm trong thanh dương, chấn cũng chỉ kiếm được hai góc nhị phẩm linh dược mà thôi, tóm lại là rất hiếm. Trong khi Lâm Động mất ăn mất ngủ tu luyện, 7 ngày đào mắt đã qua, Trưa ngày thứ bảy, tinh thần lực Lâm Động đã có sự tiến bộ không nhỏ. Bản mệnh linh phù càng lúc càng thực chất, đôi khi còn thấy một loại phù văn nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà muốn đặt chân vào nhị ấn phù sư thì vẫn còn chưa đủ. Đối với kết quả này, Lâm Động đã sớm có dự liệu. Nếu như nhị ấn phù sư có thể dễ dàng đột phá, như vậy thì phù sư đâu còn đáng giá nữa. Trong khi Lâm Động tu luyện thì Lâm Động cũng âm thầm chuyển một số tiểu bối ra ngoài, phòng ngừa biện pháp xấu nhất. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, bầu không khí trong lâm gia càng lúc càng khẩn trương, các thế lực khác trong thanh dương chấn đều giang dõi mắt xem, đứng trước cái trường tai họa này họ chỉ thờ ơ lạnh nhạt quan sát. Trong khu rừng ở hậu sơn lâm gia, hai mắt lâm động vốn đang nhắm từ từ mở ra, một cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt. Việc khống chế hóa thần châm này lâm động đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông, uy lực không mạnh tới mức làm cho người khác phải sợ hãi, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. 10 ngày, hóa thần châm chậm rãi biến mất, sắc mặt lâm động có chút nghiêm túc, trong 10 ngày này hắn dựa vào cối say tinh thần làm cho tinh thần lực tăng tiến không ít, nhưng mà vẫn chưa bước chân vào nhị ấn phủ sư, dựa theo lâm động suy đoán, chắc phải mất tới 2 tháng mới có thể đột phá. Nhưng mà, thời gian bây giờ quá cấp bách, nếu như không bước chân được vào nhị ấn thì sẽ không phải là đối thủ của Ngụy Thông, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, thời gian cấp bách khiến hắn phải lo nghĩ rất nhiều. A, à, sau khi Lâm Động vừa thở dài, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động rất nhỏ, sắc mặt hắn khẽ biến, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, sau đó nhảy lên một ngọn cây, tinh thần lực bộc phát bao trùm xung quanh, hai mắt hắn nhắm lại. Theo như Lâm Động biết thì ở cổng của Thanh Dương, chấn có một cỗ không khí màu đỏ đột nhiên hiện lên, sau đó giống như cuồng phong cuốn tới hướng của Lâm gia, thanh thế kinh người. Huyết Y Môn nhìn đại đội nhân mã toàn mặc trang phục màu đỏ, lâm động nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng chúng cũng tới. Huyết y lâm môn, tất cả mọi người ở lâm gia ra đây nhận lấy cái chết. Chương 102 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Một tiếng quát vang lên như sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát ra, toàn bộ thôn trấn lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng, sau đó có vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng của lâm gia. Huyết y môn cuối cùng cũng tới rồi, lâm gia đúng là nhiều kiếp nạn vừa mới diệt xong hai nhà lôi tạ bây giờ lại gặp một đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần ai ở bên ngoài trang viên của lâm gia có một người mặc áo đỏ thẫm dẫn theo một đội nhân mã đem toàn bộ thôn trang vây chặt như nêm cối sát khí tràn ngập nhìn thấy mà giật mình đứng đầu của đại đội nhân mã kia là một người một ngựa người này thân thể cường tráng da ngăm đen nhìn qua trông giống như một cái thiết tháp hắn đứng đó làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông không ai dám khinh thường hắn Nam tử mặc một cái áo bào màu đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận hắn đang vui hay buồn, hai hàng lông mày đỏ tươi tỏa ra sát khí, người này chính là môn chủ huyết y môn ngụy thông, ở viêm thành cũng có chút danh tiếng, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ở bên cạnh ngụy thông còn có một lão già gầy gõ, quanh thân hắn nguyên lực ba động như ẩn như hiện, chắc lão này chính là cung phụng cường giả của huyết y môn, có thực lực tiểu nguyên đan cảnh, Khặc khặc, Huyết Y Môn ta tự mình tới cửa, một cái lâm gia nhỏ nhỏ như thế này mà lại dám đóng kín đại môn, chẳng nhẽ các ngươi cho rằng Huyết Y Môn ta không dám huyết tẩy nơi này hay sao? Vị lão giả mũi ưng kia, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào lâm gia trang viên, cười quái dị nói, "Két." Người này vừa nói xong, đại môn đang đóng chặt chậm rãi mở ra, rất nhiều lâm gia hộ vệ lao ra, sắc mặt khẩn trương nhìn đám nhân mã ở bên ngoài. Lão phu Lâm Chấn Thiên, gia chủ lâm gia, tham kiến Ngụy Thông môn chủ. Lâm Trấn Thiên mang theo đám người Lâm Khiếu nối đuôi nhau kéo ra, hắn nhìn hồng bào nam tử ở trên lưng ngựa, ôm quyền nói. Không nghĩ tới ở cái thanh dương trấn, nho nhỏ này lại có một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ngụy thông ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Trấn Thiên, trượt phất phất tay, nói, mục đích mà huyết y môn ta tới đây, Lâm gia các ngươi chắc cũng đã rõ, cô ảnh chính là phó môn chủ huyết y môn, hắn lại chết trong tay Lâm gia của các ngươi, nợ máu trả bằng máu, ngươi chắc cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Lâm Trấn Thiên thần sắc hơi đổi, cắn răng nói, Ngụy Thông môn chủ, khi đó Lâm gia ta và hai nhà lôi tạ đang tranh đấu, cô ảnh phó môn chủ tự dưng lại nhúng tay vào, cho nên mới có kết quả như vậy. Ta tới nơi này không phải để nghe trình bày. Ngụy Thông lãnh đạm nói, ánh mắt hắn có chút âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Trấn Thiên, nói, ta nói rồi, ta tới đây để giúp hắn báo thù, cho nên không cần nói lý do, Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng trong sự bình thản đó còn mang theo một sự liều lĩnh và khí phách, mà đối với điều này, Lâm gia tất nhiên là không cam lòng, tuy tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Lâm Trấn Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng nói, Ngụy Thông môn chủ, vậy thì nói thẳng đi, đến tột cùng người muốn Lâm gia ta như thế nào mới có thể hóa giải điều này? huyết y môn hương sư động kéo tới, nhưng mà chỉ vây trang, không lập tức ra tay. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ, Lâm Trấn Thiên cũng là người tinh nhanh, cho nên lập tức đoán ra huyết y môn muốn triển khai công phu sư tử ngoạm mà thôi. Ngươi đúng là người hiểu lý lẽ. Nghe thấy Lâm Trấn Thiên nói như vậy, Ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng nhờn của hắn hiện ra làm cho người khác giật cả mình, đem thiết mục trang cùng với hung thủ sát hại cô ảnh giao ra đây, đồng thời Lâm ra các ngươi đầu nhập vào huyết y môn, việc cô ảnh ta có thể bỏ qua, nghe thấy ngụy thông nói thế trong lòng đám người lâm trấn thiên đều trầm xuống tuy rằng họ đã sớm đoán ra huyết y môn kiểu gì cũng triển khai công phu sư tử ngoạm nhưng mà bọn còn đánh giá thấp khẩu vị của đám người này ngụy thông môn chủ chẳng lẽ không thể rộng rãi hơn một chút hay sao lâm trấn thiên khàn khàn nói hắc hắc lâm trấn thiên ngươi cũng không nên quá đáng môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy lâm ra ngươi đã là vô cùng rộng rãi rồi ngươi còn ở nơi này nhiều lời cẩn thận không thì chúng ta sẽ không tha cho cả gà chó trong lâm ra các ngươi đâu lão già đứng bên cạnh lâm trấn thiên dùng tham âm sắc bén nói không phải các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy lâm gia ta mà là các ngươi cũng hiểu mặc dù các ngươi có thể làm được điều này nhưng huyết y môn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ sau khi lão già kia vừa nói xong một giọng nói cũng lập tức vang lên một thân ảnh bay từ trong lâm ra ra ngoài đứng trên tường viện người này chính là lâm động ngươi chính là tên tiểu tử giết cô ảnh khi lâm động hiện thân ánh mắt ngụy thông cũng dính chặt vào người hắn hai mắt híp lại hàn quang lưu động chậm rãi nói ngươi quá đề cao lâm gia của mình rồi ngụy thông môn chủ ta tin rằng người cũng hiểu nếu như các người động thủ lâm gia ta tất sẽ bị diệt nhưng mà ít nhất vị lão tiên sinh bên cạnh người cũng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này viêm thành cạnh tranh không nhỏ nếu như liên tiếp mất đi hai vị phụ tá đắc lực ta nghĩ đây sẽ là một đà kích cực lớn với huyết y môn lâm động nhìn chằm chằm vào ngụy thông có chút suy nghĩ nói ngươi nghe thấy Lâm Động nói vậy, lão giả kia giận tím mặt, vừa muốn gầm lên, Ngụy Thông đã phất phất tay ngăn hắn lại, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, theo như ngươi nói thì Huyết Y Môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi hay sao? Huyết Y Môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta, đương nhiên có thể làm được, thế nhưng cần phải trả một giá cao. Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc cũng hiểu rõ, nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay, thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ rồi. Lâm Động nhìn thẳng vào Ngụy Thông, nói, a. À. Ngụy Thông ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sự âm lãnh xẹt qua trong mắt, chân của hắn điểm lên lưng ngựa một cái, thân hình giống như mũi tên, nhanh như tia chớp bắn về phía trước. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết cô ảnh, là có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta đúng không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước." Hành động của Lâm Động đúng là đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ vị môn chủ huyết y môn này lại ra tay với một thiếu niên. Lâm Trấn Thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên, nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản, thì lão già đứng bên cạnh Ngụy Thông đã xuất hiện ở trước mặt ngăn hắn lại. Choang choang, biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút đao kiếm, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, đánh nhau tới nơi. Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hung hãn lao tới, phản ứng của người này không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Cường Giả Nguyên Đan, cảnh tiểu viên mãn. Cho nên, khi Ngụy Thông lao tới, thân hình Lâm Động cũng lập tức lùi lại, mấy đạo hắc mang trong tay áo hắn bay ra, phiêu phù dưới chân Lâm Động, hắn điểm chân một cái bay vút lên bầu trời, đứng giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này không ít người đều ồ lên. Ngự không mà đi, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được. Lâm Động nhảy lên giữa không trung, dễ dàng tránh thoát khỏi sự tấn công của Ngụy Thông ngụy thông bây giờ mới hiểu vì sao lâm động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình với chiêu thức này đúng là hắn không cách nào ngăn cản được lâm động đám người lâm trấn thiên thấy lâm động sử dụng phương thức này khiến cho ngụy thông bó tay trong lòng cũng thở dài một hơi Lâm Động thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên một ngọn cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thông, nói: "Ngụy Thông môn chủ, huyết y môn nếu như muốn diệt Lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn, sau đó âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó huyết y môn người sẽ không được bình an đâu. Người uy hiếp ta." Ngụy Thông giận dữ cười, đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp, hơn nữa làm cho hắn bực hơn là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Ở độ tuổi này mà có thể đánh chết cô ảnh, đủ để nói rõ tiềm lực của người này, có một đối thủ kiểu này thì phải giết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lâm động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại huyết y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia, bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm động. Ngụy Thông môn chủ, không biết người có dám đánh cuộc với ta không? Lâm động đột nhiên nói, đánh cuộc gì? ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngụy Thông hai mắt híp lại, cười lạnh nói, Ba tháng nữa ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến, nếu như ngươi thắng, không chỉ thiết mục trang giao cho ngươi mà lâm gia ta cũng chắp tay xưng thần, còn nếu như ta thắng, việc cổ ảnh bỏ qua, được không? Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người sợ hãi, ngay cả đám người Lâm Trấn Thiên cũng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà họ không mở miệng nói gì. Nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống, thiết mục trang chắc chắn sẽ mất, Lâm gia cũng sẽ xong đời, có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là chuyện tốt, về phần Lâm Động có thể đánh bại Ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ. Ngươi muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết chiến? Ngụy Thông cũng kinh ngạc với cái kiểu đánh cuộc này, Lâm Động tuy đã đánh chết Cổ Ảnh, nhưng mà hắn khác với Cổ Ảnh, thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn được. Nguyên đàn cảnh tiểu viên mãn, có thể tương đương với tam ấn phù sư, tam ấn phủ sư nhân vật có thực lực bực này cho dù ở viêm thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay hắn tuyệt đối không tin lâm động có thể đạt tới trình độ này không biết ngụy thông môn chủ có dám nhận không lâm động cười nói tiểu tử ngươi đang muốn kéo dài thời gian phìa không ngụy thông cười lệnh nói lâm động từ chối cho ý kiến nhìn chằm chằm vào ngụy thông nói có hai sự lựa chọn một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta thì không những có thiết mục trang mà lâm ra còn thần phục ngươi, còn một nữa chọn nữa là bây giờ động thủ, ta với các ngươi chém giết một hồi, sau đó ta sẽ trốn đi. Nghe thấy hai chữ cuối cùng, ra mặt ngụy thông co lại, đây là một chuyện vô cùng bất mặt, nhưng lại bị lâm động nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn làm cho ngụy thông nghẹn họng đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất hắn không sợ một cái giá cao khi diệt lâm ra, nhưng hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập, đặc biệt là con độc xà này có tiềm lực cực cao, điều này sẽ khiến cho cuộc sống sau này của hắn khó có thể bình an. Nếu như muốn giết phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc mình có thể giết được lâm động, ánh mắt ngụy thông đang lóe lên, trong lòng đang suy nghĩ được mất, Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, lựa chọn của hắn có thể khiến cho hôm nay máu chảy thành sông, hoặc là tất cả bình an. Ngụy Thông môn chủ, nghĩ xong chưa? Sau một lúc lâu, Lâm Động nhẹ giọng nói. Ngụy Thông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút âm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt cười nhạt, thân hình khẽ động, bay về lưng ngựa, "Được, ta chấp nhận lời đề nghị này." nhưng mà ba tháng quá lâu ta cho ngươi hai tháng sau hai tháng ta sẽ chờ ngươi trên giáp đấu trường ở viêm thành nhưng mà trong khoảng thời gian này lâm ra ngươi không được rời khỏi thanh dương trấn thám tử của huyết y môn ta sẽ giám sát chặt chẽ một khi các ngươi rời đi ta sẽ huyết tẩy lâm ra đi ngụy thông nói xong quay đầu ngựa phóng ra ngoài thanh dương trấn nhân mã của huyết y môn cũng theo đó hóa thành một dòng nước lũ ùn ùn đuổi theo đứng ở trên ngọn cây lâm động nhìn đám người của huyết y môn rời đi sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hai tháng trong hai tháng này hắn phải đạt tới nhị ấn phù sư nếu không thì lâm gia sẽ phải chịu họa lớn chương một trăm ùng. ba ủng ủng bên ngoài thanh dương chấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng rút lui để lại một đám bụi vàng môn chủ tiểu tử kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian cần gì phải đồng ý đánh cuộc với hắn ở phía trước đạo nhân mã này lão già gầy gò có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thôn trang phía sau quay đầu nhìn ngụy thông nói thực lực của lâm gia có chút ngoài dự liệu của ta một vị tiểu nguyên đan cảnh hơn nữa còn có một phù sư trẻ tuổi có khả năng đạt tới nhị ấn nếu như bọn họ liều mạng thì mặc dù huyết y môn ta có thể diệt lâm gia nhưng cũng phải mất một cái giá không nhỏ ngụy thông sắc mặt lạnh lùng âm chầm nói hiện giờ huyết y môn ta đang cùng với đám gia hỏa thiết sơn bang tranh đoạt địa bàn nếu như bây giờ mà có tổn thất lớn ở đây vậy thì không đáng trong hai tháng này ta sẽ đem đám thiết sơn băng hoàn toàn giải quyết đến lúc đó lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao với lại tên tiểu tử kia phải giết cho bằng được nếu không thì hậu hoạn vô cùng nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi ta có thể đánh bại hắn nhưng mà hắn cũng có khả năng chạy trốn vạn nhất đúng như lời hắn nói hắn tìm một nơi âm thầm tu luyện cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tương đối khó khăn tiểu tử kia cũng hiểu điều này cho nên mới dám đề nghị đánh cuộc với ta Vị cường giả cung phụng kia cao mày nói, nhưng mà môn chủ không sợ đêm dài lắm mộng hay sao? Nếu như mà hắn chạy thoát thì biết đâu, đêm dài mộng sẽ nhiều hơn. Hàn mang trong mắt ngụy thông lóe lên, một lát sau hắn cười lạnh nói, không cần lo lắng, đến lúc quyết đấu, giác đấu trường không phải là nơi có thể thi triển tinh thần lực chạy trốn, không có cái trợ lực này chắc chắn hắn phải chết. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết, chuyện lâm ra và thiết mục trang sẽ đơn giản như lật bàn tay. Môn chủ anh Minh. Nghe vậy, lão giả kia cũng cười nói, ngụy thông cười không nói thêm gì nữa dương roi ngựa mang theo đại đội nhân mã chạy về viêm thành động nhi cháu có nắm chắc hai tháng sau đánh bại ngụy thông không trong một gian phòng của lâm gia tất cả mọi người đang nhìn vào thiếu niên lâm trấn thiên thoáng có chút lo lắng nói dù sao cũng phải thử xem lâm động cũng không đưa ra một đáp án khẳng định cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn không phải là một tiểu nhân vật gì ai cháu làm rất tốt nếu không thì hôm nay lâm gia chúng ta sẽ không thoát khỏi độc thủ đâu lâm trấn thiên cười khổ thở dài một hơi hôm nay huyết y môn hương sư động chúng kéo đến nếu không phải hôm nay hắn đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh thì việc lâm động đánh chết cổ ảnh sẽ không bằng hai ba câu nói ba hoa mà giải quyết được trường đổ máu chắc chắn sẽ diễn ra hai tháng lâm khiếu ở bên cạnh đám người cũng âm thầm thở dài sắc mặt phức tạp trong hai tháng này ta sẽ đình chỉ tu luyện tận lực ngưng luyện hai viên thuần nguyên đan cho động nhi lâm trấn thiên trầm ngâm một hồi nói thuần nguyên đan nghe thấy lâm trấn thiên nói thế đám người lâm khiếu cũng cảm thấy kinh hãi thuần nguyên đan chính là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh ngưng tụ nguyên lực tinh thần trong cơ thể mình tạo thành so với các loại đan dược thông thường có hiệu quả hơn gấp bội vì vậy mới có tên là thuần nguyên đan thứ này đối với tu luyện có tác dụng cực lớn còn hơn dương nguyên đan không biết bao nhiêu lần nhưng mà ngưng tụ thuần nguyên đan phải là cường giả nguyên đan cảnh với lại việc áp xúc nguyên lực thành đan cần một thời gian không phải là ngắn Lâm Trấn Thiên với thực lực tiểu nguyên đan cảnh, muốn ngưng tụ ra một viên thuần nguyên đan ít nhất cũng phải cần một tháng thời gian. Hơn nữa trong vòng một tháng này hiệu quả tu luyện sẽ cực kỳ ít, dù sao đã tập trung hấp nạp nguyên lực áp súc thành đan, thì còn nguyên lực đâu mà tu luyện. Tuy việc ngưng tụ thuần nguyên đan phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà thuần nguyên đan có tác dụng cực lớn với việc tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì cũng thấy đúng, ngưng tụ một viên thuần nguyên đan phải mất tới một tháng, cho dù người sử dụng không hoàn toàn hấp thu được dược lực của nó, thì cũng bằng cả 10 ngày khổ tu, bởi vậy giá của thuần nguyên đan vô cùng cao, có người nói nếu so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì là một so với 100, nói cách khác, một viên thuần nguyên đan có trị giá bằng 1000 viên dương nguyên thạch, đây chính là sản lượng khai thác dương nguyên thạch trong vòng nửa tháng của Lâm gia. Nhưng mà bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không vì việc gì gấp gáp cường giả nguyên đan, cảnh sẽ không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực bản thân để ngưng tụ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám người Lâm Khiếu kinh ngạc uổng phí hai tháng tu luyện không tính là cái gì, ta mới tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, muốn đạt tới tiểu viên mãn chắc cũng phải mất cả năm, đã như vậy không bằng trợ giúp động nhi một tay, tiềm lực của nó lão già như ta không thể nào sánh bằng. Lâm Trấn Thiên khoát tay áo, nói, nhìn khuôn mặt của lão nhân, trong lòng lâm động cảm thấy ấm áp, hắn lắc đầu, cười nói, ra ra, không cần, hai tháng này cháu sẽ tới viêm thành. Đến viêm thành, nghe vậy, đám người lâm Trấn Thiên nhất thời ngẩn ra. Đúng, lâm động gật đầu cái hắn cần bây giờ rất nhiều tu rằng sử dụng cối say tinh thần có hiệu quả tu luyện rất tốt nhưng hắn lại thiếu linh dược khôi phục tinh thần lực loại linh dược này hiếm vô cùng ở thanh dương trấn khó mà có được cho nên hắn chỉ có cách đi tới viêm thành ở nơi đó chỉ cần có tiền là có thể có được những thứ mình cần linh dược tinh thần bí kỹ công pháp bí tịch đẳng cấp võ học đương nhiên cái quan trọng là dương nguyên đan ở trong túi anh phải có nhiều Nhắc tới Dương Nguyên Đan thì Lâm Động không khỏi thỏa mãn, mấy hôm nay hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, dù sao bản thân hắn cũng phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch, hơn nữa thạch phù lại có hiệu suất tinh luyện cực tốt, muốn thành phú ông không phải là việc khó khăn, đương nhiên việc dính tới thạch phù thì hắn không nói cho đám người Lâm khiếu biết, hiện giờ lâm động tuy nói có thiên phú tinh thần lực nhưng mà tinh thần bí kỹ thì hắn mới chỉ có hóa thần châm lấy được từ trên người cổ ảnh về phần công pháp bí tịch lại càng ít thanh nguyên công hiện giờ đã không còn đáp ứng được nhu cầu luyện tập của hắn mấy thứ này cần phải thay đổi thanh dương trấn này đã không còn khả năng đáp ứng được nữa rồi cháu làm việc tương đối có chừng mực muốn đi viêm thành chắc có dự định của mình lão đầu như ta cũng không nói gì nhưng mà phải nhớ viêm thành không phải là nơi thanh dương trấn có thể so sánh phải cẩn thận cháu định khi nào khởi hành lâm trấn thiên trầm ngâm một hồi không phản đối nói ngày mai cháu sẽ đi dù sao cũng chỉ có hai tháng lâm động cười nói được lâm trấn thiên khẽ gật đầu từ trong lòng móc ra một cái càn khôn đại cấp thấp bởi vì có mỏ dương nguyên thạch nên trong tay những người của lâm ra cũng bắt đầu có những thứ tương đối cao cấp trong này có một trăm viên dương nguyên đan chính là tài sản mà gia tộc chúng ta tích lũy được trong thời gian vừa qua cháu cầm lấy tới viêm thành mà không có dương nguyên đan thì không làm gì được Nhìn vậy lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới, mắt Lâm động cay cay, 100 viên Dương Nguyên đan này đối với Lâm gia mà nói chính là một khoản tài phú cực lớn, nếu như trước đây thì nó có giá trị bằng cả tài sản của gia tộc. "Gia gia, yên tâm đi, cháu sẽ không để cho Lâm gia bị hủy ở trong tay huyết y môn." Tuy Lâm động tư tàng cực kỳ phong phú, nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự tuyệt, nếu không thì đám người Lâm trấn thiên sẽ không để cho hắn tới Viêm Thành, cho nên lập tức tiếp nhận, nhẹ giọng nói: lâm trấn thiên cười cười vỗ vai lâm động đột nhiên nói không nên tự đặt gánh nặng cho mình nhớ kỹ nếu như trong vòng 2 tháng tới cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của ngụy thông thì không phải đi tham gia đánh cuộc làm gì khí phách nhất thời không phải là anh hùng lâm động yên lặng gật đầu song quyền trong tay áo cũng chậm rãi nắm chặt nếu hắn có chuyện gì thì lâm gia sẽ gặp phải họa lớn ngay trong khoảng thời gian vừa qua lâm gia chúng ta cũng có xây dựng một số cứ điểm ở viêm thành nếu như có vấn đề thì cháu cứ tới đó tối nay lâm khiếu sẽ nói cho cháu biết sau hai tháng, chúng ta cũng sẽ đến giác đấu trường ở Viêm Thành, vẫn chỉ nhắc cháu một câu, không nắm chắc thì đứng tới, chỉ cần người còn sống thì sau này mới báo thù được. Thấy lão nhân trở nên lải nhải, Lâm Động cũng yên tĩnh lắng nghe, cho tới lúc lão nhân có chút uể oải phát tay, bọn họ mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, ở đại môn của Lâm gia, Lâm Động dắt theo một con ngựa đứng đó, chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ ai, cho dù là tiểu viêm, hắn để nó lại trong thanh dương chấn, trong khoảng thời gian này, hắn không muốn có phiền phức gì quấy nhiễu việc hắn tu luyện. Lâm động ca, huynh phải cẩn thận đấy. Ở bên cạnh lâm động, hai mắt thanh đàn đỏ lên, nhẹ giọng nói. Lâm động cười sờ sờ cái đầu nhỏ của thanh đàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn đám người lâm chấn thiên đứng ở cửa, cười nói, ra ra, phụ thân, hai tháng sau gặp lại. Nói xong, hắn cũng không dài dòng làm gì nữa, trực tiếp tung mình nhảy lên ngựa, dương roi, sau đó hóa thành một luồng bụi vàng, rời khỏi thanh dương chấn. Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên kia dần biến mất, đám người lâm chấn thiên lại thở dài một hơi, tới lúc này họ cũng chỉ biết cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng trong hai tháng lâm động có tiến bộ đủ để chống lại ngụy thông. Chương 104 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé khi lâm động chạy tới viêm thành đã là xế chiều cũng may là sau khi vào thành hắn tìm được một khách điếm tương đối yên tĩnh nghỉ chân đồng thời nhân tiện hỏi thăm một chút về tình hình trong viêm thành dù sao hắn cũng mới đến đây có rất nhiều thứ không biết vào trong phòng mình lâm động ngồi xếp bằng ở trên giường hai mắt nhắm nghiền một lúc sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra khuôn mặt trở nên tái nhợt vừa nãy hắn lại vào trong tinh thần không gian sử dụng cối say tinh thần rèn luyện tinh thần lực một phen cái loại đau nhức này mặc dù đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó chịu lâm động từ trong càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc trong bình ngọc có một viên đan hoàn màu trắng nhạt đây chính là đan hoàn do hắn sử dụng linh dược ở thanh dương chấn luyện thành mặc dù có một chút công hiệu khôi phục tinh thần lực nhưng mà do đã sử dụng nhiều nên chỉ còn lại có một viên xem ra ngày mai phải tới phòng đấu giá vạn kim xem có linh dược khôi phục tinh thần lực nào không nhìn viên đan hoàn duy nhất, Lâm Động khẽ thở dài một hơi, linh dược bình thường không có hiệu quả mấy đối với việc khôi phục tinh thần lực, mà linh dược khôi phục tinh thần lực lại tương đối hiếm thấy, hắn tìm khắp Thanh Dương trấn cũng chỉ có được một gốc mà thôi, hơn nữa phẩm chất không được cao cho lắm. Phòng đấu giá Vạn Kim, mà Lâm Động nhắc tới chính là một phòng đấu giá lớn nhất ở Viêm Thành, phòng đấu giá này thuộc sở hữu của Vạn Kim Thương hội, một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, quy mô và danh tiếng của nó vượt xa so với giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn, ở nơi đó chắc chắn có một số linh dược mà hắn muốn tìm. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ngả đầu ngủ tít. Ngày hôm sau, Lâm Động dậy thật sớm, thu dọn hành lý một chút sau đó ra khỏi khách sạn, tiến về vị trí của phòng đấu giá vạn kim ở trung tâm thành. Phòng đấu giá vạn kim không chỉ có ở Viêm Thành, mà còn có cả ở Thiên Đô Quận, danh tiếng của nó không nhỏ. Sau khi Lâm Động đi một lúc đã tới được tới bên ngoài phòng đấu giá vạn kim, lần đầu tiên nhìn thấy phòng đấu giá vạn kim, Lâm Động cảm nhận được cái gì gọi là khí thế hào hùng, nếu đem giao dịch phường hội ở Thanh Dương, chấn so với nơi này quả thực không đáng là gì cả. Bên ngoài phòng đấu giá vạn kim người đi ra đi vào đông như kiến, khí thế đáng sợ như thế này chỉ có hoạt động săn bắn của Thanh Dương, chấn mới miễn cưỡng có thể so sánh. Lâm Động đứng ở ngoài phòng đấu giá, xoa xoa khuôn mặt cố gắng làm cho mình không quá mất nhà quê, sau đó tự diễu một tiếng, xâm nhập vào trong dòng người, bước vào trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá vạn kim chia thành hai khu trong ngoài, bên ngoài diện tích lớn nhất nhưng những thứ giao dịch lại không quá mức quý trọng, bởi vì đại đa số đồ tốt đều được đấu giá ở bên trong, đương nhiên, muốn mua được một số thứ thì số lượng tiền bỏ ra cũng không ít. Lâm Động đi một vòng quanh bên ngoài phòng đấu giá, ở nơi này tứ phẩm linh dược cũng không được coi là hiếm, còn về phấn linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, Lâm Động cũng nhìn thấy một chút, nhưng mà chỉ ở trình độ tam phẩm mà thôi. Nếu như trước kia, loại tam phẩm linh dược này lâm động cũng có thể sử dụng, nhưng mà hiện giờ thời gian quá cấp bách, mục đích của hắn là phải làm sao đạt tới nhị ấn phù sư một cách nhanh nhất, cho nên linh dược mà hắn lựa chọn cũng phải là loại tốt nhất. Sau khi đi dạo một vòng, hắn không phát hiện ra linh dược gì làm hắn động tâm, cho nên hắn đành phải tiến vào khu bên trong. Sau khi bước tới cửa vào khu bên trong, Lâm Động bị thị vệ ngăn lại, sau khi nghe nói là muốn vào bên trong phải nộp 10 viên dương nguyên thạch làm phí, thì khuôn mặt hắn đen sạm, vạn kim thương hội này đúng là hắc điếm mà. Sau khi mắng ở trong lòng một tiếng, Lâm Động đành phải nộp 10 viên dương nguyên thạch, đám thị vệ ngăn cản lúc này mới thối lui, khi Lâm Động định tiến vào thì ở phía sau vang lên sự ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Động có chút ngạc nhiên quay đầu, thấy ở một con đường đối diện có mấy thân ảnh xuất hiện, những người xung quanh đang chăm chú nhìn vào. Trong mấy người kia có một thiếu nữ mặc váy đỏ, vô cùng hấp dẫn, da thịt trắng nõn như tuyết, gương mặt hoa đảo, ung um dung sang trọng, những đường cong đầy áp, dáng người ưu nhã, khiến cho người khác mê muội ở bên cạnh nàng có một nữ tử mặc áo xanh cao gầy cực kỳ mỹ lệ nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp kia có chút lãnh đạm, cũng mang một chút non nớt tạo nên một khí chất đặc biệt của riêng nàng trông nàng còn hơn tạ doanh doanh của tạ ra một bậc hai cô gái đều có thể coi là cực phẩm lại đi cùng với nhau nên trông như một đôi hoa tỉ muội các càng xuất hiện không muốn người khác chú ý cũng khó mấy người xung quanh ai nấy cũng có đôi mắt nóng như lửa nhưng lại ẩn chứa sự kính trọng thân phận của hai cô gái này chắc chắn không bình thường tố Tổ tổng quản và tiểu thư càng ngày càng đẹp trông hai người y như hai tỷ muội hắc hắc không biết sau này nam nhân nào chiếm được tiện nghi vơ vật như thế này quả thực ngươi muốn chết à thủ đoạn của tố Tổ tổng quản ngươi chẳng lẽ không biết nói một chút mà thôi nói một chút mà thôi thấy hai tên thị vệ đang bàn luận xôn xao trong lòng lâm động cũng chợt nghĩ chắc đây là người của vạn kim thương hội hắn đào mắt quét qua hai cô gái này sau đó thu hồi tầm nhìn đối với thân phận của hai nàng hắn không có hứng thú hiện giờ hắn quan tâm nhất đó chính là linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực cho nên hắn không dừng lại mà xoay người đi vào trong phòng đấu giá khi Lâm Động tiến vào bên trong phòng đấu giá, trong phòng đã có không ít người, hắn hơi trầm ngâm, từ trong càn khôn đại lấy ra một cái nón, đội ở trên đầu, sau đó mới tìm một vị trí ở giữa ngồi xuống. Tuy nói đây không phải thanh dương chấn, chắc không mấy ai nhận ra hắn, nhưng mà đội vào cũng chẳng sao, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Khi Lâm Động ngồi xuống, phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mà hắn cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh đợi hội đấu giá bắt đầu sau khi hắn nhắm mắt dưỡng thần không lâu, thanh âm ồn á lại vang lên, lúc này lâm động không cần quay đầu lại cũng biết, tình hình này chắc chắn là do hai cô gái kia tạo nên, hắn cũng không định quay đầu lại, nhưng mà đột nhiên bản mệnh linh phủ trong nê hoàn cung lại rung lên. Phát hiện này làm cho lâm động hơi kinh hãi, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua hai cô gái, cuối cùng dừng lại trên người của một lão giả áo xám. Hóa ra là tiên, nhìn vị lão giả áo xám kia lâm động mới biết người này không phải ai khác mà chính là nham đại sư người đã giao ba tầng đầu của thần động thiên cho hắn mà tinh thần ba động lúc trước chắc chắn là do hai người đều đã tu luyện qua thần động thiên lâm động nhìn chằm chằm vào lão giả áo xám ánh mắt chợt lóe lên nhưng không dự tính bước tới hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt tuy nói hắn đã nhận một lần ân tình của vị nham đại sư kia nhưng mà bởi vì trong người hắn còn có thạch phủ thần bí cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn a à, khi Lâm Động thu hồi ánh mắt, vị lão giả áo xám kia cũng kinh dị a à một tiếng, ánh mắt đảo qua vô số người trong phòng đấu giá, lão cũng cảm thấy một tia tinh thần lực dị động, nhưng sau khi dò xét một phen lại không thấy gì, cho nên trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nham đại sư, làm sao vậy? Vị nữ tử mặc áo sườn xám màu đỏ kia thấy thế cũng có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có chuyện gì lão giả áo xám lắc đầu, cho rằng cảm nhận lúc trước chỉ là ảo giác, khoát tay áo, nói, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi, vào trong thôi ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Dạ, đối với vị nham đại sư này, nữ tử kia mặc dù có địa vị không thấp ở vạn kim thương hội, nhưng vẫn kính trọng lão, lập tức gật đầu cười, đi trước dẫn đường bước vào trong phòng đấu giá. Nhìn thấy bọn họ đi xa, lâm động lúc này mới lặng lẽ thở dài vừa nãy hắn cảm nhận được tinh thần lực của vĩ nham đại sư vô cùng mạnh tuy chỉ lướt qua nhưng tới trình độ của lâm động cũng đã tương đối tốt cho nên cũng có phát hiện tinh thần lực của vĩ nham đại sư này thật mạnh sợ rằng đã đạt tới tam ấn hoặc tứ ấn rồi trước kia hắn không biết thì không sợ nhưng mà hiện giờ hắn mới cảm thấy được chỗ cường hạn của vị lão nhân này thảo nào ngay cả nữ tử kia cũng đối với hắn tôn kính như vậy keng trong khi lâm động đang suy nghĩ thì trong phòng đấu giá cũng vang lên một tiếng chuông thanh thúy sau đó không khí như có lửa ánh mắt lâm động cũng hướng về đài đấu giá hắn biết đấu giá hội của vạn kim thương hội sắp bắt đầu đây là lần đầu tiên lâm động được tham dự một trường đấu giá kiểu này cho nên trong lòng hắn cũng có chút chờ mong không biết ở đây sẽ có đồ gì tốt đây chương năm dưới vô số ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, hai vị nữ tử xinh đẹp đi lên đài, ở trước mặt nàng có một trung niên mặc cẩm bào mập mạp, vẻ mặt tươi cười chắp tay nhìn về khách nhân ở bốn phía. Các vị khách nhân, hoan nghênh đã tham gia hội đấu giá của phòng đấu giá vạn kim chúng tôi, mong rằng các vị hôm nay đều được như ý khi trở về. Mập mạp kia cười tùm tìm nói vài lời khách sáo, khi thấy vẻ mặt những người ở trong này không còn kiên nhẫn, hắn cười cười không nói gì nữa mà bắt đầu nói về chủ đề đấu giá các vị kiện vật phẩm thứ nhất mà hội đấu giá chúng tôi mang ra đấu giá chính là thu lân kiếm do chủ tịch cung phụng của vạn kim thương hội tư ấn phù sư nham huyền đại sư làm ở phía sau mập mạp có một thị nữ tay cầm đĩa bạc dâng lên trên đó có một thanh kiếm dài chừng hai xích màu vàng nhạt bà quang trong veo có những phù văn như vẩy cá được khắc trên đó hơn nữa còn có một hơi lạnh bay vào mặt Danh tiếng của nham huyền đại sư, ta không giới thiệu thêm với các vị làm gì, bởi nó vốn đã như sấm bên tai. Cái thu lân kiếm này là do nham đại sư tự mình khắc phù văn, có thể nói là thổi lông đứt đôi, chém sắt như bùn. Cho dù cao thủ có nguyên khí hộ thể cũng khó mà phòng ngự được, nó chính là một lợi khí. Giá của thanh kiếm này là 500 dương nguyên thạch, vị nào có hứng thú xin mời bắt đầu. Nói xong, mập mạp kia cười tủm tìm chắp tay với mọi người. 500 dương nguyên thạch chính là 50 viên dương nguyên đan khi lâm động nghe thấy cái giá này thì miệng hơi giật giật một chút hắn có thể nhận ra thanh thu lân kiếm này đúng là một thanh lợi khí nhưng mà hiển nhiên giá trị của nó còn không tới mức này sở dĩ đắt như vậy là bởi vì có quan hệ tới tên tuổi của người tạo ra nó nham huyền đại sư chắc chính là vị nham đại sư này không nghĩ tới hắn lại là tư ấn phủ sư quả nhiên là cao nhân ở trong lòng cảm thán giá tiền của thanh kiếm này miệng của lâm động cũng lẩm bẩm lúc này trong phòng đấu giá đã có thêm không ít người ra giá tranh đoạt cái thu lân kiếm này Xem ra vị nham huyền đại sư này đúng là có một cái danh hiệu vàng. Đối với cái thu lân kiếm này, Lâm Động không có nhiều hứng thú, hắn không am hiểu sử kiếm, mua cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn vẫn ung dung nhìn cái thanh kiếm được đẩy lên giá 800 dương nguyên thạch, nhưng trong miệng thì không ngừng cảm thán. Kiện vật phẩm thứ nhất này cuối cùng được bán với giá 800 dương nguyên thạch, đối với cái giá tiền này, mập mạp kia đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn, cười chúc mừng chủ nhân của nó một tiếng, sau đó lại tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai, Vật phẩm thứ hai chính là một quyền tam phẩm võ học, do nó không phải là thứ hấp dẫn, cho nên giá cả cũng chỉ là 100 viên dương nguyên thạch, người tham gia mua ít hơn lần đầu rất nhiều, cuối cùng nó chỉ bán được với giá 150 viên dương nguyên thạch. Trải qua mấy lần đấu giá, trên khuôn mặt Lâm Động cũng mất đi vẻ mới mẻ khi tham dự chương trình này, hắn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi thứ mình cần xuất hiện. Bầu không khí trong phòng đấu giá luôn duy trì trong tình trạng rất náo nhiệt, trải qua khoảng 10 lần đấu giá, thứ Lâm Động cần cuối cùng mới xuất hiện. Hư linh thảo, ngũ phẩm linh dược, có tác dụng điều dưỡng tinh thần, giá bán đấu giá 200 dương nguyên thạch. Lời giới thiệu vô cùng đơn giản làm cho Lâm Động đang nhắm mắt phải mở ra, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc đựng linh dược trên đài đấu giá. Loại linh dược này là thứ để tranh giành, với lại linh dược có phẩm chất cao tới ngũ phẩm linh dược Lâm Động chưa từng thấy bao giờ, cho nên khi thứ này đưa ra, có không ít người lập tức ra giá, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, giá của nó đã lên tới 300 dương nguyên thạch. Đối với việc những người kia ra giá, Lâm Động hơi cao mày lại, nhưng hắn không lập tức tham gia, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá của hư linh thảo tiếp tục được dâng cao, nhưng mà tốc độ hiển nhiên là chậm đi nhiều, sau đó chỉ còn hai người đấu giá, mà giá cả đã đột phá 500 dương nguyên thạch, 600 dương nguyên thạch. Thanh âm đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá làm cho mọi người run lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một người đội nón trên đài, nhưng mà lại thôi ngay, hiển nhiên là không ai để ý nhiều. Cái giá cuối cùng này là của Lâm Động, hắn tăng một nhát thêm 100 dương nguyên thạch, làm cho người khác chỉ còn cách vẫn nộ ngồi xuống. Nghe được cái giá của Lâm Động, người ta tưởng hắn là thằng lắm tiền nhiều của, có tiền không biết dùng vào việc gì. Sau khi hắn ra giá, mập mạp kia hỏi lại ba lần xem có ai tiếp tục ra giá nữa không, sau đó cầm cái búa gõ đánh cột một cái, hư linh thảo này coi như đã nằm trong túi của Lâm Động. Phù! Nhìn thấy mình thuận lợi mua đồ, Lâm Động cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho dù như thế nào thì cuối cùng mình cũng có thu hoạch. Sau khi thuận lợi mua được một gốc ngũ phẩm linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, Lâm Động lại tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc hắn lại tiếp tục dùng 3500 viên dương nguyên thạch để liên tiếp mua bốn gốc ngũ phẩm linh dược nữa, thu hoạch hôm nay tương đối nhiều. Đương nhiên, loại thu hoạch này cũng phải bỏ ra một cái giá khá lớn, năm gốc cây ngũ phẩm linh dược hao tốn của Lâm Động hơn 4000 viên dương nguyên thạch, tương đương với nó là tròn 400 viên dương nguyên đan. Nếu như không có thạnh phù tinh luyện giúp hắn, thì với 100 viên dương nguyên đan mà Lâm Trấn Thiên cho, sợ rằng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc đấu giá này diễn ra. Viêm thành này quả nhiên khác so với thanh dương trấn. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã ném ra 400 viên dương nguyên đan, cho dù là Lâm Động cũng có chút đau lòng, đến nơi này hắn mới biết cái gì mới là tiêu kim quật. Nhưng mà chỉ cần trong vòng 2 tháng tiến vào nhị ấn phủ sư, có phải trả công lớn hơn nữa cũng đáng giá hôm nay còn dư lại 600 viên dương nguyên đan, xem ra không phải dùng tới nữa rồi. Lâm Động Nhầm tính số dương nguyên đan còn lại, không khỏi chắt lưỡi. Ha ha, vật phẩm tiếp theo mang ra bán đấu giá chính là một loại tinh cấp tinh thần bí kỹ, nó có lực hấp dẫn không hề nhỏ với phủ sư, giá bán đấu giá 1000 dương nguyên thạch. Ngay khi Lâm Động tính toán thiệt hơn, thì trên đài lại vang lên một thanh âm làm cho hắn cứng đờ. Tinh cấp tinh thần bí kỹ, Lâm động nhẹ nhàng liếm liếm môi, quả nhiên không hổ là đấu giá hội có danh tiếng cực lớn ở Viêm Thành, không nghĩ tới nơi này cũng có tinh cấp tinh thần bí kỹ đem ra bán đấu giá. Thứ này cho dù là cô ảnh cũng không có. Cái mà bây giờ Lâm động thiếu nhất chính là phương thức công kích tinh thần lực. 1100 dương nguyên thạch, 1200. Ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhìn cái giá như như lửa cháy tăng dần, ánh mắt Lâm động híp lại thật không ngờ ở nơi này lại có người cảm thấy hứng thú với tinh cấp, tinh thần bí kỹ. Khi mọi người tranh giành tinh cấp tinh thần bí kỹ, trong một gian phòng khách quý cũng có mấy ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có người bán đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nham đại sư mặc áo xám vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua trường đấu giá, cười nói. Ha ha, nếu như nham sư có hứng thú thì đồng tố sẽ sai người mang xuống. Ở bên cạnh nham đại sư có một thân ảnh mặc quần áo màu đỏ ưu nhã, thản nhiên cười nói, không cần đâu tinh cấp tinh thần bí kỹ mặc dù không tệ nhưng đối với lão phu mà nói nó không phải là vật cần thiết nham đại sư cười lắc đầu cũng đúng với thực lực hiện giờ của nham đại sư thì tinh cấp tinh thần bí kỹ cũng không có lực hấp dẫn quá lớn nữ tử mỉm cười nói Nham đại sư cười cười, đang định nói thì a à một tiếng, ánh mắt nhìn vào một nơi trong trường đấu giá, nói, người này đúng là lắm tiền nhiều của, lại bỏ ra cả 2.500 viên dương nguyên thạch để mua tinh cấp tinh thần bí kỹ này. Ta thấy hắn lúc trước mua toàn là linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, xem ra người này chắc cũng là một vị phù sư. Nghe vậy, nữ tử mặc quần áo màu xanh ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn xuống đó, đây chính là vị trí của lâm động. Nhưng mà tinh thần lực của người này vì sao lại có chút quen thuộc ánh mắt của nham đại sư nhìn chằm chằm vào vị trí đó hai lông mày đột nhiên nhíu lại tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra chỉ một hô hấp đã lan tới chỗ lâm động khi lâm động đang vui mừng vì mua được tinh cấp tinh thần bí kỹ thì sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn có cảm giác có một luồng tinh thần lực đang lan tới phát hiện được điều này tinh thần lực như một phản xạ có điều kiện từ trong nê hoàn cung của lâm động tuôn ra sau đó ngăn lại nhưng mà khi tinh thần lực của hắn mới tuôn ra thì đã chậm một bước chắc chắn hình dáng của hắn đã bị người kia do thám được Lúc Lâm Động nhíu màu, thì trong gian phòng khách quý nham đại sư vốn đang cười, thì trở nên khiếp sợ vô cùng, trong hai mắt hắn hiện lên sự thất thố, khiến cho hai cô gái ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Hóa ra là hắn. Chương 106 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nham đại sư, có chuyện gì vậy? Thấy một lão nhân từ trước tới nay luôn bình thản, nay lại thất thố như vậy, nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hóa ra là hắn, ánh mắt nham đại sư khiếp sợ nhìn thân ảnh kia trong lòng như nổi sóng hóa ra đây chính là thiếu niên mà hắn tặng ba tầng đầu của thần động thiên lần đầu gặp lâm động lão nhân thấy hắn mới có thực lực địa nguyên cảnh hơn nữa tinh thần lực cũng mới chỉ ở giai đoạn ban đầu nham đại sư quý tinh thần thiên phú cỏ hắn mới chủ động đem ba tầng đầu của thần động thiên cho đối phương nhưng lão không bao giờ ngờ tới một thiếu niên chưa biết tí gì về tinh thần lực lần trước bây giờ đã mạnh tới mức này lúc trước giò xét tinh thần lực của lão đã tiếp xúc với tinh thần lực của lâm động chỉ trong một thoáng qua như vậy lão đã cảm nhận được rằng tinh thần lực của người này tương đối mạnh mẽ chắc chắn là đã đả thông nê hoàn cung với thực lực của nham đại sư bây giờ chớ nói đả thông nê hoàn cung cho dù là nhất ấn thậm chí nhị ấn phù sư cũng chẳng khiến lão kinh ngạc nhưng lâm động không giống mấy tháng trước hắn còn chưa nhập môn tinh thần lực vậy mà mấy tháng sau từ một tay mơ về tinh thần lực hắn đã chân chính trở thành phù sư Tốc độ này khiến cho Nham đại sư cảm thấy khiếp sợ, năm đó để lão đạt tới mức độ này cũng phải mất vài năm, vậy mà Lâm động lại rút ngắn khoảng thời gian tu luyện này xuống 10 lần. Tinh thần Thiên Phú bực này đúng là quá đáng sợ. Nham sư quen người này. Cô gái mặc áo xanh ở bên cạnh đột nhiên hỏi, gương mặt xinh đẹp thoáng có chút lãnh đạm, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy vị lão nhân này thất thố. Đúng, có quen. Nham đại sư tới tận bây giờ mới phục hồi lại được tinh thần, nhìn chăm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá, nhẹ giọng nói, bây giờ hắn đã chính thức là phù sư rồi. A, à, nghe vậy, thanh y nữ tử hai mày liễu giật giật, sau đó lại trở lại bình thường, phù sư bình thường thì vạn kim thương hội cũng có nhiều, người này cũng chỉ mới vừa đả thông Nê Hoàn cung mà thôi, có khi nhất ấn phù sư còn chưa tới, cho nên không thể đánh lại Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ được. Ha <laughs> hả Nham đại sư, vị phù sư này có chỗ nào đặc biệt? cô gái áo đỏ là một người tinh thế lập tức nhận ra người có thể làm cho nham đại sư thất thố đâu phải bình thường nên lập tức mỉm cười hỏi phù sư bình thường đúng là không thể làm cho ta kinh ngạc nhưng mà tên tiểu tử này mấy tháng trước còn chẳng hiểu phù sư là cái gì nham đại sư thản nhiên cười nói thời gian tu luyện tinh thần lực của hắn cũng chỉ có mấy tháng mà thôi nghe thấy lời này cô gái đồng tố và cô gái mặc áo xanh kia mới chấn động các nàng tương đối hiểu phù sư là gì nhưng mà chưa từng nghe nói tới ai có thể trong vòng mấy tháng trực tiếp từ tay mơ bước vào trình độ phù sư lần đầu tiên khi ta nhìn thấy tiểu tử này ở kỳ vật lâu ta muốn thu hắn làm đệ tử nhưng lại bị hắn cự tuyệt nham đại sư cười cười cái chuyện cự tuyệt lời mời của lão lão ít khi thấy cho nên khi nói mấy câu này sắc mặt có chút cổ quái đương nhiên không chỉ sắc mặt hắn cổ quái mà sắc mặt của đồng tố và cô gái áo xanh cũng vậy trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc trong viêm thành có không biết bao nhiêu người muốn bái làm môn hạ của nham đại sư vậy mà người này lại cự tuyệt không biết là có chỗ nương tựa hay là ngu ngốc đây khi hắn đi ta đưa cho hắn phương pháp tu luyện ba tầng đầu của thần động thiên vốn cho rằng hắn có thiên phú nhưng cũng phải mất chừng một năm thời gian mới có khả năng đả thông nê hoàn cung nhưng mà bây giờ hắn đã đạt được rồi nham đại sư có chút tiếc hận nói căn cứ theo lời nham đại sứ nói thì người này là một mầm ươm tốt. Đồng tố có chút hứng thú nói, nàng làm việc từ trước tới nay đều chọn lâu dài, nếu như người này thực có thiên phú như lời nham đại sứ nói, vậy thì thành tựu sau này sẽ không thấp, nếu kéo vào vạn kim thương hội thì sẽ là một trợ lực lớn với các nàng. Ai biết được, trên thế giới này thiên tài không ít, có thể thành tài hay không vẫn còn chưa biết, tô di, chẳng lẽ gì lại định lôi kéo người này. Cô gái áo xanh mầm mê tay áo, để lộ một chút ngạo khí không thể che giấu. Nhà đầu này thực là tâm cao khí ngạo, chớ có xem thường người trong thiên hạ, cứ mang loại ý nghĩ này thì kiểu gì cũng thiệt thòi. Đồng tố lướt mắt nhìn cô gái áo xanh một cái, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái vào chán của nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Ha hà, đồng tố, việc tranh đoạt tiên trì hình như chúng ta vẫn còn một suất trống. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá, đột nhiên cười nói. Dạ, vẫn còn chống một suất, vốn định cho Tống Thanh nhưng mà nha đầu chỉ lam này lại chết, cũng không chịu hợp tác với hắn, Đồng tố gật đầu, đôi mắt đẹp chợt lóe lên, nói, ý của nham đại sư là để cho người này vào xuất chống đó. Tô Di, tranh đoạt tiên chỉ là việc rất trọng yếu, Di không thể tìm người một cách tùy tiện đâu. Hơn nữa người này chẳng qua mới chỉ vừa đả thông nê hoàn cung mà thôi, năng lực cũng có hạn. Nghe thấy đồng tố nói vậy, cô gái áo xanh vội vàng nói. Vậy ngươi định hợp tác với tiểu tử Tống Thanh kia à? Đồng tố mỉm cười nói. Không được, nếu bắt con hợp tác với Tống Thanh kia thì con thà hợp tác với người này còn hơn, Nghe thấy cái tên Tống Thanh, sắc mặt cô gái áo xanh tên là Chỉ Lam kia nhất thời biến đổi, trong mắt hiện lên sự chán ghét không thể che giấu. Hà hà, Chỉ Lam yên tâm, ánh mắt lão phu không kém, thiên phú của tên tiểu tử này có thể đứng đầu, trong số thanh niên Tuấn Kiệt mấy năm nay ta nhìn thấy, năng lực của hắn chắc chắn vẫn còn, để cho hắn đi sẽ chắc ăn hơn cho cái tên Tống Thanh kia. Nham Đại Sư cười nói, nếu Nham Đại Sư đã nói như vậy, thì có lẽ cũng nên mời hắn một câu, nếu như hắn trợ giúp vạn kim thương hội, chúng ta trong lần tranh đoạt tiên trì này thì chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Đồng tố nhẹ nhàng kéo tay chỉ Lam đang không vui, mỉm cười nói. Đúng, nham đại sư vuốt về tròm râu, khẽ gật đầu. Trong phòng đấu giá, từ khi bị đạo tinh thần lực kia phát hiện, Lâm Động có cảm giác không được tự nhiên, ở thêm một lúc nữa không thấy gì khiến hắn phải động tâm, nên đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay khi hắn định đi ra ngoài, thì có một bàn tay vươn ra, một vị trung niên nam tử gầy gò, nhìn hắn cười nói, "Vị tiên sinh này, không biết có thể bớt chút thời gian rỗi hay không, quản sự của chúng ta có việc cần gặp." Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt này, Lâm Động nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng, hắn phát hiện có thêm 10 người khác đang đi tới gần, khí tức của họ không kém, bước chân vững chắc, hiển nhiên đều là hảo thủ. "Dẫn đường đi." lâm động ánh mắt lóe lên bình tĩnh gật đầu căn cứ vào tình hình mà nói thì người muốn gặp hắn chắc chắn có lai lịch không nhỏ một đám hộ vệ mạnh mẽ như thế này thì huyết y môn vẫn còn kém xa hắn lại nghĩ tới đạo tinh thần lực dò xét hắn lúc trước nên nghĩ là người muốn gặp không đơn giản nhìn thấy lâm động không chống lại trung niên kia nở một nụ cười hiền lành sau đó nhanh chóng xoay người dẫn đường lâm động đuổi kịp hắn đi qua một cái hành lang sau đó tiến vào một gian phòng xa hoa ngay sau đó hắn nhìn thấy một lão giả áo xám đang mỉm cười Ha ha, vị tiểu hữu này, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Động đi vào phòng, Nham Đại Sư mỉm cười, nói. Quả nhiên đã bị nhận ra. Nghe vậy, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, gỡ nón trên đầu xuống, chắp tay trịnh trọng ôm quyền, nói, tiểu tử Lâm Động, tham kiến Đại Sư. Hì hì, quả nhiên là thiếu niên lang, trẻ tuổi thế này mà đã đạt tới phù sư, tiền đồ sau này đúng là không thể đoán trước. Trong phòng, cô gái áo đỏ hiếu kỳ đánh giá Lâm Động một chút, chợt thản nhiên cười nói, ở bên cạnh nàng, Chỉ Lam cũng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Lâm Động, sau đó lại uề oải thu mắt trở về. Không biết ba vị gọi tiểu tử tới chỗ này là có việc gì. Lâm Động biết ba người trước mặt chắc chắn có thân phận không thấp ở Viêm Thành, cho nên lập tức nói thẳng vào vấn đề. "Lâm Động tiểu hữu, ba tầng đầu của thần động thiên lúc trước ta cho ngươi, ngươi đã tu luyện thành công chưa?" Nham đại sư lại cười nói. "Dạ, rồi." Lâm Động gãi gãi đầu, "Ba tầng đầu của thần động thiên hắn đã tu luyện thành công." vị này là quản sự của phòng đấu giá vạn kim người có thể gọi nàng là tố tổng quản toàn bộ phòng đấu giá này đều do nàng quản lý vị này chính là thiên kim của hội trưởng vạn kim thương hội hạ chỉ lam nham đại sư giới thiệu cho lâm động biết hai cô gái bên cạnh lâm động nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng không quá mức chấn động bởi vì một là đã đoán được đối phương có thân phận không tầm thường hai là hắn chẳng có chút quan hệ gì với hai người này cho nên chỉ liếc mắt nhìn hai nàng một cái sau đó lại nhìn vào nham đại sư hắn biết những người này gọi mình tới không chỉ để giới thiệu đối với cái nhìn bình tĩnh của lâm động đồng tố chỉ thản nhiên cười phong tình động lòng người mà cô gái áo xanh thì mày liễu hơi nhíu lại lần này mời ngươi tới đây là có một chuyện muốn nhờ nham đại sư lại nói vào chủ đề chính hắn nhìn lâm động cười nói hiện giờ tiểu hữu đã đả thông nê hoàn cung nếu như giúp chúng ta hoàn thành việc này lão phu có thể trợ ngươi ngưng luyện bản mệnh phù ấn nghe thấy nham đại sư nói thế sắc mặt của lâm động nhất thời có chút cổ quái trần trờ một chút lựa chọn ngôn từ nhẹ giọng nói nham đại sư mặc dù tiểu tử không biết người nhờ làm chuyện gì nhưng mà bản mệnh phù ấn tiểu tử đã ngưng luyện thành công rồi trong phòng, thanh âm của thiếu niên chỉ vang lên một cách nhẹ nhàng, nhưng mà nụ cười của Nham đại sư và hai cô gái ở bên cạnh trở nên cứng đờ. Chương 107: người đã ngưng luyện được bản mệnh phù ấn. Trong gian phòng yên tĩnh, Nham đại sư thất thanh thốt lên, trên khuôn mặt hiện lên sự không thể nào tin tưởng đả thông nê hoàn cung là việc tất yếu phải làm khi tu luyện tinh thần lực mà ngưng luyện bản mệnh phù ấn là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu mặc dù vị nham đại sư này cực kỳ thỏa mãn với tinh thần thiên phú của lâm động nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà lâm động vừa đả thông được nê hoàn cung lại còn ngưng luyện bản mệnh phù ấn các loại chuyện kinh dị lão nhân này cũng trải qua không ít nhưng mà chuyện này đã khiến lão đánh mất phong động ung dung tự tại vốn có của mình Bên trong gian phòng, Tố Tổng quản cùng với Hạ Chỉ Lam cũng khiếp sợ, cho dù Hạ Chỉ Lam tâm cao khí ngạo cũng dùng ánh mắt khác xưa đánh giá Lâm Động. Nếu như thực sự bước chân vào nhất ấn phù sư thì đúng là có thực lực để chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh, cộng thêm với tinh thần thiên phú của hắn, Hạ Chỉ Lam cảm thấy người này thực là khủng bố. Ha ha, nham đại sư, xem ra ánh mắt của ngài đúng là cực chuẩn bộ ngực đầy áp của đồng tố phập phồng giống như là gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh dị một lát sau nàng mới dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm vào lâm động thản nhiên cười nói người đã cô đọng được bản mệnh phù ấn nham đại sư vẫn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào lâm động nói tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ ngẫu nhiên có được phương pháp ngưng luyện phù ấn lâm động nhẹ giọng nói tinh thần hắn rung lên một viên phù ấn sáng bóng được ngưng tụ ở trước mặt hắn không sợ người khác nhận ra bản mệnh linh phù dù sao bản mệnh linh phù chỉ cần không biến hình thì không ai có thể nhận ra. Quả nhiên là bản mệnh phù ấn. Khi nhìn thấy một viên phù ấn kia, vẻ hoài nghi trong mắt nham đại sư và hai cô gái mới hoàn toàn biến mất. Đúng là vẫn đánh giá thấp tiểu tử này. Tu luyện tinh thần lực chưa tới một năm đã đạt tới nhất ấn phù sư, tinh thần thiên phú bực này có thể nói là đứng đầu trong số những người mà lão phu từng gặp. Nham đại sư vuốt vuốt tròm dâu, tự đáy lòng thở dài nói. Nham đại sư quá khen, tiểu tử chỉ may mắn mà thôi, Lâm Động cười cười, thu hồi bản mệnh phù ấn. Ha ha, đồng tố, các ngươi còn hoài nghi gì về thực lực của tiểu gia hỏa này không? Với thực lực nhất ấn phù sư của hắn cũng chẳng kém tống thanh bao nhiêu. Nham đại sư nhìn về phía hai cô gái ở sau, cười nói. Không có hoài nghi gì cả. Lúc này đây, không chỉ cô gái mặc áo đỏ không có ý kiến, mà cô gái áo xanh cao ngạo cũng chấp nhận. Nham đại sư, không biết các người tìm tiểu tử là có chuyện gì vậy? Thực lực của ta thấp, sợ rằng không giúp được chuyện gì quá lớn, Lâm Động đào mắt một vòng, mặt không đổi sắc nói. Hi hi, tiểu tử kia, quá khiêm tốn cũng không tốt đâu nha. Một làn gió thơm đập vào mặt, Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt đang đi tới. Dung mạo của vị tố tổng quản này thực là động lòng người. Chỉ ít đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Động nhìn thấy trong mấy năm nay. Cộng thêm sự trưởng thành của nàng đúng là khiến cho người khác phải siêu lòng. Lâm Động chỉ dám nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhìn xuống dưới. Không biết ngươi đã nghe nói tới đan tiên trì hay chưa? Đồng tố nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, mỉm cười nói. Vẫn chưa? Lâm động lắc đầu. Thấy thế, đồng tố có chút bíp cười, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, đan tiên chỉ này là một loại thiên địa kỳ vật hiếm thấy, trong đan tiên chỉ này ẩn chứa âm dương nhị khí cực kỳ tinh thuần, nếu như có thể hấp thu năng lượng trong đó thì sẽ rất nhanh tiến vào nguyên đan cảnh, hơn nữa sau khi ngưng tụ thành nguyên đan, phẩm chất ít nhất cũng là 6 sao. a à. Lâm động trong lòng kinh ngạc, không ngờ trong thiên địa vẫn còn kỳ vật như vậy, việc tiến vào nguyên đan cảnh đúng là khiến cho người khác đỏ mắt. Trong một thâm sơn ở phía đông viêm thành, vạn kim thương hội chúng ta phát hiện ra một cái đan tiên trí, nhưng mà khi đó lại có cả người của huyết lang bang. Nói tới huyết lang bang, nụ cười trên mặt nàng không còn được tươi như trước, hiển nhiên đôi bên có ân oán với nhau không nhỏ. Đan tiên chỉ có hiệu quả không lớn đối với cường giả đã kết thành nguyên đan, nhưng đối với tiểu bối thiên nguyên cảnh mà nói, nó có thể gọi là thần vật, cho nên hai bên đều rất coi trọng đan tiên chỉ này. Lâm Động yên lặng gật đầu, nếu như đan tiên chỉ này thật sự có kỳ hiệu như vậy, nhân mã bên nào hấp thu được năng lượng trong đó thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị cường giả nguyên đan cảnh, hơn nữa nguyên đan sau khi ngưng tụ có phẩm chất tương đối cao, sức chiến đấu vượt xa cường giả nguyên đan bình thường, bởi vậy cho dù là ba thế lực đứng đầu viêm thành ai cũng muốn có được nó đan tiên chỉ tuy có hiệu quả rất tốt, nhưng năng lượng lại không đủ cho đôi bên đồng thời hấp thu, vì thế vạn kim thương hội và huyết lang bang đã giao thủ cuối cùng nhượng bộ, bởi vậy mới có cuộc tranh đoạt tiên chỉ. Cuộc tranh đoạt tiên trí, nay thực chất chỉ là một cuộc tỷ võ trong đám tiểu bối của đôi bên mà thôi, mỗi bên đưa ra ba người chỉ trong đám người tiểu bối trẻ tuổi, tiến hành giao thủ. Đồng tố khẽ cười nói, các ngươi cho ta một suất là muốn ta giúp các ngươi tranh đoạt đan tiên trí, lâm động nhíu mày lắc đầu nói vạn kim thương hội thế lực khổng lồ việc tìm một người mạnh hơn ta là một chuyện vô cùng dễ dàng ta thấy nên thôi đi ngươi cũng quá khiêm nhường đó thôi thực lực của ngươi cho dù ở viêm thành cũng có tư cách để kiêu ngạo vốn chúng ta đã xác định xong rồi chẳng qua là có một người trong đó chỉ làm rất là không thích cho nên phải thay đổi một chút đồng tố có thể quản lý phòng đấu giá lớn như thế này đương nhiên là hiểu tâm tư của người khác khi nghe thấy câu nói của lâm động nàng đã hiểu thiếu niên trước mặt này muốn gì nên lập tức mỉm cười nói ngươi cần thù lao gì cứ việc nói ra đi nhất ấn phù sư có thể tương đương với thiên nguyên cảnh trung kỳ trong đám tiểu bối có thực lực như thế này đã là rất tốt rồi nàng không muốn bỏ qua một người như vậy nghe tới hai chữ thù lao lâm động hai mắt híp lại trầm ngâm một hồi đột nhiên nói cũng được chỉ cần cho ta vào trong đan tiên chỉ là được rồi Loại đan tiên chỉ này là thiên địa kỳ vật, công hiệu của nó khiến cho Lâm Động động tâm. Ngươi đúng là có công phu sư tử ngoạm, đan tiên chỉ năng lượng có hạn, đâu phải ai muốn vào là vào. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh nhất thời nhịn không được lạnh lùng nói. Hơn nữa lần này ngươi chẳng qua chỉ là người bổ sung mà thôi, ba trận thắng hai có khi ngươi không cần phải xuất chiến, đâu thể nào cho ngươi vào đan tiên chỉ được. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Hạ Chỉ Lam một cái, sau đó nhìn về phía đồng tố đang nhíu mày, nói, nếu như ta không phải xuất thủ, ta sẽ không nhận bất cứ thù lao gì, nhưng nếu như hai trận đầu các người không thẳng thì sao? Hạ chỉ Lam bị chẹn họng, có chút á khẩu không trả lời được, người của huyết lang băng nếu như dễ đối phó như vậy, vạn kim thương hội bọn họ đâu phải cực khổ tìm người. Đàn tiên chỉ năng lượng có hạn, nhưng mà nếu như người thể hiện tốt trong cuộc tranh đoạt tiên chỉ, yêu cầu của người không phải là không thể. Đồng tố trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Tô Di, nhận ra ý của đồng tố hạ chỉ lam vội vã kêu lên nhưng mà khi thấy đồng tố trợn mắt nàng đành ngậm miệng lại nghe vậy trên khuôn mặt lâm động cũng hiện lên một nụ cười hắn nhận ra thực lực của hạ chỉ lam này là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cho nên đoán đám người của huyết lang băng chắc cũng chẳng khác là mấy hắn đã từng đánh chết cô ảnh thì loại đối thủ này chẳng khó khăn gì ha ha cái tên tiểu tử này lại có thể làm cho đồng tố nhượng bộ quả nhiên là hiếm thấy nhìn thấy cuộc trả giá đã kết thúc nham đại sư cũng nhịn không được lắc đầu cười nói lâm động cười gượng một tiếng đây chính là một kỳ ngộ nếu như không tóm vào trong tay thì thực là có lỗi với trời đất ở bên cạnh hạ chỉ làm liếc mắt nhìn lâm động hiển nhiên là không nghĩ tới cái tên gia hỏa tương đối thuận mắt lại xảo quyệt tới như vậy không biết tỉ thí khi nào bắt đầu lâm động cũng để ý tới ánh mắt của nàng nhìn về phía đồng tố nói ba ngày sau đồng tố mỉm cười nói nếu như người thích thì trong khoảng thời gian này có thể ở lại trong vạn kim thương hội người có nhu cầu gì chỉ cần nói ra là được không cần ba ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi lâm động lắc đầu hắn có bí mật trong mình vạn kim thương hội nhiều người phức tạp vạn nhất bại lộ thì vô cùng không ổn hắn muốn tranh thủ thời gian này tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ vừa có được tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật nói xong điều này lâm động nói vài câu với đồng tố sau đó chủ động cáo từ rời đi tô di di thực sự đáp ứng cho tiểu tử này tiến nhập đan tiên trì năng lượng trong đan tiên trì đâu có đủ cho nhiều người hấp thu Nhìn thấy Lâm Động đi xa, Hạ Chỉ Lam vẫn còn có chút bực tức nói. Ha ha, vẫn là câu nói cũ, hắn bỏ ra cống hiến khiến ta vừa lòng, thì sao lại không thưởng cho hắn thứ vừa ý? Đồng Tố cười nhạt, nói. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam cũng chỉ còn cách cắn môi, hừ nhẹ nói, cũng tốt, đến lúc đó con sẽ làm cho hắn hiểu, hắn chỉ tới trợ trận mà thôi, hừ, người này còn tưởng mình là nhân vật chính cơ chứ. Ở bên cạnh, nghe thấy nàng nói như vậy, đồng tố không khỏi thản nhiên cười, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phương hướng lâm động biến mất, trong lòng thì nghĩ, có lẽ tiểu tử này có bản lĩnh thực sự. Là ngựa hay lừa, sau này tự nhiên sẽ rõ. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trường 108 lâm động ra khỏi phòng đấu giá vạn kim, nhưng vì cẩn thận, hắn không lập tức trở về khách điếm, mà đi lang thang trong thành một lúc lâu, rồi mới trở về khách điếm, Trở lại khách điếm, Lâm Động ăn qua loa một chút cho no bụng, sau đó dặn tiểu nhị là cho dù có chuyện gì cũng không được làm phiền hắn, rồi đóng chặt cửa phòng. Vừa vào trong phòng, Lâm Động đã khẩn trương lấy năm hộp ngọc từ trong càn khôn đại ra ngoài, hắn mở nắp nộp, một mùi thơm theo đó tán phát ra ngoài, ánh sáng nhàn nhạt chuyển động xung quanh, ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn những tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua được ở Thanh Dương, chấn rất nhiều lần lâm động tươi cười nhìn thu hoạch hôm nay viêm thành đúng là hơn xa so với thanh dương trấn ở nơi này thứ gì cũng có nhưng mà cái giá của nó cũng không hề rẻ tay phải của lâm động đưa ra những ánh sáng kỳ dị kia lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn linh dược nhanh chóng bị hòa tan sau chừng 10 phút đồng hồ nó hóa thành năm viên đan dược hình tròn không hổ là ngũ phẩm linh dược ngay cả thạch phủ cũng phải mất thời gian rất lâu mới tinh luyện được nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, lâm động nhẹ giọng nói một câu, trước kia lúc thạch phù tinh luyện linh dược thì hoàn thành trong một thời gian cực ngắn, vậy mà bây giờ phải cần tới hơn chục phút. Sau khi tinh luyện thành công một gốc ngũ phẩm linh dược, lâm động đem nốt bốn gốc còn lại tinh luyện, tổng cộng được 24 viên đan dược. Nhìn số đan dược trong ngọc bình, lâm động cũng thỏa mãn gật đầu, trải qua thạch phù tinh luyện, những ngũ phẩm linh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối hoàn mỹ. Để xem hiệu quả của đan dược thế nào, Lâm Động liếm liếm miệng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến nhập vào trong không gian thạch phù. Cối say tinh thần vẫn chậm rãi xoay tròn, ở nơi giao nhau của hai cái cối say, Lâm Động vẫn ngồi đó, tiếp tục chịu đựng những vòng tuần hoàn bị nghiền nát. Khi vòng tuần hoàn này duy trì tới lần thứ 10, Lâm Động mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt tái nhợt dị thường, cái cảm giác suy yếu mê muội không ngừng tán phát, đau đớn như kim châm, làm cho thân hình Lâm Động co quắp lại, hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu lấy một viên đan dược vừa mới được thạch phù tinh luyện ra lâm động nhét vào miệng tiếp tục nhắm mắt một cỗ dược lực êm dịu lập tức khoách tán ra khắp cơ thể hơi lạnh êm dịu lập tức tán phát ra khắp kinh mạch giống như một làn hơi nước lao vào trong nê hoàn cung khi đám khí lạnh này lao vào trong nê hoàn cung cảm giác suy yếu trong đầu nhanh chóng tiêu tán trải qua khoảng hơn một giờ đồng hồ khi dược lực hoàn toàn được hấp thu vào trong nê hoàn cung lâm động mới mở hai mắt trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khó che giấu hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn, tu luyện trong cối say tinh thần, lại có đan dược này phụ trợ, vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng. Bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung đã trở nên thực chất hơn một chút. Phù. Lâm động vui mừng hít sâu một hơi, trước kia khi không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể ở trong cối say tinh thần khoảng 10 vòng, muốn tiếp tục thì phải đợi hôm sau. Nhưng hiện tại, có đan dược do ngũ phẩm linh dược hỗ trợ, lâm động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần. Tiếp tục cảm nhận được bản thân đã khôi phục tương đối nhiều, lâm động phấn chấn tinh thần, ánh mắt như lửa quát khẽ một tiếng, tiếp tục tiến vào trong thạch phù không gian. Khoảng nửa giờ tiếp theo, Lâm Động liên tiếp chịu đựng 30.000 nát, sau đó lại phục hồi, thấy cách thức tu luyện như vậy, ngay cả con tiểu điêu kia cũng phải trợ mắt há mồm, lẩm bẩm là người điên, trải qua 30 vòng, Lâm Động hoàn toàn mệt mỏi, sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm đi, hắn biết bây giờ đã đạt tới cực hạn, nếu như tiếp tục tu luyện chỉ có hại cho bản thân. Đến lúc này Lâm Động mới dừng trạng thái tu luyện điên cuồng của mình, xem ra hiện giờ hắn chỉ chấp nhận được 30 lần mà thôi. Nhưng dù sao, so với dĩ vãng, hiệu suất đã tăng gấp 3 lần, kết quả này cũng được cho là tương đối. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở càn khôn đại lấy ra một cái ngọc phiến, đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà Lâm Động đấu giá được. Trên ngọc phiến có khắc một số phù văn, Lâm Động quan sát ngọc phiến một vòng, hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối mỏng, một luồng tinh thần lực từ trong nê hoàn cung của Lâm Động bay ra, xâm nhập vào bên trong ngọc phiến. Khi tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập vào bên trong, trong ngọc phiến cũng có một số tin tức tự động hiển thị, được Lâm Động tiếp thu. Tiêm loa 3, tinh cấp tinh thần bí kỹ, cái tên của tinh cấp bi kỹ này cũng tương đối cổ quái, nhưng mà sau khi Lâm Động nghiên cứu nó đã hiểu rõ, tiêm loa ba này thực ra chính là một làn sóng xung kích đặc thù, chẳng qua là nó có một tần suất kỳ lạ cho nên có lực sát thương cực mạnh. Muốn nắm được cái tần suất đặc thù này không phải là chuyện đơn giản. Trong phòng Lâm Động sắc mặt trầm tư, hồi lâu sau, một cỗ tinh thần trùng kích đột nhiên từ trong nê hoàn cung lao ra, Lâm Động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích đó, thay đổi theo tần suất đặc thù của bi kỹ, khi được tinh thần lực được khống chế theo tuần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ thành một cái dùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia không những có hình thể là một cái dùi nhọn, mà trên cái dùi đó còn có một cái rãnh hình xoắn ốc, liếc mắt là nhận ra lực sát thương của nó không kém chút nào. Nhưng nó cũng có một nhược điểm đó là nhìn nó quá mức hư huyễn, chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi, đương nhiên lâm động cũng chỉ mới tập tiêm loa ba mà thôi, có thể làm được điều này đã là tốt rồi, sau khi tập luyện thuần thục thì có lẽ sẽ tốt hơn không ít trong phòng lâm động cảm thấy vô cùng hứng thú với tinh thần bí kỹ tiêm loa ba này hắn tiếp tục ngưng tụ sau đó khống chế theo một tần suất đặc thù trong quá trình tập luyện hình thể của tiêm loa ba chậm rãi trở nên thực chất hơn trong ba ngày tiếp theo lâm động không hề ra ngoài tất cả thời gian hắn đều dùng để rèn luyện tinh thần lực cùng với tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa ba trong ba ngày này lâm động tu luyện với một mức độ điên cuồng 25 viên đan dược chân quý hắn đã sử dụng hết một phần ba thành quả tu luyện được cũng tương đối làm hắn vừa lòng hiện giờ bản mệnh phù ấn trong nê hoàn cung của lâm động đã tương đối thực chất trong phù ấn lâm động có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ hơn nữa, ở giữa của cái bản mệnh phù ấn kia có một cái khe nhỏ tương đối mơ hồ, nó không phải là một vết thương, mà là tiêu chí việc nhất ấn phù sư đã đạt tới đỉnh phong, nếu như cái khe này nứt ra, bản mệnh phù ấn phân thành hai thì đó chính là lúc tiến vào nhị ấn phù sư. Về phần tiêm loa 3, Lâm Động cũng đã sử dụng thuần thục hơn trước một ít, tuy rằng không thử nghiệm uy lực của nó, nhưng mà nhất định nó sẽ mạnh hơn hóa thần châm không ít, Lâm Động lại có thêm một sát chiêu chưa lật. Đến sáng thứ bốn, Lâm Động chậm rãi mở mắt, một quang mang trói mắt xẹt qua trong đôi mắt của hắn, biến mất vô hình. Cũng nên ra ngoài rồi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống đất, hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên trì. Tuy hắn không biết vạn kim thương hội có thể thắng huyết lang băng hay không. Nhưng hắn lại vô cùng động tâm với thần hiệu của đan tiên trì. Nếu như hắn có thể vào trong đó, hấp thu âm dương nhị khí, vậy thì thời gian hắn bước vào nguyên đan cảnh sẽ được giảm bớt không ít mà chỉ cần hắn có thể bước vào nguyên đan cảnh, cộng thêm với tinh thần lực phụ trợ, Ngụy Thông sẽ không còn uy hiếp, mà bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở Viêm Thành. Trải qua nguy cơ huyết y môn, trong lòng Lâm Động hiểu rõ, trên thế giới này muốn bảo vệ mình cần phải có lực lượng. Mà cũng chính vì như vậy, hắn mới chịu đáp ứng vạn kim thương hội, bổ sung vào suất còn trống, vì bọn họ tranh đoạt đan tiên trì. Chương 109 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội, ta nói là chúng ta đã chọn được người tốt nhất, cho nên lần tranh đoạt tiên trì này, người không cần tham dự. Ở trong một gian đại sảnh của thương hội, Hạ Chỉ Lam nhìn một vị thanh niên áo xanh ở bên cạnh, nói một cách nhạt nhẽo. Chỉ Lam, tuy rằng ta biết nàng có thành kiến với ta, nhưng mà tranh đoạt tiên trì hôm nay sắp bắt đầu. Trong những người trẻ tuổi ở viêm thành này, tống thanh ta không coi là đứng đầu, nhưng mà nhân vật tầm thường cũng không thể thay thế được. Hiện giờ không nên đùa giỡn như vậy, bộ dáng của thanh niên áo xanh này có chút âm nhu bởi vì câu nói của hạ chỉ lam mà sắc mặt trầm xuống mặc dù mặt vẫn còn tươi cười nhưng mà mắt lại lướt vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ trước mặt trong hai mắt hắn sự dâm ô bắt đầu hiện lên tuy rằng không nhìn thấy vẻ dâm ô của thanh niên áo xanh nhưng hạ chỉ lam vẫn luôn chán ghét người này người này luôn cậy nhà có tiền mà khinh thường người khác cho nên từ trước tới nay nàng chẳng có hào cảm gì với hắn thậm chí chỉ tiếp xúc cũng khiến nàng buồn nôn Tống Thanh, chuyện này đã định rồi, ta sẽ đích thân giải thích với phụ thân ngươi sau. Đồng tố ở bên cạnh cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy nàng mở miệng, khóe mắt Tống Thanh giật giật, hắn cúi đầu nhìn bàn chân đầy đà như ngọc dưới làn váy của đồng tố, một cỗ tà hỏa trong tiểu phúc dâng lên, nhưng mà hắn cũng biết vư vật này vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, do sợ bị phát hiện lên hắn quay lại nhìn vào hai vị lão giả ngồi ở bên cạnh. Đồng tố việc này có phải là hơi nóng vội hay không? chẳng phải đã thống nhất là Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện một người để thay thế được, vạn nhất vì người nọ mà thua trận, đàn tiên chỉ không thuộc về chúng ta thì sẽ hơi khó giải thích. Hai lão giả kia đều mặc áo vàng, một người trong đó lướt mắt nhìn Tống Thanh, thả chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn đồng tố, mở miệng nói. Nếu không hãy để cho Tống Thanh tham gia đi, thực lực của tiểu tử này thế nào chúng ta đều biết rõ cả. Một người khác cũng cười nói đồng tố mỉm cười nói hai vị quản sự việc thay đổi người không phải do nguyên nhân riêng tư gì cả lần tranh đoạt này vô cùng trọng yếu tất cả phải lấy phần thắng làm đầu chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ thắng thì cho dù có người tốt hơn chỉ làm ta cũng sẽ không do dự mà thay thế ý của nàng đã rất rõ ràng việc thay tống thanh không phải do nàng có thành kiến với hắn mà là có sự lựa chọn tốt hơn nghe được đồng tố nói thế hai vị lão giả nhíu mày nhưng bọn họ không tin là như vậy liếc mắt nhìn nhau đột nhiên cười nói nếu Tố Tổ tổng quản đã nói như vậy, chắc là người này có bản lĩnh rất cao. Hai người lão phu lúc này cũng đang rảnh, đành ở nơi này chờ một chút vậy, chúng ta muốn xem người mà Tố Tổ tổng quản chọn có chỗ nào tốt hơn so với Tống Thanh. Nhưng mà, Tố Tổ tổng quản, việc này quan hệ trọng đại, nếu như người kia không có bản lĩnh thực sự thì phải chọn người cũ, Vạn Kim Thương hội chúng ta không muốn vì nguyên nhân này lại bại bởi tay huyết lăng bang. Ha ha, ta cũng đang muốn xem đến tột cùng là cao nhân phương nào mà có thể làm cho Tố Tổ tổng quản có đánh giá cao như vậy trong mắt Tống Thanh hiện lên sự tự tin, cười cười, lùi lại ngồi xuống cái ghê phía sau. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, đồng tố nhíu mi, ưu nhã nâng chung trả lên, sắc mặt bình tĩnh, hạ chỉ lam ngồi ở bên cạnh có chút lo lắng, bọn người này hiển nhiên là muốn đợi lâm động lộ diện, sau đó xuất thủ thử công phu, nếu lâm động biểu hiện kém một chút thì chắc chắn bọn họ sẽ hủy bỏ tư cách trong lòng có chút lo lắng nhưng hạ chỉ lam cũng không có biện pháp gì khác hai vị lão giả này là lão nhân trong vạn kim thương hội ở trong thương hội cũng có chút danh tiếng nếu như để bọn họ nắm được nhược điểm thì hôm nay nàng cũng không có cách nào hủy bỏ tư cách của tên tống thanh này được ai chỉ có thể hy vọng rằng tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh trong lòng khẽ thở dài một tiếng hạ chỉ lam đành ngồi xuống đợi lâm động đến chẳng bao lâu sau có một thị vệ vào bẩm báo khi Lâm Động đi vào trong phòng khách, Lâm Động cảm thấy bầu không khí ở đây có chút gì đó kỳ quái. Hắn đào mắt nhìn thấy hai cô gái đồng tố và hạ chỉ lam, sau đó nhìn vào ba người ở bên cạnh. Trong ba người, hai người là lão giả, một người khác ước chừng hơn 20 tuổi, mặc áo xanh, diện mục có chút âm nhu, trong mắt hắn có sự âm lãnh, giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Vừa thấy tình huống này, Lâm Động có cảm giác như sắp có phiền phức. Tố Tổng Quản, đây là lựa chọn tốt hơn của các người hay sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt hai vị lão giả kia liếc mắt nhìn Lâm Động, nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Động, hai vị này là quản sự của Vạn Kim Thương Hội, vị này là thiếu gia của Tống Gia Viêm Thành, Tống Thanh. Đồng tố nhẹ nhàng đưa tay ngọc, mỉm cười giới thiệu. Tống Thanh, nghe được cái tên này, Lâm Động mới hiểu tại sao người này lại nhìn hắn với ánh mắt bất hiện, hóa ra đây chính là tên gia hỏa xui xẻo bị hắn thay thế. Tại hạ Tống Thanh, người của Tống Gia Viêm Thành, vị bằng hữu này rất lạ mặt, dường như không phải là người của Viêm Thành, Tống Thanh đứng dậy, đến gần Lâm Động, chắp tay cười nói. Nụ cười mới xuất hiện trên mặt Tống Thanh, Lâm Động còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một thanh âm băng lãnh, truyền vào trong tai của Lâm Động, ta mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, nhưng mà bản thiếu gia có lòng tốt khuyên ngươi một câu, làm việc nên thức thời một chút, chủ động nói lời từ bỏ với tố tổng quản đi, ta sẽ cho ngươi thù lao thỏa mãn, nếu không thì hành sự ở viêm thành nên cẩn thận một chút. Nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đồng tố, nói, tố tổng quản khi nào chúng ta khởi hành nhìn thấy lâm động không để ý tới cảnh cáo của hắn tống thanh cũng giật mình ngạc nhiên ngay sau đó trong mắt hiện lên sự dữ tợn tiểu tử muốn có một suất tham dự tranh đoạt tiên trì của vạn kim thương hội chúng ta không đơn giản như vậy một vị lão giả diễu cợt nói tố tổng quản ta biết việc này đối với vạn kim thương hội rất là quan trọng cho nên mọi việc đều phải suy nghĩ cho lợi ích của thương hội nếu như người này là một nhân tuyển tốt như lời người nói thì ta sẽ chủ động rút lui Tống Thanh xoay người, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt lập tức biến mất, hắn nhìn về phía đồng tố, cung kính nói. Người muốn như thế nào? Hạ chỉ lam cao mày nói. Ha ha, ai là người lựa chọn tốt nhất, không khẩu vô bằng, giao thủ một chút chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao? Một vị lão già khác uống một ngụm trà nóng, cười nói. Ngươi, nghe thấy mấy lão gia hòa này quả nhiên muốn cho hai người giao thủ, hạ chỉ lam mày liễu dựng thẳng, đồng tố ở bên cạnh cũng nhíu mày, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía lâm động lấy thực lực nhất ấn phù sư của lâm động sợ rằng chỉ tương tương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ tống thanh mà thôi nhưng mà nàng còn lo những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra toàn bộ do tố tổng quản an bài thấy đôi mắt đẹp nhìn về phía mình lâm động bình tĩnh nói đã như vậy thì luận bàn một chút nhớ kỹ điểm tới là dừng thấy thế đồng tố gật đầu nói ầm ngay khi đồng tố mới nói xong một cỗ nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt từ trong cơ thể tống thanh tuôn ra dữ dội hắn tung ra một quyền nhanh như tia chớp đấm thẳng vào ngực lâm động hắn làm như vậy là vì không muốn cho đối phương có thời gian phản ứng vô sỉ nhìn thấy tống thanh xuất thủ như vậy sắc mặt hạ chỉ lam lạnh lại nhưng mà đối mặt với đòn tấn công hung mãnh không kịp trở tay của tống thanh khuôn mặt lâm động chẳng có gì thay đổi để mặc cho quyền phong kia lao tới ngay khi quyền đầu của tống thanh chỉ còn cách ngực lâm động nửa thước quyền phong đột nhiên dừng lại một tiếng vang trầm thấp hiện lên giống như có một bức tường vô hình che chắn trước mặt lâm động tinh thần lực cảnh tượng này làm cho tống thanh kinh ngạc nhưng mà ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội thiên nguyên cảnh trung kỳ nhận thấy nguyên lực của tống thanh ba động một cách mạnh mẽ đồng tố và hạ chỉ lam cũng bất ngờ sắc mặt hơi đổi không ngờ tống thanh này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi Nguyên lực đột nhiên tăng vọt làm cho bức tưởng vô hình trước mặt Lâm Động vỡ nát. Ngay sau đó, Hàn mang trong tay áo hắn đột nhiên lóe lên, một chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào yết hầu Lâm Động. Khuôn mặt của Lâm Động vẫn vô tình nhìn Tống Thanh tấn công, hắn không có ý định kéo dài, đột nhiên tiến lên trước một bước, một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu trong nê hoàn cung tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào, hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự trên thân hình Tống Thanh đối mặt với tinh thần trùng kích vô cùng hung hãn của lâm động nguyên lực phòng ngự bao quanh tống thanh chỉ trong chốc lát là tan vỡ một cảm giác đau đớn như bị bua tạ nện chúng xuất hiện ở trong đầu trong ánh mắt kinh ngạc của đồng tố và hạ chỉ lam thân hình tống thanh bay ngược ra sau ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi lâm động xuất thủ giống như chớp sẹt đêm đông thậm chí có thể nói là hắn chưa từng xuất thủ bởi vì từ đầu tới cuối lâm động chỉ có tiến lên một bước mà thôi chỉ tiến lên một bước với tinh thần lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bại tống thanh một trận thắng rất đơn giản. Nhìn thiếu niên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, người này coi như có chút bản lĩnh. Chương 110 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Kết quả chiến đấu nằm ngoài dữ liệu của rất nhiều người, nhìn Tống Thanh đang chật vật vịn tường, hai vị lão quản sự của Vạn Kim Thương hội cũng kinh ngạc, ngay sau đó, sắc mặt hai người trở nên khó coi, vừa nãy bọn họ còn nói Tống Thanh đủ khả năng, không ngờ lại có kết quả thế này, ha hà ha, hai vị lựa chọn của ta không tệ chứ đồng tố che miệng cười lúc này nàng đã hết kinh ngạc đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ nhìn lâm động tinh thần lực của người này nhìn thì giống như nhất ấn phù sư nhưng lại mạnh mẽ hơn không thì làm sao có thể đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ như tống thanh được hai vị lão quản sự cười gượng một tiếng chỉ có thể gật đầu nói nhãn lực của tố tổng quản đúng là vô cùng tốt hai người lão phu bội phục nhìn thấy hai lão này không còn dây dưa gì nữa, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh thở dài một hơi, sau đó nước mắt nhìn Tống Thanh đang chật vật, sắc mặt khẽ biến, cấp tốc quát lớn: Tống Thanh, ngươi làm cái gì đấy? ầm, um. Hạ Chỉ Lam vừa mới quát xong, thì đã thấy Tống Thanh sắc mặt âm trầm, một lần nữa lao lên, một thanh đoàn kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn, tàn nhẫn đâm tới lâm động nhìn thấy người này thua rồi còn cố lâm động cũng nhíu mày đang định xuất thủ thì thấy trước mặt hoa lên một cái một thân ảnh đầy phong tình xuất hiện ngọc thủ nhẹ vẫy một cỗ nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay tống thanh khiến hắn phải lộn vài vòng mới ngã xuống thực lực thật mạnh nhìn đồng tố xuất hiện ở trước mặt trong lòng lâm động cả kinh ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào bóng hình xinh đẹp động lòng người này không nghĩ tới vị tố tổng quản trông thì quyến rũ phong tình nhưng lại có thực lực không yếu hơn huyết y môn ngụy thông không hổ là vạn kim thương hội ánh mắt lâm động chợt lóe lên trong lòng hắn cũng bắt đầu thấy sợ sự mạnh mẽ của ba thế lực đứng đầu viêm thành tống thanh nơi này là vạn kim thương hội không phải tống gia của nhà ngươi hôm nay lâm động đã là khách nhân của vạn kim thương hội mong rằng ngươi có thể tôn trọng một chút đồng tố nhíu mi nhìn tống thanh đối với kẻ âm nhu này nàng lại thêm một phần chán ghét ngươi trở về đi chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với phụ thân ngươi nghe thấy đồng tố nói như vậy sắc mặt tống thanh lúc trắng lúc xanh nhưng mà hắn không có can đảm đùa giỡn vị tố tổng quản này ánh mắt hắn oán độc liếc ngang nhìn sang lâm động sau đó chật vật rời đi hai vị lão quản sự thời gian không còn sớm chúng ta cũng phải lên đường thôi đuổi tống thanh đi ngữ khí của đồng tố vẫn chưa được bình thường nhìn hai vị lão giả nói một cách lạnh nhạt nghe vậy hai vị lão giả cũng chỉ có thể phẫn nộ gật đầu đứng dậy cáo từ rời đi Hừ, hai lão già này chắc chắn đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tống gia, cho nên mới cực lực đề cử Tống Thanh. Nhìn hai vị lão già đi xa, Hạ Chỉ Lam cũng hử nhẹ nói. Tống gia bề ngoài thì luôn biểu hiện thân cận với vạn kim thương hội chúng ta, nhưng cũng qua lại không ít với huyết lang bang và phủ thành chủ. Lần này họ muốn Tống Thanh chiếm tiện nghi, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của đồng tố đột nhiên nhìn về phía lâm động ở bên cạnh, như có thâm ý cười nói, tiểu tử kia, xem ra ngươi đúng là có bản lĩnh che giấu đấy tố tổng quản quá khen chút bản lĩnh của tiểu tử đâu có thể so sánh với người lâm động cười gượng một tiếng nói đừng có ba hoa với ta đi thôi chúng ta lên đường đồng tố trợn mắt một cái sau đó cũng không nói nhiều giơ giơ ngọc thủ quay đầu bước ra ngoài vạn kim thương hội coi như người có chút bản lĩnh đánh bại được tống thanh thì người có tư cách tham gia nhưng mà đừng để phải mất mặt hạ chỉ Lam đi tới bên cạnh lâm động thản nhiên nói lâm động vuốt tay từ chối cho ý kiến yên tâm chúng ta sẽ cố gắng thắng hai trận đầu tới lúc đó ngươi không cần phải xuất thủ nói như vậy đàn tiên chỉ không có phần của ta đúng không lâm động cười nói nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp của hạ chỉ lam cũng hiện lên một nụ cười động lòng người nói rất chính xác nói xong nàng không dừng lại tiêu sái xoay người nhanh chóng đuổi theo đồng tố ở phía trước hy vọng là như vậy lâm động cười cười sau đó đi theo khi lâm động bước ra ngoài ở đại môn của vạn kim thương hội có hơn 10 tuấn mã xuất hiện hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang trò chuyện với hạ chỉ lam đây chính là người thay thế tống thanh tên là lâm động có chút thực lực lúc nãy vừa đánh bại tống thanh khi lâm động đi tới hạ chỉ lam giới thiệu a hà hà thảo nào vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của tên tống thanh kia vô cùng khó coi hóa ra là bị lâm động huynh đánh bại Nghe thấy vậy, thanh niên tuấn tú kia cũng có chút kinh ngạc, chợt hướng về phía lâm động chắp tay cười nói, bộ dáng của hắn tương đối có thiện ý, tốt hơn tống thanh lúc trước không biết bao nhiêu lần. Thấy đối phương khách khí, lâm động cũng có hào cảm, ôm quyền đáp lễ lại. Lần tranh đoạt tiên chỉ này, bên vạn kim thương hội chúng ta mời tới hai người, đây chính là liễu nghị, thực lực của hắn khá hơn người một chút, theo ta nghĩ, hiện giờ hắn đã có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hạ chỉ lam ở một bên chen miệng vào nói, Ha hả, Lâm Động huynh đài đừng nghe Chỉ Lam nói quá. Thấy Hạ Chỉ Lam nói câu này, Liễu Nghị vội vàng cười nói. Lâm Động cười cười, hắn đã sớm nhận ra cô gái này nói năng không khách khí, cho nên cũng không chấp nhặt. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, lên đường thôi. Đồng tố đứng ở bên cạnh, xoay người nhảy lên một con tuấn mã, sau đó quát nhẹ một tiếng, mang theo đám người lao vút ra ngoài viêm thành. Đi thôi, Lâm Động Huynh, mục tiêu của chúng ta là một tòa thâm sơn phía đông của Viêm Thành, cách đây khoảng một giờ lộ trình, liễu nghị quay sang lâm động chào hỏi một tiếng đồng thời cũng phi thân lên ngựa nhanh chóng đuổi kịp đại đội nhân mã ở phía trước sau đó lâm động cũng nhanh chóng bám theo mục tiêu của đám người lâm động lần này là một địa điểm trong một ngọn thâm sơn ở phía đông viêm thành do vấn đề đan tiên trì thuộc về ai giải quyết một cách khó khăn cho nên vạn kim thương hội và huyết lang bang đều phái không ít nhân thủ trấn giữ nơi này cẩn thận giám thị lẫn nhau không ai chịu ai cho nên địa điểm tranh đoạt tiên trì lần này cũng được lập ngay ở bên cạnh đan tiên trì sau khi phân thắng bại là có thể trực tiếp nhận thành quả một canh giờ chớp mắt đã qua đại đội nhân mã đã di chuyển chậm lại lâm động nhìn về phía ngọn thâm sơn trước mặt thỉnh thoảng hắn nghe thấy những tiếng thú giống trầm thấp chỗ này kiểu gì chẳng có yêu thú qua lại đám người huyết lăng bang và vạn kim thương hội đúng là có can đảm khi đóng quân ở đây đi thôi lên núi mỗi người đều phải cẩn thận tuy rằng yêu thú đã bị xua đuổi nhưng mà không tránh khỏi cá lọt lưới Đồng tố xoay người xuống ngựa, không nói thêm gì lao vào trong thâm sơn, mọi người cũng theo đó mà tiến lên. Lâm Động đi trong nhóm đầu của đội ngũ, hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, hắn có thể nhận ra trong núi này có không ít yêu thú, đội ngũ này thực lực không kém, nhưng bị tập kích bất ngờ thì kiểu gì cũng có phiền phức, tốt hơn hết là cẩn thận một chút. May mắn là chuyện Lâm Động lo lắng không xảy ra, ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau đó, rừng rậm um tùm trở nên quang đãng hơn, tầm nhìn trước mặt được mở rộng, bọn họ đã thuận lợi đến đỉnh núi đám người lâm động vừa xuất hiện trên đỉnh núi thì tiếng kéo kẹt cũng văng lên lâm động còn chưa kịp lùi lại thì một tiếng quát đã truyền tới lâm động nhìn về phía đỉnh núi hắn nhận ra trên đó có hai phe nhân mã ở hai lập trường khác nhau mỗi bên chiếm một mặt của quả núi trước mặt có một cái vách núi bên dưới là một cái trông như một hồ nước một nửa thì bọt khí không ngừng bay lên hiển nhiên là nóng tới cực độ một nửa thì hàn khí lạnh thấu xương hai thuộc tính đối lập với nhau chắc đây là đan tiên trì rồi Lâm Động đào mắt qua cái hồ trước mặt, nói lầm bầm. Tố Tổng Quản, các người tới chậm quá đó. Trong lúc Lâm Động đang bị đan tiên trì hấp dẫn, thì có một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hắn đưa mắt nhìn lại thì thấy một người đứng đầu một phe, người này vóc người khôi ngô, đang đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể đại hán kia không khởi động, nhưng mà trông hắn lại như một ngọn núi khiến cho người khác không dám có chút khinh thường lâm động nhìn vào vị đại hán kia hắn dùng mình vội vàng thu hồi ánh mắt hắn cảm nhận được một loại uy áp cực mạnh từ trên người này loại cảm giác này ngụy thông cũng không thể bằng người này chính là bang chủ huyết lang bang người ta gọi là phá sơn thủ nhạc sơn hắn là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn ở trong viêm thành này không mấy người có thể chống lại hắn có thể nói hắn chính là cường giả một phương ở viêm thành ở bên cạnh lâm động liễu nghị thấp giọng nói Lâm động khẽ gật đầu, nguyên đan cảnh đại viên mãn chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước chân mà thôi. Nếu như nhạc sơn này có thể một bước sổ lồng thì đừng nói là viêm thành, cho dù là thiên đô quận cũng là những nhân vật đứng đầu. Ha ha, nhạc bang chủ cần gì phải vội vàng như vậy. Ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thấy nhạc sơn mở miệng ở trong đội ngũ của vạn kim thương hội cũng có một nam tử mặc cẩm bào bước ra mỉm cười, hắn là người duy nhất không sợ loại uy áp này đây chính là hội trưởng vạn kim thương hội hạ vạn kim lúc này không cần liễu nghị giới thiệu lâm động đã đoán ra người có thể ở trong viêm thành nói chuyện một cách không kiêng kỵ với nhạc sơn thì chỉ có hội trưởng của vạn kim thương hội hạ vạn kim cùng với thành chủ viêm thành thạch hạo thiên hai vị nguyên đan cảnh đại viên mãn nhìn hai thân ảnh kia trong lòng lâm động cũng bừng bừng khí thế nhóm cường giả này ở thanh dương chấn làm sao có thể gặp được nhạc sơn liếc mắt nhìn hạ vạn kim sau đó tay vung lên nói hãy bớt nói nhảm đi, nếu như mọi người đã tới vậy thì chúng ta bắt đầu đi, nếu như tiếp tục kéo dài thì năng lượng trong đan tiên trì sẽ bốc hơi hết. Chương 111 nghe thấy Nhạc Sơn nói như vậy, Hạ Vạn Kim cũng cười, nhìn về phía đám người đồng tố, ánh mắt đảo qua một vòng đột nhiên dừng ở trên người Lâm Động, hơi có chút ngạc nhiên nói, "Đồng tố, Tống Thanh sao không tới?" Vừa mới thay một người khác, Đồng tố mỉm cười nói, "Nghe vậy, Hạ vạn kim không khỏi cười khổ một tiếng, đảo mắt qua người lâm động một hồi, hắn nhận ra người này tương đối lạ mặt cho nên có chút hoài nghi. Phụ thân, đừng nhìn nữa, lâm động tuy rằng không quá mạnh nhưng ít ra cũng đánh bại được Tống Thanh, để hắn thay Tống Thanh cũng là chuyện bình thường. Hạ chỉ lam ở một bên chen miệng vào nói. a, à. hạ vạn kim hơi bất ngờ, nhìn lâm động nở một nụ cười hiền lành, nếu mà như vậy thì đương nhiên là tốt, lần này huyết lang bang phái ra ba người, trong đó có hai người các ngươi đã biết rồi, chính là hai huynh muội Nhạc Phong và Nhạc Linh, họ đều có thực lực là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tương đương với Chỉ Lam, Liễu Nghị, ai thắng ai thua rất là khó nói. Còn một người nữa, Hạ Chỉ Lam dường như không quan tâm tới hai người này, mở miệng nói. Nghe nói là một vị cung phụng của huyết lang bang, danh tiếng trước đây không cao, nhưng mà theo như ta thấy thì hắn chắc chắn không yếu hơn thiên nguyên cảnh trung kỳ. Hạ Vạn Kim nói, a à, nghe vậy hạ chỉ lam cùng với đồng tố lặng lẽ thở dài một hơi thiên nguyên cảnh trung kỳ căn cứ vào việc lâm động vừa đánh bại tống thanh chắc là hắn có thể ứng phó được khi đám người vạn kim thương hội đang nói chuyện thì bên phía huyết lăng bang cũng đã chi tổ xong ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra đứng ở phía sau nhạc sơn Lâm Động đào mắt nhìn ba người này, hai nam một nữ, trong hai người con trai có một người mặc áo trắng, dáng dấp anh Tuấn, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa. Người này đứng ở chỗ này cực kỳ không hợp với sát khí mà đám người huyết lăng bang, tạo ra. Một người con trai khác mặc áo xám, dáng dấp phổ thông, đối lập hẳn với người mặc áo trắng, trông như một hộ vệ bình thường mà thôi. Nhưng mà, khi Lâm Động nhìn vào nam tử áo xám này, chẳng biết tại sao lông mi hắn lại nhíu lại, nữ tử còn lại cũng được coi là xinh đẹp tuyệt trần nhưng mà vẫn còn kém hạ chỉ la một chút nếu như so sánh thì chỉ hơn tạo doanh doanh một bậc mà thôi người mặc áo trắng chính là con của nhạc sơn tên là nhạc phong hắn có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ vô cùng nổi danh ở viêm thành này người con gái là muội muội của hắn nhạc linh cũng có thiên phú ngạo nhân thực lực cũng sấp xỉ với huynh trưởng về phần người cuối cùng chắc là do huyết lang bang tìm về thiên nguyên cảnh trung kỳ cũng không tệ lắm ở bên cạnh liễu nghị cười nhìn lâm động nói Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đảo mắt nhìn vài lần vào nam tử áo xám, khi nhận ra người này không có gì đặc biệt mới thu hồi ánh mắt. Không nói nhiều nữa, ai đấu trận đầu. Trong lúc Lâm Động đang đánh giá ba người, thì Nhạc Linh đã nói một câu tương đối kiêu ngạo, cầm một cây trường tiên màu đỏ, tiến lên hai bước, nhìn về phía đám người Lâm Động, bĩu môi nói. Nhìn thấy Nhạc Linh ra sân, ánh mắt của tất cả nhân mã bên Vạn Kim Thương hội đều nhìn về phía Hạ Chỉ Lam, Hạ Chỉ Lam cũng cười một tiếng, bước ra nói, "Ra sớm để mất mặt à?" Hắc hạ chỉ làm, đợi khi người bị thua thì đừng có khóc. Nhạc Linh ngang ngược kiêu ngạo, hình như có thù hận gì đó với Hạ Chỉ Lam thì phải. Hai nàng vốn có ân oán, hơn nữa Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bàng cũng chẳng hợp nhau, lần gặp mặt này đương nhiên phải hạ uy thế của đối phương. Nếu như đã chuẩn bị xong, tranh đoạt tiên chỉ, bắt đầu. Nhìn thấy hai nàng đã vào sân, những người còn lại lập tức lui về phía sau, tạo ra một khoảng trống tương đối lớn. Hừ, sau khi tiếng nói kia hạ xuống nguyên lực ba động hùng hậu không hẹn mà từ trong cơ thể hai nàng bùng phát nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay toàn bộ lá cây trên mặt đất xích lạp một cái bóng trường tiên màu đỏ xuyên thấu qua hư không giống như một con rắn màu đỏ nhanh như tia chớp vụt tới hạ chỉ lam đối mặt với công kích không chút lưu tình của nhạc linh hạ chỉ lam hư lạnh một tiếng ngọc thủ nắm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ cũng hiện ra sau đó nhẹ nhàng bước lên lao vào nhạc linh đánh đấm túi bụi hai nàng đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, mà cũng là những nhân vật nổi danh trong thế hệ tiểu bối ở Viêm Thành. Lần giao tranh này tương đối là kịch liệt, bóng kiếm bóng trường tiên giao nhau, phát ra những luồng kình phong mạnh mẽ, tạo thành những vết hàn sâu trên mặt đất. Lâm Động nhìn chăm chú vào trận đấu, một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hai người đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên mức độ hùng hậu của Hạ Chỉ Lam cao hơn Nhạc Linh một bậc. Trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài, thì tranh lệch giữa hai bên sẽ thể hiện ra rõ ràng trận tỉ thí này phần thắng của Hạ Chỉ Lam cao hơn một chút. Mà cũng đúng như Lâm Động dự đoán, thời gian qua đi, Nhạc Linh dần dần rơi vào hạ phong mà Hạ Chỉ Lam đang tấn công dữ dội. Thắng! Lâm Động nhẹ giọng lầm bầm một tiếng, ngay sau đó, trong sân lập tức vang lên một tiếng kim loại và chạm với nhau, trường tiên trong tay Nhạc Linh đã bị Hạ Chỉ Lam xuyên qua khe hở, một kiếm đánh bay ra ngoài, trường kiếm của nàng cũng dừng lại ở trước mặt Nhạc Linh. Trận đầu tiên, vạn kim thương hội thắng. Người trọng tài được đôi bên mời tới lúc này lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Hạ chỉ la mỉm cười, nhìn Nhạc Linh hắng giọng sau đó xoay người đi về phía trận doanh của Vạn Kim Thương hội. "Nhạc Linh, trở về đi." Đối với việc Nhạc Linh bại trận, huyết lang bang chủ Nhạc Sơn dường như không có gì bất ngờ, chỉ lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng bên cạnh, nói: "Phong Nhi, con lên đi." "Dạ." Nhạc Phong gật đầu cười, chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua người Lâm Động một cái, sau đó chuyển hướng sang Liễu Nghị, nói: "Liễu Nghị, tới phiên ngươi rồi đấy." nhìn thấy nhạc phong chỉ tên điểm họ liễu nghị cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó đi ra đứng ở trước mặt người này bàn tay nắm chặt một thanh tinh thiết trường thương lao vút ra cắm xuống đất chắp tay nói xin chỉ giáo không thể không nói liễu nghị là một nhân vật mà đồng tố và hạ chỉ lam rất coi trọng hắn không chỉ có thực lực mà còn có phong độ điều này làm cho đám người bên vạn kim thương hội không ngừng gật đầu nhạc phong cười nhạt một thanh trường thương cũng xuất hiện cánh tay run lên vô số hoa thương bay ra kỹ thuật dùng thương của người này cực tốt Nhìn thấy kỹ thuật dùng thương của Nhạc Phong, sắc mặt Liễu Nghị trở nên nghiêm túc, hắn cũng hiểu rõ đối thủ này cực kỳ khó giải quyết, trong đám trẻ tuổi số người mạnh hơn hắn cực ít. Trận thứ hai, tỷ thí bắt đầu. Sau khi trọng tài tuyên bố, ánh mắt Nhạc Phong trở nên sắc bén, trường thương trong tay run lên, mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm tới những vị trí yếu hại của Liễu Nghị. Phong toàn Đối mặt với thế tiến công sắc bén của Nhạc Phong, Liễu Nghị không dám chậm trễ, trường thương trong tay giống một con rắn, lao tới đối phương, khi thấy một luồng đại lực từ trường thương đối phương truyền tới, sắc mặt Liễu Nghị hơi trầm xuống. Lần chiến đấu này còn kinh tâm động phách hơn trận của Hạ Chỉ Lam và Nhạc Linh nhiều, hai người đều là hảo thủ dùng thương, trong lúc công thủ làm cho thương ảnh bay khắp trời, ba động mạnh tới mức khiến người khác hít thở không thông cũng theo đó mà truyền ra nhìn hai đạo thân ảnh đang giao thao trong vô số tia lửa sắc mặt của đám người bên vạn kim thương hội đã trở nên nghiêm túc và khẩn trương nếu như trận này liễu nghị có thể thắng nhạc phong thì lần tranh đoạt tiên trì này vạn kim thương hội sẽ đại thắng mà về lúc này lâm động cũng nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh đang giao đấu đây là lần đầu tiên hắn xem những người nổi danh trong tầng lớp trẻ tuổi giao thủ nếu như so sánh với họ lôi lực ở thanh dương trấn không đáng nhắc tới keng 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 hai thanh trường thương giống như đôi mắt không ngừng tiếp xúc trên không trung tia lửa bắn ra bốn phía đinh mũi thương chạm vào nhau phát ra một thanh âm thanh thúy hai thanh trường thương đều rung lên kinh lực tán phát làm cho hai người đều bật lui lại một bước vu trong lúc thân hình đang bay ngược lại ánh mắt nhạc phong đột nhiên biến đổi nhanh chóng nhảy sang bên hai bước dùng một tốc độ cực nhanh và mãnh liệt phất tay áo tấn công khi hắn phất tay, không khí quanh thân hình hắn gào thét, vô số thương ảnh hội tụ lại với nhau tạo thành một cơn lốc bóng thương, sau khi được nguyên lực quán nhập, một ba động khiến tim người khác đập thình thịch theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Trọng ảnh thương, tứ phẩm võ học, nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Nhạc Phong, sắc mặt đám người bên Vạn Kim Thương hội biến đổi, ngay cả sắc mặt Tố tổng quản cũng trở nên nghiêm túc trọng ảnh thương có bốn tầng tầng sau mạnh hơn tầng trước có người nói nhạc phong có thể thi triển ra ba tầng đầu uy lực này trong đám đồng lứa không ai có thể đỡ được nghe thấy thanh âm của hạ vạn kim lâm động cũng âm thầm gật đầu hắn cũng có thể cảm giác sự bá đạo của thương này nếu đổi lại là hắn thì hắn phải thi triển kỳ môn ấn tầng thứ ba mới có thể chống được trong lúc nói chuyện gió xoáy do trường thương của nhạc phong tạo ra đã hình như một cột gió lao ra xung quanh đập thẳng vào trường thương của liễu nghị một tiếng nổ vang dội kinh phong khoách tán thổi tung rất đá trên mặt đất liễu nghị lui về sau mấy bước nhưng hắn còn chưa kịp hít thở thì chiêu thức như vũ bão của nhạc phong lại kéo tới buộc hắn phải chống đỡ một cách kịch liệt phong phong hai tiếng kêu vang dội làm cho trái tim của đám người vạn kim thương hội đập thình thịch bọn họ có thể nhìn thấy sau khi tiếp ba chiêu trọng ảnh thương của nhạc phong cổ tay của liễu nghị đã rách toạch máu tươi chảy ròng ròng nếu chỉ là ba tầng thì liễu nghị vẫn còn có thể đánh một trận Nhìn cảnh tượng này, đám người hạ vạn kim cũng thoáng thở dài một hơi, nhưng mà vừa mới nói xong thì nhạc phong lại cười một cách quỷ dị, thương ảnh trong tay lại ngưng tụ tạo thành một luồng gió xoáy, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai, đập thẳng vào thân trường thương của Liễu Nghị. Phụt! Một kích mạnh này làm cho Liễu Nghị không chịu nổi nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tinh thiết trường thương trong tay đã bị đập cong, nhìn Liễu Nghị phải lùi hơn 10 bước mới đứng lại được, trong lòng Hạ Vạn Kim cùng với đám người đồng tố hơi trầm xuống, không nghĩ tới nhạc phong này lại có thể tu luyện tới tầng thứ 4 trọng ảnh thương. Cứ như vậy, trận này huyết lang băng thắng, tỷ số hòa. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm động. mười 112 một thắng một bại, cục diện trong sân đã trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt bắt đầu dồn về phía hai người chưa xuất thủ, đó chính là lâm động và vị nam tử áo xanh kia. Lâm động tới phiên người cố lên nha, Hạ Chỉ Lam tươi cười, nhưng trên mặt vẫn có sự khẩn trương, ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động, nếu như Lâm Động thua trận này, vậy thì Vạn Kim Thương hội đã vô duyên với Đan Tiên trì rồi. Lâm Động môi khẽ mím môi, ánh mắt của hắn không chút nhìn về phía nam tử bình tĩnh, có diện mạo phổ thông kia, nhẹ giọng nói, "Ta sẽ cố gắng hết sức. Thực lực của tên kia chắc chỉ tương đương với Tống Thanh mà thôi, với bản lĩnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng cũng không khó." Hạ Chỉ Lam thấp giọng nói, "Có lẽ vậy." lâm động từ chối cho ý kiến hắn luôn luôn nghĩ người nào nhìn bình thường thì bản lĩnh sẽ không đơn giản lần tranh đoạt tiên trì này đành phải nhờ vào tiểu hữu vậy hạ vạn kim nhìn về phía lâm động mỉm cười nói hạ hội trưởng tiểu tử sẽ làm hết sức lâm động cũng chắp tay sau đó không nói thêm gì nữa chậm rãi đi vào trong sân đồng tố người mà muội tìm có được không nhìn bóng lưng lâm động hạ vạn kim nhíu mày thấp giọng dò hỏi muội nên hiểu là đan tiên chỉ quan trọng như thế nào với chúng ta nếu Vạn Kim Thương hội chúng ta có được Đan Tiên Trì, thì trong vòng 2 năm chỉ Lam có thể đột phá tới Nguyên Đan cảnh khác, thậm chí còn thừa năng lượng để bồi dưỡng mấy vị Nguyên Đan cảnh, việc này khiến cho thực lực của Vạn Kim Thương hội chúng ta tăng lên rất nhiều. Bản lĩnh của hắn hơn Tống Thanh. Đồng Tố cười nhạt, nhưng mà nàng cũng không hiểu bản lĩnh thực sự của người này, cho nên không dám nói nhiều. Mong là như vậy. Đối với tình tình của cô em gái vợ này, Hạ Vạn Kim hiểu rất rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đã tới lúc này rồi còn biết làm gì hơn sau khi lâm động đi vào trong sân, không ít người của huyết lang bang đưa mắt nhìn hắn, những ánh mắt này đều có chút nghi hoặc, hiển nhiên là bởi vì khuôn mặt này quá mức xa lạ. Ta nhớ lần ứng chiến này là một người khác, hình như là tống gia tống thanh mới đúng, sao lại đổi thành người này. Ở bên cạnh nhạc sơn, một vị lão già gầy gò thấp giọng nói. Muốn đổi thì đổi thôi. Nhạc sơn tùy ý lắc đầu, sau đó nhìn về phía nam tử áo xám không nói câu gì, cười nói, khương lập tới phiên ngươi. Được, người được gọi là Khương Lập, khuôn mặt chẳng chút biến đổi, nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Ha ha, yên tâm, nếu như huyết lăng bang chúng ta có được đan tiên trì này, thì thù lao của ngươi sẽ không ít. Nhạc Sơn cười nói. Nghe vậy, Khương Lập lúc này mới cười, không nhanh không chậm đi vào trong sân, đứng sửa sang lại áo bào, thản nhiên nói, ta không luận bàn với ngươi, một khi đã ra tay là xuất thủ hết sức, nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt thì rời đi, ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn. Đa tạ nhắc nhở, lâm động cười chắp tay nhưng không lui lại đưa tay lên nói mời khương lập ngẩng đầu nhìn lâm động một cái sau đó vươn đôi tay gầy gò dài bất thường của mình ra đã như vậy thì chớ trách ta thủ đoạn độc ác nghe thấy khương lập lẩm bẩm lâm động vừa định nói thì hai mắt đột nhiên giật giật chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương như đao phong xuyên thấu qua không khí lao tới yết hầu của lâm động trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương nguyên lực hùng hậu ba ngưng tụ thành một luồng gió nhỏ uy lực của một chỉ này cho dù là sắt thép cũng bị xuyên thủng chỉ phong thật ác liệt ở ngoài trận mọi người nhìn thấy thế tấn công của khương lập thì không khỏi có chút kinh ngạc đối mặt với thế tiến công của khương lập sắc mặt lâm động cũng trở nên nghiêm túc hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào chỉ phong đang tới gần khi chỉ còn cách người hắn một xích thì hắn mới như một con báo đột nhiên xuất thủ nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay của lâm động sau đó đánh thẳng vào chỉ phong của khương lập bàn tay của lâm động trượt lên đập vào mu bàn tay của đối phương nguyên lực hóa thành xào kình háo giải thế tiến công của khương lập Dựa vào tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được rằng, thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn chỉ dùng xào kinh đơn giản hóa giải công kích của đối phương. Suy suy. Nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thường, chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi bước mà tiến tới, mười ngón tay như múa, kinh phong sắc bén giống như mưa bao phủ thân hình lâm động. Ba 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 ba. Thấy thế tiến công của Khương Lập trở nên hung hãn, lâm động cũng không tránh né, quyền thức biến đổi, những âm hưởng thanh thúy vang lên liên tiếp, lâm động tu luyện thông bối quyền đã tới mức đăng phong tháo cực khi đã thi triển thì quyền phong cuồn cuộn giản dị vô cùng thấy quyền thế như vậy đám người hạ vạn kim đều cảm thấy kinh ngạc tuy rằng thông bối quyền chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông nhưng tu luyện tới mức này thì vô cùng ít quyền ảnh cuồn cuộn khắp trời giống như từng đồng vách sắt đơn giản hóa giải thế tiến công của khương lập phụ thân khương lập kia hình như không chiếm được thượng phong nhìn thấy tình hình chiến đấu trong sân nhạc phong nhướng mày thấp giọng nói hắn không hiểu vì sao nhạc sơn lại có lòng tin như vậy vào người này cứ xem tiếp đi nhạc sơn cười hắn không có quá nhiều lo lắng bởi hắn có lòng tin vào bản lĩnh của khương lập xèo chỉ phong ác liệt xẹt qua nắm tay của lâm động những âm thanh xèo xèo vang lên bàn tay của lâm động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhạt nhưng mới chỉ bị thương ngoài da mà thôi hơn nữa khi chỉ phong của Khương Lập bắn sượt qua tay của Lâm Động, thì Lâm Động cũng đấm một đấm vào ngực của đối phương, tuy rằng hắn có nguyên lực chống đỡ, nhưng mà vẫn phải bật ngược về sau nửa bước. Ẩm. Sau khi lùi về phía sau nửa bước, thân hình của Khương Lập trở nên cứng đờ, hai mắt có những tia máu bắt đầu khởi động. Khi tia máu hiện lên trong mắt của Khương Lập, một áp lực khủng bố lập tức khoét tán ra xung quanh. Loại nguyên lực ba động này không yếu hơn đám người Nhạc Phong, Hạ Chỉ Lam, Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ nhìn thấy thực lực của Khương Lập bất ngờ tăng vọt, đám người vạn kim thương hội sắc mặt đại biến, không ít người đều cả kinh kêu lên. Quả nhiên là ẩn tàng thực lực. Hạ vạn kim cho mày, tình huống hắn không muốn nhất đã xuất hiện, không biết lần này huyết lang băng mời vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới. Hạ chỉ lam thì nắm chặt tay, trong lòng cũng trở nên lo lắng, Thiên nguyên cảnh hậu kỳ ư, ánh mắt của Lâm Động biến đổi, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hắn khép hai ngón tay lại, nguyên lực hùng hậu ác liệt ngưng tụ thành một kiếm phong, trong chớp mắt đã công tới Khương Lập. Ầm, đối mặt với thế tiến công của Lâm Động, Khương Lập cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào, hai ngón tay trực tiếp điểm thắng vào chỉ phong của Lâm Động. Bốn chỉ chạm nhau, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh. Suy, khi bốn ngón tay chạm nhau, Khương Lập định lập tay bẻ ngón tay của Lâm Động thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt lâm động như điện, một cỗ ba động vô hình nhanh như tia chớp bắn thẳng vào hắn. Tinh thần lực, cảm nhận được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành một vòng phòng ngự. Bộp, tuy nói đã có nguyên lực phòng ngự, nhưng mà Khương Lập cũng không ngờ hết được sự mạnh mẽ của tinh thần lực, đạo tinh thần lực này sau khi tiếp xúc với lớp nguyên lực phòng ngự, lực công kích đã giảm sút mấy lần, nhưng mà vẫn còn một số truyền vào trong đầu Khương Lập, làm cho hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Tinh thần lực thật mạnh. Cảm giác đau đớn ở trong đầu làm cho Khương Lập cảm thấy kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được, hóa ra không chỉ có mình ẩn tàng thực lực mà người trước mặt cũng có lưu thủ. Thinh thịch, khi Khương Lập còn đang đau đớn thì một cỗ cuồng phong lao tới, chỉ phong của Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ, hắn điểm một ngón tay, một cỗ kinh lực mạnh mẽ tuyển vào trong hai ngón tay của Khương Lập. Răng rắc, kinh lực như nước chảy, hai ngón tay của Khương Lập lập tức cong lại, giống như là bị một bức tường cứng đập vào, hai ngón tay lập tức bị đánh nát dính phải một đòn như vậy làm cho khương lập bị chấn bay vọt ra sau đập mạnh vào một tảng đá lớn lực đạo mạnh tới mức làm cho tảng đá kia nứt thành mấy cái khe nhỏ thắng rồi nhìn thấy tình hình đột nhiên biến đổi đám người vạn kim thương hội reo lên vui mừng sắc mặt hạ chỉ lam cũng vui vẻ vẫn chưa đâu thấy đám nhân mã bên mình vui mừng sắc mặt hạ vạn kim vẫn nghiêm túc lắc đầu nói Nghe thấy hắn nói như vậy, đám người Hạ Chỉ Lam kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Khương Lập, chỉ thấy người này đang chậm rãi bỏ lên, một màng khí vụ màu đỏ đang ngưng tụ, có mùi tanh như máu. Khương Lập đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Động đứng cách đó không xa, khan khan nói, có thể ép ta tới mức này, ngươi đúng là có bản lĩnh, nhưng mà, tất cả chấm dứt ở đây thôi. Chương 113 suy suy. Một cỗ khí vụ màu đỏ như máu không ngừng từ trong cơ thể Khương Lập xì ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng màu đỏ như máu ở xung quanh thân hình hắn, ở hai bàn tay của hắn cũng bị hơi máu bao phủ, trông cực kỳ âm hàn. Biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt đã hoàn thành, sau khi huyết khí bao phủ toàn thân, khí tức của Khương Lập đã tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực của Khương Lập đã là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, nếu như tiếp tục tăng lên chính là Tiểu Nguyên đan cảnh, hai cấp bậc này khác nhau vô cùng lớn. Đây là nụ cười của đồng tố chậm rãi biến mất nhìn khương lập nàng nghĩ tới điều gì đó trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khiếp sợ vô cùng hóa huyết quý nguyên công hạ vạn kim đứng ở bên cạnh dùng thanh âm trầm thấp nói hóa huyết quý nguyên công đám người hạ chỉ lam ngẩn ra đây là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn, phương pháp thi triển này khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong một thời gian ngắn, nhưng mà di chứng của nó cực lớn, hiện giờ thi triển ít nhất tên Khương Lập, này phải nằm nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Vạn Kim chậm rãi nói, vậy thực lực của Khương Lập này có thể tăng tới mức nào? Hạ Chỉ Lam vội vàng nói, chắc là tiểu nguyên đan cảnh. Hạ Vạn Kim cười khổ một tiếng, nói, tiểu nguyên đan cảnh, nghe thấy hạ vạn kim nói thế đám người hạ chỉ làm sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt ai cũng biết thiên nguyên cảnh và tiểu nguyên đan cảnh tranh lệch vô cùng lớn bọn họ có thể ôm hy vọng lâm động có thể chống lại khương lập ở trạng thái thiên nguyên cảnh hậu kỳ nhưng không hề hy vọng xa vời rằng lâm động có thể đánh bại khương lập ở thực lực tiểu nguyên đan cảnh loại chuyện này cho dù là bọn họ cũng không cách nào làm được trận này chắc thua rồi sự mừng rỡ lúc trước bây giờ chẳng còn lại chút gì đám người hạ chỉ la mặt như bị sương mù bao phủ trông như đưa đám nhìn thấy sĩ khí hạ xuống đồng tố cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận khương lập lại là người mạnh nhất thảo nào mà lúc đầu nhạc sơn chẳng có chút lo lắng hóa ra hắn đã biết từ trước hóa ra người này còn có thủ đoạn này vẫn là phụ thân cao minh ở bên huyết lang bang nhạc phong kinh ngạc nhìn khương lập đang bị huyết vụ bao phủ vui vẻ nói phải vất vả lắm ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp, khi hắn thi triển hóa huyết quy nguyên công thực lực sẽ đạt tới nguyên đan cảnh, ở mức này chưa thể đứng đầu ở Viêm Thành, nhưng mà trong đám người trẻ tuổi thì không có ai địch nổi, đan tiên trì là của huyết lang bang chúng ta. Nhạc Sơn cười nói, nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập tới mức này đúng là ngoài dữ liệu của ta, trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này còn là một vị phù sư, vạn kim thương hội đúng là có một chút năng lực. Cho dù như vậy thì họ vẫn bại mà thôi. Nhạc Phong cười nói, ha ha trách không mình vẫn có một cảm giác cổ quái hóa ra là vì nguyên nhân này trong lúc đôi bên đang khiếp sợ vì biến hóa của khương lập lâm động cũng kinh ngạc nhíu mày đây là lần đầu tiên hắn hắn chứng kiến một người sử dụng một biện pháp hại mình làm cho thực lực trong thời gian ngắn ngủi tăng cao tiểu nguyên đan cảnh lâm động mấp máy môi đây chính là lần đầu tiên hắn giao thủ với người có đẳng cấp này Lần trước ở Thanh Dương trấn, tuy nói hắn đã giết Nhị ấn phù sư cô ảnh, nhưng mà trận thắng đó là nhờ may mắn, nếu không nhờ cô ảnh xuất bản mệnh phù ấn ra ngoài, mà bản mệnh linh phù của Lâm động lại có chút cổ quái, trực tiếp hấp thu tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của cô ảnh thì kết quả khó mà nói trước. Nhị ấn phù sư có thể cùng tiểu cường giả nguyên đan cảnh bình thủ, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Lâm động giao chiến với một cường giả nguyên đan cảnh nhưng mà thời gian tu luyện vừa qua của lâm động cũng không phải là bỏ không hiện giờ cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh phù ấn cũng có thể đánh bại cổ ảnh cho nên hiện giờ lâm động cũng không kiêng kỵ cường giả tiểu nguyên đan cảnh cho lắm có thể ép ta tới bước này người có chết cũng không hối tiếc trong lúc lâm động đang suy nghĩ thân hình của khương lập đã bị bao phủ hoàn toàn trong tầng huyết vụ đôi mắt đỏ tươi giống như dã thú nhìn chằm chằm vào lâm động bị hai mắt con mắt đỏ tươi này nhìn chằm chằm lâm động lập tức cảnh giác hắn cảm thấy sự nguy hiểm từ thân hình của khương lập ẩm trong lúc khương lập đang nhìn chằm chằm vào lâm động thì đột nhiên hắn tung một cước cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu bay vút lên tốc độ này nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần sắc mặt lâm động trở nên nghiêm túc bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực hắn có thể nắm được quỹ tích của khương lập cho nên hắn vội vàng di chuyển sang một bên suy ngay khi thân hình Lâm Động di chuyển sang bên, một đạo hồng quang xẹt qua chỗ hắn đứng, một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi xẹt qua, để lại một cái rãnh sâu trên mặt đất. Hừ, một kích thất bại, hồng quang trong mắt Khương Lập càng đậm, huyết vụ cô đọng lại trong lòng bàn tay, trực tiếp chém ngang, mục tiêu chính là yết hầu của Lâm Động, người này ra tay quả nhiên độc ác. Tốc độ công kích của Khương Lập hiển nhiên là nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hồng mang chỉ mới lóe lên đã tới gần yếu hầu Lâm Động, thân hình của Lâm Động lúc này đột nhiên bay lùi lại phía sau, hai chân mở ra hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phù ở dưới chân lâm động nâng đỡ thân hình hắn mượn tinh thần lực thân pháp của lâm động cũng trở nên tinh nhanh hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của khương lập bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung chấn động một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trước mặt hắn tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ trong chớp mắt đã biên thành một đạo gió xoáy hình mũi rùi tinh thần lực thật mạnh Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới mức này, Hạ Vạn Kim cùng với Nhạc Sơn đều hơi kinh hãi, muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, nhất ấn phù sư phổ thông không thể làm được. Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ ở trước mặt Lâm Động, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, ngay sau đó, hắn dừng chân, vỗ một trường lên tầng huyết vụ ở trên ngực, sau đó tầng huyết vụ trên thân hình hắn chậm rãi hòa tan, khi huyết vụ bị hòa tan, một dòng máu hội tụ lại ở trong lòng bàn tay Khương Lập, cánh tay của hắn đỏ tươi như máu, giống y như một cánh tay của Tu La. Cánh tay máu ngưng tụ, Khương Lập không để cho Lâm Động có thời gian, đầu gối hơi cong, sau đó giống như một con ác lang nhanh như tia chớp quay Lâm Động lao đi. Khóa huyết thủ. Một tiếng quát chói tai, huyết ảnh trên đỉnh núi bốc lên, ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang ấn chừng một xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay Khương Lập. Tiêm loa ba, nhìn thấy đạo huyết tinh chi khí nhanh chóng vọt tới, trong mắt lâm động cũng hiện lên sự tàn nhẫn, hắn quát khẽ một tiếng, đạo gió xoáy hình mũi rùi trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng giống như độc long toàn gào thét lao ra. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, huyết quang và đạo tinh thần lốc xoáy trực tiếp va chạm trên không trung. Ẩm! Một tiếng nổ lớn giống như sấm rền vang vọng khắp ngọn núi, kinh phong lan tỏa thổi bay cây cối ở xung quanh mọi người vừa chống đỡ đạo kình phong kia vừa chăm chú nhìn vào giữa không trung ở nơi đó huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung ầm sau vụ nổ một thanh ảnh bay ngược ra phía sau kêu lên một tiếng thảm thiết máu tươi từ trong miệng ộc ra sắc mặt tái nhợt một dòng máu ở miệng vẫn không ngừng chảy ra sau khi rơi xuống mặt đất làm nát mấy tảng đá mới dừng lại được khương lập nhìn thân ảnh rơi xuống đất ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc sững sỡ có những tiếng thất thanh kêu lên hiển nhiên đây là sự thực khó có thể tin trong những tiếng thanh đó, sắc mặt Khương Lập đột nhiên đỏ ứng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên sự độc ác, nhưng mà ngay khi hắn định động thủ thì một đạo hắc mang lóe lên, hàn khí kéo tới làm cho hắn không dám nhúc nhích. Thân hình cứng ngắc, nhưng Khương Lập vẫn cố gắng di chuyển ánh mắt nhìn vào hai thanh đoàn toa, sắc bén đang dừng ở trước cổ, yết hầu hắn giật giật, nếu hắn chỉ hơi động đậy, đoàn toa sắc bén kia sẽ ngay lập tức xuyên thủng yết hầu. Trước khi giao thủ hắn đã biết, đối thủ của mình chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, nhìn hai thanh đoàn toa không nhúc nhích đứng trước yết hầu lâm động đỉnh núi lập tức trở nên yên tĩnh sắc mặt đám người hạ chỉ lam trở nên vui vẻ cho dù thế nào các nàng cũng không ngờ tới khương lập dù đã thi triển hóa huyết quy nguyên công khiến cho thực lực tăng mạnh vậy mà vẫn có kết quả này bịch trong lúc đỉnh núi đang im lặng có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống đất sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt cao mày nói tỉ thí kết thúc chưa kết thúc kết thúc nghe thấy thanh âm của lâm động vị trọng tài kia vội vàng gật đầu trận thứ ba, vạn kim thương hội thắng. Chương 114 khi thanh âm của trọng tài vang lên, nhân mã hai bên đều rơi vào im lặng, ngay sau đó, bên phía vạn kim thương hội vang lên những tiếng hoan hô ầm trời. Kết quả này nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Không ai ngờ rằng, ngay cả khi Khương Lập sử dụng hóa huyết quý nguyên công để thăng thực lực của mình lên tới tiểu nguyên đan cảnh, nhưng vẫn bị lâm động đánh bại. Đồng tố, ánh mắt của muội đúng là lão luyện, nguyên lực của lâm động không tính là mạnh, nhưng mà tinh thần lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ, căn cứ, vào cái chiêu hắn vừa thi triển kia có lẽ đã ở vào trình độ nhị ấn phù sư. Hạ vạn kim cũng vì thắng lợi ngoài dự đoán này mà tươi cười hớn hở, quay sang nhìn đồng tố ở bên cạnh, cười nói. Nghe thấy hạ vạn kim nói vậy, đồng tố cũng mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại nổi sóng ba đào. Căn cứ theo lời của nham đại sư, Thời gian mà Lâm Động tu luyện tinh thần lực chưa tính là nhiều, nhưng mà thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới nhị ấn phù sư, loại tốc độ này chỉ nghe mà rợn cả người. Tinh thần thiên phú của người này sợ rằng còn vượt xa dự liệu của Nham đại sư, thành tựu sau này sẽ vô cùng khủng bố. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố đã trở nên nghiêm túc, thực lực hiện giờ của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tiềm lực của hắn thì không ai bằng. Loại người này không thể kéo được họ về phe mình thì cũng không thể đắc tội. Đối với ánh mắt của mình, Đồng Tố vẫn luôn có lòng tin khá lớn. Sao hắn lại che giấu thực lực tốt tới vậy? Vậy Hạ Chỉ Lam nhìn thoáng qua Khương Lập, sau đó nhìn vào thiếu niên đang tán phát một loại khí thế mạnh mẽ ở giữa sân, khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ hồng. Đương nhiên, đây chẳng phải là sự ngượng ngùng gì cả, chẳng qua nàng nhớ lại những gì nàng nói với Lâm Động trước kia mà thôi, cái gì mà ba trận thắng hai, ngươi tới chẳng qua chỉ để xem biểu diễn mà thôi. Kết quả hiện nay và những lời nói lúc trước làm cho khuôn mặt Hạ Chỉ Lam nóng hổi, đây thực là tự mình tát vào mặt mình mà thua ư đối lập với sự mừng rỡ bên vạn kim thương hội bên huyết lang băng yên tĩnh hơn rất nhiều sắc mặt đám người nhạc sơn trở nên khó coi vô cùng vốn tưởng là trận này thắng dễ dàng vậy mà kết quả lại thảm bại xem ra tên tiểu tử này mới là con bài chưa lật của vạn kim thương hội ở bên cạnh nhạc sơn có một vị lão già thấp giọng cười khổ nói tên tiểu tử kia có lai lịch gì Nhạc Phong cau mày, thanh âm có chút lạnh lùng hỏi, trong đám trẻ tuổi ở Viêm Thành, hắn đã có thể nói là ở trong số người đứng đầu, nhưng mà hắn cũng không nắm chắc việc có thể chiến thắng một vị cường giả tiểu nguyên đan, cảnh, nhưng mà lúc này Lâm Động lại làm được, điều này khiến cho hắn không cam lòng. Không biết, người này cực kỳ xa lạ, có thể hắn không phải là người của Viêm Thành. Nghe thấy đám người Nhạc Phong nói vậy, hai mắt Nhạc Sơn cũng híp lại, nhìn chăm chằm vào Lâm Động, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nhạc Sơn bang chủ, hôm nay ba trận thắng bại đã phân, đa tạ, khi nhạc sơn nhìn vào lâm động hạ vạn kim chắp tay cười nhạt nói hắc hắc hạ hội trưởng đã mời được trợ giúp tốt nhạc sơn cười lệnh nói giống nhau mà thôi nhưng mà hôm nay vạn kim thương hội chúng ta ba trận thắng hai đàn tiên chỉ này đã thuộc về vạn kim thương hội chúng ta sử dụng điểm này nhạc sơn bang chủ chắc là không có ý kiến gì chứ hạ vạn kim cười nói Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Nhạc Sơn nắm chặt tay lại, khuôn mặt Nhạc Phong Nhạc Linh thể hiện sự không cam lòng, đàn tiên chỉ đối với những người có thực lực thiên nguyên, cảnh hậu kỳ như bọn họ cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn họ có thể hấp thu năng lượng trong đó, vậy thì thời gian đột phá tới nguyên đan cảnh sẽ rút ngắn xuống mấy lần. Nhìn thấy hành động của đám người bên huyết lăng bang, đông đảo cao thủ Vạn Kim thương hội cũng nắm lấy vũ khí. Thế nào? Nhạc Sơn bang chủ lẽ nào không chịu nhận thua? Chuyện hôm nay, rất đông thế lực trong viêm thành đều biết, nếu việc này truyền ra, sợ rằng danh tiếng của huyết lang bang sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hạ Vạn Kim vẫn ung dung, nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn, thản nhiên nói. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, sau một lúc lâu, hắn mới cười lạnh nói, "Yên tâm, huyết lang bang chúng ta đúng là đã thua." "Phụ thân." Nghe vậy, Nhạc Phong không cam lòng kêu lên. "Đi." Nhạc Sơn trầm giọng quát một tiếng, vung tay lên, bảo hai người khanh khương lập lên rồi mang theo nhân mã của người xuống núi khi hắn đi ngang qua bên cạnh lâm động thì hơi dừng lại một chút ánh mắt đảo qua một cái đột nhiên cười nói vị tiểu hữu này có thực lực hơn người huyết lang bang chúng ta thua cũng không oan nếu như sau này có hứng thú tiểu hữu có thể tới huyết lang bang chúng ta ta chắc chắn sẽ lấy lễ đối đãi đa tạ nhạc sơn bang chủ ưu ái Đối với vị cường giả viêm thành đứng đầu này, Lâm Động không dám chậm trễ, chắp tay cười, khi nhìn vào mắt nhạc sơn, trong lòng cũng hơi dùng mình. Từ trong mắt người này hắn đã nhận ra một sự âm trầm, xem ra bên ngoài thì người này biểu hiện ngông cuồng, nhưng tâm cơ cũng không kém. Thấy Lâm Động nói vậy, nhạc sơn không nói thêm gì nữa, hắn dẫn theo người của mình rời đi, đám người nhạc phong thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Động. Đối với ánh mắt của bọn họ, Lâm Động không thèm chú ý, tuy nói lần này có lẽ sẽ đắc tội huyết lang bang, nhưng vì đan tiên trì hắn cũng chẳng có cách gì hơn, đồng thời hắn muốn tận dụng cơ hội này mượn hơi vạn kim thương hội, chuyện gì tới cũng phải tới, thu hoạch mới là trọng yếu. Khi đám người của huyết lang bang như thủy triều rời đi, trên đỉnh núi đã trở nên trống trải hơn rất nhiều. Ha <laughs> ha, lần tranh đoạt tiên trì này xin đa tạ sự tương trợ to lớn của Lâm Động tiểu hữu. Khi người của huyết lang băng rút đi, Hạ Vạn Kim cười cười đi tới, thái độ của hắn tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là làm tròn phận sự được nhờ và mà thôi." Lâm Động cười nói. "Yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng cho ngươi hấp thu năng lượng trong đan tiên trì, vậy thì sẽ không đổi ý." Đồng Tố bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên cười nói. Nghe thấy câu nói này của nàng, Hạ Vạn Kim giật mình, nhưng mà hắn không nói thêm gì, thực lực của Lâm Động đúng là để cho Vạn Kim Thương Hội phải lưu tâm. Đồng tố đi tới vách núi, đám người vạn kim thương hội lập tức đi theo, lâm động cũng cảm giác được sự nồng đậm của âm dương nhị khí đang từ trong cái hồ kia bay ra. Lúc ta phát hiện ra Tống Thanh, ở đây còn có một yêu thú cực kỳ lợi hại thủ hộ, ta chiến đấu với nó một hồi lâu, không những không thể đẩy lùi nó mà còn bị Nhạc Sơn phát hiện, hai người chúng ta liên thủ mới khiến cho con yêu thú kia trọng thương bỏ chạy, nhưng mà cũng chính vì như vậy mới có lần tranh đoạt tiên trì này. Hạ Vạn Kim đứng ở cạnh đan tiên trì, khẽ thở dài. a, à nghe vậy lâm động có một suy nghĩ yêu thú gì mà lợi hại tới mức cần hai vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn mới có thể đẩy lùi năng lượng của đan tiên trì này chúng ta đã thăm dò qua nó chỉ đủ cho bốn người hấp thu nếu như đồng tố đã đồng ý cho lâm động tiểu hữu đi vào tòng vậy thì danh sách bốn người này sẽ là chỉ lam liễu nghị lâm động cùng với hạ sư nhìn đan tiên trì hạ vạn kim quyết định ba người đầu đều là người tham gia tỉ thí người cuối cùng là một người rất có danh vọng trong vạn kim thương hội đối với cái danh sách này người của vạn kim thương hội chẳng phản đối ai nếu không có lâm động nghịch chuyển cục diện thì người phải rời đi chắc chắn là vạn kim thương hội rồi cho nên cho dù là hạ chỉ lam cũng không nói điều gì hiển nhiên là công nhận thực lực và cống hiến của lâm động bốn người các ngươi tiến vào trong đan tiên trì đừng đi sâu quá cái đan tiên trì này không rộng nhưng lại cực sâu vào càng sâu thì hàn khí càng mạnh để tránh khỏi những điều không may các ngươi không nên vào sâu quá ta ở nơi này cảnh giới cho các ngươi về phần các ngươi đạt được bao nhiêu lợi ích trong đan tiên trì, thì phải trông vào tạo hóa của các ngươi thôi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, bốn người lâm động cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái hồ âm dương nhị khí kia. Ha ha, nếu đã rõ vậy thì vào đi. Hạ Vạn Kim cười nhạt, ngồi xếp bằng xuống tảng đá bên cạnh, đám nhân mã còn lại của Vạn Kim thương hội cũng phân ra cảnh giới. Phù phù, người đầu tiên tiến vào đan tiên trì đương nhiên là hạ chỉ lam chỉ thấy nàng đem nguyên lực vận chuyển quanh thân giống như một tầng cắt mỏng sau đó trực tiếp tiến vào bên trong đan tiên trì thấy hạ chỉ lam tiến vào đan tiên trì cái hồ âm dương nhị khí kia hình thành một dòng khí lưu nhỏ bắt đầu tiến vào trong cơ thể hạ chỉ lam hiển nhiên là nàng đã bắt đầu hấp thu mà nhìn thấy cảnh tượng này liễu nghị cùng với người tên là hạ sư cũng vội vãi kích động tiến vào bên trong năng lượng của cái hồ này có hạn nếu như đi chậm thì chẳng phải là uống nước đục hay sao Nhìn thấy hai người khẩn cấp tiến vào bên trong, Lâm Động cũng học theo cách của Hạ Chỉ Lam, đem nguyên lực trải rộng quang thân, tiến vào trong đan tiên trì. Phù phù. Khi bốn người Lâm Động tiến vào trong đan tiên trì, những dòng khí lưu trong đan tiên trì cũng nhanh chóng hình thành những luồng chảy, tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới cũng nhanh chóng hiện ra. Chương 115 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Âm dương nhị khí tinh thuần thật mạnh, khi lâm động tiến vào trong đan tiên trì hắn lập tức cảm nhận được năng lượng hùng hồn của cái hồ này đây là lần đầu tiên lâm động gặp loại năng lượng mạnh thế này thảo nào đan tiên trì này có thể giúp cho con người dám bớt thời gian tiến vào nguyên đan cảnh lúc này trong lòng lâm động cũng thoáng có chút hiểu ra cũng nên nhanh chóng hấp thu năng lượng thôi ánh mắt lâm động đảo qua một vòng Hắn đã phát hiện ba người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phù, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ cổ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể ba người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy ba người Hạ Chỉ Lam tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng của đan tiên trì, Lâm Động cũng không hề chậm trễ, ngồi xếp bằng, vận chuyển những kinh mạch đã được Thanh Nguyên công đả thông, một cỗ hấp lực được tuôn ra, hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm không thể không nói, năng lượng ở trong đan tiên chỉ mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, lâm động mới chỉ bắt đầu hấp thu đã cảm nhận được từng đạo khí ôn nhu từ, trong hồ thấm thấu ra, dọc theo những luồng kinh mạch đã đả thông, chui vào trong cơ thể lâm động. Dưới sự hấp thu này, lâm động có thể cảm nhận được nguyên lực ở trong đan điền tăng trưởng một cách rất khả quan, không hổ là đan tiên trì. Nhận thấy nguyên lực trong đan điền tăng trưởng, trên mặt lâm động hiện lên sự vui mừng, nhưng mà sự vui mừng này chẳng duy trì được bao lâu, hai hàng lông mày của hắn đã nhíu lại, hắn phát hiện ra tốc độ hấp thu năng lượng trong đan tiên chỉ của hắn kém xa so với ba người hạ chỉ lam. Thanh nguyên công đáng chết, đúng là quá vô dụng. Phát hiện loại tình huống này, Lâm Động không khỏi có chút tức giận, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra, công pháp bí tịch cao cấp trọng yếu như thế nào với việc tu luyện nguyên lực, mặc dù hắn đã thi triển thanh nguyên công tới cực hạn, nhưng mà tốc độ này vẫn kém so với ba người bên cạnh dùng tinh thần lực để quan sát, hắn có thể phát hiện quanh thân Hạ Chỉ Lam có 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị có 12 dòng, thậm chí Hạ Sư cũng có 10 dòng, điều này đã chứng minh công pháp bí tịch mà họ tu luyện có hiệu quả đả thông kinh mạch tốt hơn thanh nguyên công của hắn, bởi lúc này hắn mới chỉ có 7 đường kinh mạch được đả thông mà thôi. Lần sau nhất định phải kiếm một bộ công pháp bí tịch thật tốt. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã quyết định chủ ý, cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải kiếm một bộ công pháp bí tịch cho ra hồn. Nhưng mà, hiện giờ thì hắn chỉ có thể chấp nhận dùng loại tốc độ hấp thu này mà thôi. Tàn bạo liếc mắt nhìn ba người hạ chỉ lam, lâm động rất không cam lòng, hắn mạo hiểm đắc tội huyết lăng bang, vậy mà vào trong đan tiên trì rồi lại không bằng người khác. Hắc hắc tiểu tử, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí không? Trong lúc lâm động đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu của hắn đột nhiên trong đầu mình có giọng nói làm cho lâm động hoảng sợ nhưng mà ngay sau đó bàn tay phải của hắn nắm lại hắn có thể cảm nhận được đây chính là thanh âm của tiểu điêu nằm trong thạch phù thần bí đừng ngạc nhiên muốn đẩy nhanh tốc độ thì đem tinh thần lực thẩm thấu vào thạch phù là được nghe vậy lâm động giật mình đem một tia tinh thần lực chui vào thạch phù dùng ý niệm nói người có thể giúp ta nói nhảm thanh âm không chút khách khí của tiểu điêu kia truyền tới sao tự dưng có lòng tốt vậy Lâm Động có chút hoài nghi, tiểu điêu này tuy rằng lai lịch thần bí, khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác, từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ con trồn này, chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ bao giờ. Hắc hắc, điêu ra đương nhiên không phải người tốt, ta có biện pháp giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí ở đây, nhưng mà sau khi xong ngươi phải giúp ta một chuyện. Tiểu điêu cười quái dị nói, chẳng phải ngươi nói mình không có lực lượng gì sao. Lâm Động mặt không đổi sắc nói, chỉ là một loại pháp môn khiến ngươi có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu mà thôi, còn làm thế nào thì phải tùy thuộc vào chính ngươi. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Lâm Động đảo mắt một cái, không đồng ý ngay mà hỏi lại. "Sâu trong cái hồ này ta cảm nhận được một thứ, lát nữa chỉ cần ngươi vào trong đó xem một chút." Tiểu Điêu nói. "Có cái gì? Thứ gì vậy?" Lâm Động sừng sốt, nhanh chóng hỏi ta cũng không rõ lắm ta mới chỉ cảm ứng được nó một chút mà thôi còn cụ thể là cái gì thì phải lát nữa vào trong đó mới biết được ngươi có làm hay không nếu như còn do dự thì năng lượng trong cái hồ này sẽ bị ba tên kia hấp thu hết đó tiểu điêu thúc giục sắc mặt lâm động hơi biến ảo nhìn thoáng qua ba người hạ chỉ lam đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đan tiên trì cuối cùng hắn đành phải cắn răng gật đầu được ta đồng ý ông ngay khi lâm động gật đầu trong đầu hắn đã xuất hiện một loại tin tức hóa khí tinh toàn tinh thần bí kỹ xuất hiện ở trong đầu lâm động là một loại tinh thần bí kỹ nhưng mà hắn không biết nó có cấp độ gì lâm động hơi cân nhắc sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thì theo nói tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy quả nhiên là kiến thức mình còn hạn chế nhiều hóa khí tinh toàn này không có lực công kích thứ này thì dùng để phụ trợ nó có một phương pháp đặc thù ngưng tụ tinh thần lực thành những dòng xoáy tinh thần lực tốc độ hấp thu của dòng xoáy này vượt xa so với tốc độ của thanh nguyên công muốn ngưng tụ hóa khí tinh toàn này không khó chỉ cần cân đối một số huyệt vị trong cơ thể, sắp xếp theo một vị trí đặc thù, nó sẽ làm đảo lộn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Dựa theo những tin tức mà Tiểu Điêu truyền cho, Lâm Động chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong nê hoàn cung đã truyền ra. Luồng tinh thần lực này ngưng tụ ở gần đan điển, sau đó bị Lâm Động khống chế, ngưng tụ thành một dòng xoáy. Do mới tiếp cận với phương phức tu luyện này, cho nên hai lần đầu tiên Lâm Động ngưng tụ thất bại, đợi tới lần thứ ba hắn mới ngưng tụ thành công hóa khí tinh toàn. Ông, khi mà hóa khí tinh toàn ngưng tụ thành công, một tiếng ông thanh thúy truyền ra, ngay sau đó, cái dòng xoáy kia xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, một cỗ hấp lực cũng theo đó mà tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí trong hồ. Ao ao. Khi hấp lực từ trong cơ thể lâm động bạo phát, âm dương nhị khí ở trong hồ lập tức dít lên, những đạo âm dương nhị khí hùng hậu mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trong mặt hồ bốc lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào dòng xoáy tinh thần ở bên cạnh đan điền của lâm động mặt hồ lúc này dung chuyển những đạo năng lượng tinh thần lấy lâm động làm trung tâm không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể của hắn người này động tĩnh đột nhiên xảy ra làm cho ba người chỉ làm giật mình tỉnh giấc đợi khi họ nhìn thấy lâm động dùng một phương thức khủng bố cướp đoạt năng lượng trong đan tiên trì họ mới giật mình hạ chỉ làm giận tới mức mắng nhỏ một tiếng ngay sau đó vội vàng vận chuyển công pháp của mình tới cực hạn nếu không thì sợ rằng toàn bộ năng lượng trong đan tiên trì sẽ bị một mình lâm động hấp thu hết mất nhưng mà ba người tăng cường hấp thu cũng chẳng ảnh hưởng là mấy tới lâm động, hắn cũng không để ý tới họ mà cố gắng vận chuyển dòng xoáy tinh thần, tham lam hấp thu năng lượng trong đan tiên trì. Trải qua một thời gian hấp thu năng lượng điên cuồng, trong đan điền của lâm động, nguyên lực tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Mà khi luồng khí nguyên lực bên trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, thì một loại lực lượng mạnh mẽ cũng lan tràn khắp tứ chi bách hải của lâm động. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảm nhận được biến hóa đột ngột, trong lòng Lâm Động cũng hiện lên sự vui mừng, mượn năng lượng của đan tiên trì, hắn đã thành công tiến vào cảnh giới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hắc hắc, tuy nói thành công tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn vẫn không ngừng tay, ngưng tụ nguyên đan đâu phải là chuyện đơn giản, lợi lộc từ trong này tốt như vậy, đương nhiên là phải nắm chặt, hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí tinh thuần thì sẽ rút ngắn thời gian ngưng tụ nguyên đan, thậm chí có thể để thăng phẩm chất của nguyên đan, tham lam hấp thu năng lượng trong vòng nửa giờ lâm động cảm nhận nguyên lực trong đan điền mình không thể nào tăng trưởng nữa lúc này hắn vẫn không chịu ngừng tay tinh thần khẽ động đem dòng xoáy tinh thần này tán vào trong hóa khí tinh hoàn tuy rằng nó không có lực công kích nhưng mà có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện nguyên lực tiểu tử người hấp thu thì hấp thu nhưng nên để lại một chút lúc lâm động dừng tay thanh âm của tiểu điêu lại vang lên yên tâm nếu như ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý Lâm Động cười trả lời một câu, sau đó cúi đầu nhìn vào xô trong đan tiên trì, đối với đồ vật thần bí có khả năng hấp dẫn tiểu điêu, Lâm Động cũng có hứng thú không nhỏ. Thời gian mà ba người hạ chỉ lam dừng lại chắc cũng còn khá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian này vào trong đó xem một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người còn đang chìm đắm trong việc hấp thu, hắn hơi trầm ngâm, nhưng không trần chờ, thần hình nhoáng lên một cái khởi động nguyên lực, thân hình như một con cá lẻn vào xô trong đan tiên trì chương 116 đi vào sâu bên trong đan tiên chỉ không thuận lợi như lâm động tưởng tượng, đường đi rất khó hơn nữa còn có nhiều ngã rẽ, dòng nước từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh vô cùng, ao ạt liên tục, hàn khí thật lạnh. Càng đi vào trong, lâm động càng cảm nhận được cái loại hàn khí lạnh thấu xương, xem ra đúng như lời hạ vạn kim nói, phía dưới đan tiên chỉ này có hàn khí cực lạnh. Nguyên lực hùng hậu từ bên trong đan điển tuôn ra, sau đó vây kín lấy thân hình lâm động, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh một chút, càng vào sâu trong đan tiên chỉ địa hình càng phức tạp, cứ theo đà này, ta sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Lúc này, Lâm Động truyền giọng nói của mình vào trong thạch phù. Nhanh, nhanh, đi về phía bên phải ấy. Thanh âm của tiểu điêu rất là gấp gáp. Nghe vậy, Lâm Động quay đầu nhìn thoáng qua cái ngã rẽ tối đen như mực, đành cắn răng một cái, giống như con cá chui vào bên trong. Sau khi chui vào cái ngã ba này không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút, hắn cảm thấy hơi bị kinh ngạc. Mau tới đó đi, thanh âm của tiểu điêu có chút hưng phấn nghe thấy tiểu điêu nói thế tốc độ của lâm động lại chậm lại hắn cảnh giác nhìn ngắm nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động cái vật kia đến tột cùng là vật gì hắn không biết cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn một thời gian sau khi lâm động giảm tốc độ cái ngã rẽ tối đen này nổi lên những điểm sáng nhạt tầm nhìn đột nhiên rộng hơn rất nhiều phốc một thanh âm rất nhỏ vang lên khiến cho lâm động chú ý hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất mà hắn lúc này đã ở trong một sơn động ướt át sơn động diện tích cũng không lớn có một lối vào duy nhất đó chính là gốc cây lâm động vừa mới chui vào nhưng mà cái kỳ dị đó chính là nước hồ nó hình như bị một lớp gì đó vô hình chặn ở cửa động lâm động kinh dị nhìn cái sơn động này hiển nhiên là hắn không ngờ tới ở dưới đáy tiên chỉ lại có một chỗ kỳ lạ thế này hắn thoáng đánh giá sơn động một chút sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm đang yên tĩnh lở lửng trên không trung lâm động cảm thấy dường như có một con rắn nhỏ đang du động trong đó nhìn cái chùm ánh sáng màu xanh đậm này sắc mặt lâm động trở nên nghiêm túc hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực mạnh đây là cái gì lâm động cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu điêu ở trong thạch phù bích thủy yêu mãng nói một cách chính xác nó chính là yêu linh bích thủy yêu mãng trong thanh âm của tiểu điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó che giấu. Yêu Linh, nghe thấy tiểu điêu nói như thế, ra đầu lâm động tê dại, tuy rằng hắn không biết bích thủy yêu mãng này mạnh như thế nào, nhưng hắn cũng biết, phàm là yêu thú có thể ngưng tụ yêu Linh đều là những con có lực lượng cực mạnh, với lực lượng như hắn thì trong nháy mắt đã bị giết rồi. Đừng sợ đừng sợ, yêu Linh này đã bị thương, hơn nữa Linh trí không cao, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy lâm động đã có ý định thối lui, tiểu điêu vội vàng nói. Vậy nó hiện tại mạnh như thế nào? Lâm Động không tin tưởng lời của con trồn này, lật lọng hỏi. Ách, tiểu điêu phân vân một lát, sau đó đắn đo nói, chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các ngươi. Con mẹ ngươi, nghe thấy tiểu điêu nói như thế, Lâm Động nhịn không được chửi một câu, bích thủy yêu mãng này chỉ là yêu linh, bị thương cũng có sức mạnh tương đương với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, nếu như nó ở trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cường giả tạo hóa tam cảnh, còn gì, vậy mà dễ đối phó. Đi, Vừa nghĩ tới con yêu thú trong chùm ánh sáng kia, trong lòng Lâm Động có chút bất an, không chút nghĩ ngợi muốn chạy trốn, hắn đương nhiên biết mình hiện giờ không có thực lực của cường giả Nguyên Đan, cảnh đại viên mãn. "Đừng, đừng, ngươi có nhìn thấy đồ vật phía sau chùm ánh sáng kia không?" Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy, tiểu điêu nóng này, bây giờ nó vô cùng cần những yêu linh khác để tăng cường thực lực. Nghe thấy tiểu điêu lại câu dẫn, lâm động đành liếc mắt nhìn phía sau chùm ánh sáng, ở nơi đó có ba hạt châu có hai màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu, lơ lửng trên không trung. mặc dù cách nó tương đối xa, nhưng lâm động vẫn cảm nhận được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thuần này cho dù năng lượng bên ngoài đan tiên trì, cũng không thể nào so sánh được. Đấy là cái gì? Đối với loại năng lượng này, lâm động có chút động tâm, hỏi đó là âm dương châu, đây mới là bảo bối của đan tiên trì, chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ nhiều năm mới được, âm dương nhị khí mà ngươi hấp thu bên ngoài không bằng một phần mười của nó, hơn nữa độ tinh thuần cũng không cách nào so sánh được, nếu như ngươi có âm dương châu này thì điêu ra đảm bảo chỉ trong vòng nửa năm, không chỉ trong vòng ba tháng, ngươi có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh. Tiếng nói của tiểu điêu trở nên gấp gáp. A, à, Nghe vậy, trái tim Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba hạt châu có hai màu đen trắng giao nhau kia, nhưng mà một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, Âm Dương châu tuy rằng quý giá, nhưng cái mạng nhỏ của hắn càng quý giá hơn, vạn nhất tới lúc cuối cùng kinh động yêu linh của Bích Thủy yêu mãng thì chỗ này đúng là nơi táng thân của hắn. Ta đánh không lại yêu linh này, hay là thôi đi?" Lâm Động bất đắc dĩ nói. "Ngươi đánh không lại, ta có thể." Tiểu Điêu cười hắc hắc nói. "Chẳng phải ngươi nói ngươi không có lực lượng sao?" nghe tiểu điêu nói như thế lâm động nhất thời hoài nghi hỏi hiện giờ lực lượng của ta không nhiều cho nên phải mượn nguyên lực trong cơ thể của ngươi tiểu điêu nói hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ cho dù đem nguyên lực cho ngươi mượn cũng không phải đối thủ của yêu linh kia lâm động nhíu mày hắn cảm giác biện pháp này không ổn hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con tiểu điêu này hắc, ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của bộ tộc thiêu yêu điêu rồi, cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chẳng có gì khó khăn khi giải quyết một con bích thủy yêu mãng cả. Tiểu điêu khinh thường nói, lâm động có chút trần chờ, thiên yêu điêu là cái gì hắn không biết, nhưng mà con trồn này đúng là không giống trồn bình thường, yêu thú bình thường đâu thông minh như thế này, ta nói cái tên tiểu tử này sao lại lề mề như vậy, làm đại sự phải phiêu lưu, nếu như ngươi nói cho những tên ở ngoài kia biết, nơi này có ba viên âm dương châu, thì điêu ra dám đám cam đoan với ngươi, sẽ có vô số người đỏ mắt mà lao xuống, chém giết lẫn nhau mà tranh đoạt. Nhìn thấy lâm động không dám quyết định, tiểu điêu cũng nóng nảy, mắng một câu tiếc hận. Lâm động đào cặp mắt trắng dã, tuy rằng hắn biết con chùn này có chút khoác lác, nhưng mà từ năng lượng tinh thuần trong âm dương châu đang tán phát có thể thấy, thứ này đúng là không phải vật tầm thường. Được rồi, thử một lần. Ta phải làm như thế nào? Sau khi trầm ngâm, Lâm Động rốt cục cũng cắn răng một cái, Tiểu Điêu nói không sai, làm đại sự phải phiêu lưu, vì ba viên âm dương châu có liều cũng đáng. Đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, chuyện còn lại giao cho ta là được. Bắp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm, thì Lâm Động sẽ không do dự, tinh thần khẽ động, nguyên lực bên trong đan điển tuôn ra, nhập vào bên trong thạch phù ở lòng bàn tay phải. Ông, khi có một lượng nguyên lực lớn quán nhập, thạch phù cũng kêu lên ông một tiếng, sau đó quang mang chớp động, có một hư ảnh xuất hiện ở trên bàn tay của lâm động, nó chính là tiểu điêu. Hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của lâm động, thân thể của tiểu điêu trở nên đen nhánh, hiện giờ quan sát tiểu điêu, lâm động mới phát hiện ra, nó đúng là không phải chuột, ở chán của nó có một loại phù văn cực kỳ mờ nhạt, trông như một loại phù văn thần bí. Xong chưa? Sau khi đem nguyên lực quán nhập vào bên trong thạch phù, sắc mặt lâm động trở nên tái nhợt, nói. Rồi, tiểu điêu gật đầu trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim một loại uy áp lập tức bao phủ xung quanh ầm khi loại uy áp này vừa mới xuất hiện hai chân lâm động đã cong lại thiếu chút nữa quỳ xuống hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào tiểu điêu ở trong lòng bàn tay hắc hắc cái tên vô dụng có thể này mà cũng không chịu nổi thấy thế tiểu điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng sau đó một đạo hắc mang lóe lên nó lao thẳng tới chùm sáng kia nhìn chùm sáng màu lam đậm sắc mặt tiểu điêu trở nên nghiêm túc hai cái móng nhanh chóng vũ động từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt của nó bay ra nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như một cái hắc động thiên yêu chi nuốt khí hắc động kia hình thành một thanh âm khàn khàn từ trong miệng của tiểu điêu truyền ra thanh âm này hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của nó ô khi thanh âm của tiểu điêu phát ra cái hắc động kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn mà khi nó xoay tròn hắc mang cũng được ngưng tụ giống như một cái miệng khổng lồ chậm rãi hút trùm ánh sáng kia vào nhìn thấy tiểu điêu ra tay sắc mặt lâm động trở nên nghiêm túc lặng lẽ lui về phía sau một chút dừng lại ở cửa động chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn là lập tức quay đầu bỏ chạy bị một lực lượng cường đại thôn phệ, cái chùm ánh sáng kia cũng dần dần bay về phía hắc động, nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát đã nhận ra, trong chùm ánh sáng có một cỗ lực lượng đang ngày càng mạnh mẽ. Nguy rồi. Nhận thấy được cảnh tượng này, chân tay Lâm Động trở nên lạnh toát. Tê. Ngay khi Lâm Động phát hiện ra điều này, thì một thanh âm như tiếng ngựa hí vang lên, vang vọng trong sơn động, trong chùm ánh sáng kia có một thân ảnh hình rắn đang chậm rãi hình thành. Yêu linh của Bích Thủy yêu mãng đang bị hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Chương 117 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thình thịch, chùm ánh sáng màu xanh đậm kịch liệt bành trướng, khi xa ảnh trong đó bành trướng, Bích Thủy Yêu Mãng dường như cũng cảm thấy có người có mưu đồ bất chính đối với nó, cho nên nó điên cuồng dãy giụa, những đạo ánh sáng màu xanh không ngừng từ trong chùm sáng bắn ra, chống đỡ với lực lượng thôn phệ ở phía trước. Ầm, hai loại lực lượng này va vào nhau làm cho sơn động rung lên bần bật, đá vụn không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Hừ, nhìn thấy yêu linh của bích thủy yêu mãng phản kháng tiểu điêu hư lạnh một tiếng tốc độ vũ động của móng vuốt càng lúc càng nhanh mà cỗ lực lượng thôn phệ cũng tăng vọt không ngừng kéo cái chùm ánh sáng kia tới gần hắc động tt tê tê. đối mặt với lực thôn phệ càng lúc càng mạnh này những đạo quang mang màu xanh cũng không ngừng từ trong chùm sáng lao ra lâm động nhận rõ có một đạo ánh sáng hình thành một cái cột sáng trên đỉnh cột sáng có một cái khe đen kịp nhìn không thấy đáy ừ, ực nhìn thấy lực lượng khủng bố này lâm động không khỏi nuốt nước miếng một cái nếu như hắn bị loại lực lượng này đánh trúng thì không chết cũng bị thương tiểu điêu này hình như có đủ lực lượng chống lại được bích thủy yêu mã tuy rằng trong lòng cảm thấy hoảng sợ thực lực của bích thủy yêu mã nhưng lâm động cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy bởi vì hắn phát hiện cho dù bích thủy yêu mã dãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi lực thôn phệ của cái hắc động đang xoay tròn lực lượng của tiểu điêu đều là mượn nguyên lực của lâm động nhưng mà chiêu thức nó thi triển lại cực kỳ mạnh mẽ cái dòng xoáy của hắc động này dường như có một nhịp điệu như tim đập có thể tưởng tượng nếu như tiểu điêu khôi phục một phần thực lực thì không biết nó sẽ khủng bố tới mức nào đến lúc này lâm động buộc phải tin tưởng con trồn thần bí này tin tưởng nó có một lực lượng khủng bố tới mức tận cùng trong khi lâm động đang suy nghĩ thì việc rằng có trong sơn động đã tới hồi kịch liệt những tiếng ti tách xèo xèo không ngừng từ trong chùm sáng màu xanh đậm truyền ra mà xà ảnh cũng không ngừng bị kéo gần lại bụp bích thủy yêu mãng kịch liệt phản kháng nhưng đột nhiên cái chùm sáng màu xanh đậm kia vỡ ra một cỗ năng lượng ba động cực mạnh lập tức khoách tán ra xung quanh cho dù lâm động đang đứng sát cửa động cũng bị chấn bay đập thẳng vào vách núi trước ngực của hắn vô cùng đau đớn Tê! khi chùm ánh sáng vỡ tan, yêu linh xuất hiện, trông nó giống như một con cự mãng khổng lồ cao chừng 10 trượng, chẳng qua là thân thể của nó hiện giờ rất mờ ảo, chính là hình thái đặc thù của yêu linh. Phốc, yêu linh của Bích Thủy yêu mãng vừa xuất hiện đã mở miệng phóng ra một cột nước màu xanh sền sệt về phía tiểu điêu, cột nước này có lực lượng ăn mòn vô cùng khủng bố. Nuốt Đối mặt với công kích của Bích Thủy Yêu Mãng, Tiểu Điêu cười lạnh một tiếng, móng vuốt nắm chặt, hắc động trước mặt trực tiếp tuôn ra một cỗ lực lượng thôn phệ, hấp thu cái cột nước kia. Súc sinh gian ngoan mất khôn, điều ra muốn nuốt yêu linh của ngươi, ngươi còn dám phản kháng. Muốn chết, bích thủy yêu mãng ra sức dãy ruộng, điều này đã làm cho tiểu điêu không còn kiên nhẫn. Móng vuốt lập tức vung lên, một cỗ hắc khí nồng nặc phun ra, sau đó ngưng tụ thành một con quái vật lớn ở phía sau tiểu điêu. Hắc vụ lượn lờ, lâm động tuy đứng gần nhưng cũng không nhìn rõ hình dáng con quái vật kia ra sau, nhưng hắn đoán đây có lẽ là hình dáng phóng đại của tiểu điêu. Đây là hình dáng thực của tiểu điêu hay sao? nhìn con quái vật cổ xưa hung áp lâm động nhịn không được thì thào tự nói giống khi con quái vật lớn vừa thành hình bích thủy yêu mãng đã gầm nhẹ một tiếng trong tiếng gầm ẩn chứa một loại uy áp khủng bố nhưng mà thân hình của bích thủy yêu mãng lại run rẩy hiện lên sự sợ hãi đi vào cho điêu ra con quái vật to lớn do khí đen ngưng tụ thành đột hiên vươn một bàn tay hung hăng nện mạnh lên yêu linh của bích thủy yêu mãng bị tấn công một đòn mạnh như vậy yêu linh kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó hóa thành một đạo lam quanh bị nuốt vào trong cái hắc động đang điên cuồng xoay tròn phốc sau khi yêu linh của bích thủy yêu mãng bị nuốt vào trong hắc động hư ảnh phía sau tiểu điêu cũng biến mất hắc động trước mặt cũng tiêu tán thành công nhìn thấy cuộc chiến đấu diễn ra rất nhanh lâm động cả kinh ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu điêu đang dần dần trở nên trong suốt hắn biết hiển nhiên là tiểu điêu đã tiêu hao năng lượng cực lớn tuy nó lai lịch bất phàm nhưng hiện giờ chỉ mượn nguyên lực của lâm động để hóa hình mà thôi mà nguyên lực của hắn thì không đủ cho tiểu điêu thi triển bí pháp sau khi thôn phệ yêu linh của bích thủy yêu mãng thân hình của tiểu điêu hóa thành một tia sáng chui vào trong thạch phù của lâm động tiểu tử ân tình lần này điêu ra ta ghi nhớ nhưng mà hiện giờ ta phải ngủ trong một thời gian sau khi tiểu điêu vào trong thạch phù một thanh âm vô cùng yếu ớt cũng vang lên trong đầu của lâm động sau đó là sự im lặng yêu linh của bích thủy yêu mãng đúng là đã làm cho tiểu điêu phải cật lực lâm động im lặng nhìn cái sơn động đã trở nên hỗn loạn một lát sau hắn nặng nề thở dài một hơi cũng may là thắng trận chứ nếu không hắn sẽ bị yêu linh của bích thủy yêu mãng truy sát chạy dễ đất rầm rầm trong khi lâm động bỏ được tảng đá ra khỏi đầu thì phía sau đột nhiên có tiếng nước chảy ầm ầm cái màng chắn ở cửa động đã biến mất nước thi nhau kéo vào ầm ầm nhìn thấy cảnh tượng này lâm động vội vàng lao tới tóm ba viên âm dương châu đang lơ lửng ở trên không vào trong tay cầm âm dương châu ở trong tay một luồng năng lượng ấm áp và lạnh lẽo đồng thời tràn vào trong cơ thể của lâm động loại cảm giác này cực kỳ thoải mái làm cho lâm động phải ngẩn ngơ mới tiếp xúc mà đã như vậy rồi xem ra lời nói của tiểu điêu không giả âm dương châu này đúng là bảo bối cố gắng đè nén ý niệm vui mừng trong lòng, Lâm Động nhanh chóng nhét âm dương châu vào càn khôn đại, sau đó điều động nguyên lực trong đan điền, vội vàng dọc theo thông đạo bơi ra. Bên ngoài đan tiên trì, ba người hạ chỉ lam đã kết thúc hấp thu năng lượng, tất cả đã rời khỏi hồ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bên trong, họ không hiểu vì sao tới lúc này mà Lâm Động vẫn còn chưa ra. Không phải là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đó chứ? Đồng tố nhíu mi, nói chắc là không trước kia ta với nhạc sơn đã đồng thời lục soát đàn tiên trì tuy rằng địa hình phía dưới tương đối phức tạp nhưng mà không có gì nguy hiểm hạ vạn kim lắc đầu hắn cũng có chút nghi hoặc tại sao lâm động tới giờ này vẫn chưa ra như vậy đi chờ thêm một chút nữa nếu như hắn không ra thì ta tự mình vào trong đó một chuyến hạ vạn kim hơi trầm ngâm cho dù thế nào thì hắn cũng là người nói đạo nghĩa không nói tới tiềm lực của lâm động chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn ra tay trợ giúp vạn kim thương hội thắng lợi hắn cũng phải đảm bảo cho lâm động được an toàn cũng đành vậy nghe vậy đồng tố nhẹ nhàng gật đầu nếu có thể thân cận với loại nhân vật có tiềm lực như thế này thì ngày sau vạn kim thương hội tất sẽ có lợi ích cực lớn phù phù hạ vạn kim vừa mới nói xong không lâu có một giọng nói đã vang lên ngay sau đó có một thân ảnh hiện ra đứng bên cạnh hồ nước đã ra rồi nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên, đám người Hạ Chỉ Lam cũng thở dài một hơi. "Ha ha, xin lỗi, vì hiếu kỳ nên xuống đáy hồ đi dạo, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người." Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Lâm Động chắp tay ôm quyền cười nói, "Con tưởng rằng ngươi bị chết đuối rồi chứ?" Hạ Chỉ Lam liếc mắt nhìn Lâm Động, hừ nhẹ nói, nghĩ tới việc Lâm Động trắng trợn cướp đoạt năng lượng của mình, nàng lại có chút khó chịu. Lâm Động cười cười, không đấu khẩu với nàng làm gì, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đan tiên chỉ, nước hồ bây giờ đã trở nên trong suốt, cái mùi thơm của nước cũng chỉ còn thoang thoảng, cái cảnh một nước thì sôi sùng sục, một nửa lạnh thấu xương đã không còn tồn tại, có thể nhận ra, năng lượng ở nơi này đã bị mọi người hấp thu hầu như không còn, sau này đan tiên chỉ chỉ là một cái hồ bình thường mà thôi. Ha ha, xem ra Lâm Động tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ. Hạ vạn kim đảo mắt nhìn lâm động, hắn nhận ra ba động của nguyên lực trên người hắn mạnh hơn trước rất nhiều, ha hà chỉ có chút đột phá nhỏ mà thôi nghe thấy hạ vạn kim nói như thế trong lòng lâm động cũng nhảy lên hắn cho rằng hạ vạn kim đã nhận ra thành quả hắn thu hoạch được ở dưới đáy hồ nhưng mà sau khi quan sát một lúc hắn nhận ra hình như không phải lúc này hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi thuận miệng cười nói đúng như lời tiểu điêu nói âm dương châu này có lực hấp dẫn không nhỏ Hắn cũng không dám đảm bảo, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, hắn cũng không dám bảo chứng, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, người này có mưu đồ gì với mình hay không nữa. Trong khi nói chuyện, Lâm Động cũng đảo mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, hiện giờ ba động nguyên lực của người này vô cùng mạnh mẽ, họ đã dừng lại ở Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, trải qua lần hấp thu năng lượng này, việc họ đột phá vào Nguyên Đan cảnh sẽ không còn lâu nữa. Hạ Vạn Kim khẽ gật đầu, trong lòng hắn lại coi trọng Lâm Động hơn một chút, tuổi tác thế này mà có thể vừa tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, hơn nữa lại có thành tựu bậc này, đúng là thiên phú vô cùng tốt. Nếu như chuyện ở đây đã xong, chúng ta về Viêm Thành thôi. Ở bên cạnh Đồng Tố nhẹ nhàng cười nói. Nghe thấy nàng nói vậy, Lâm Động cũng gật đầu cười, năng lượng của Đan Tiên chỉ đã hết, cái hồ nước này chỉ là một hồ bình thường, ở lại đây cũng vô dụng, hành trình tới Đan Tiên chỉ lần này hắn là người có thu hoạch nhiều nhất, chuyến đi này đúng là không uổng phí. Chương 118 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đại đội nhân mã thắng lợi trở về Viêm Thành, có lẽ do thu hoạch không nhỏ nên không khí rất vui vẻ. Trên đường trở về Viêm Thành, Hạ Vạn Kim cũng hỏi thăm lai lịch của Lâm Động, trong cách nói chuyện đã bộc lộ ý lôi kéo. Mà đối với việc Hạ Vạn Kim lôi kéo, Lâm Động hơi suy nghĩ, hắn không trực tiếp cự tuyệt bởi vì lúc hắn trợ giúp Vạn Kim thương hội, đánh bại huyết lang bang, thì với phong cách của huyết lang bang kiểu gì cũng có một số mâu thuẫn, trong khi hắn đang cần thời gian, nếu như có thể có quan hệ với vạn kim thương hội, một trong ba thế lực đứng đầu viêm thành, vậy thì tình hình tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn không giấu giếm lai lịch của mình, dù sao những loại chuyện này với năng lực của vạn kim thương hội, thì chỉ cần điều tra một chút là rõ. Thanh Dương Trấn Lâm ra, khi nghe thấy Lâm Động nói hắn đến từ Lâm gia của Thanh Dương Trấn, chỉ có Hạ Vạn Kim là Trấn Tĩnh, con đồng tố lại kinh ngạc, che miệng khẽ cười nói, Lâm gia gần đây có buôn bán một số lượng Dương Nguyên Thạch ở Viêm Thành, người thu mua lại chính là Vạn Kim Thương hội chúng ta, không nghĩ tới Lâm Động Tiểu Hữu lại là người của Lâm gia, chờ sau khi trở về sẽ phân phó xuống dưới, sau này khi buôn bán với Lâm gia, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Ha ha, vậy thì phải cảm ơn tố tổng quản rồi. Lâm Động cười chắp tay. Lâm gia hình như gần đây ta có nghe nói, huyết y môn của viêm thành có ân oán gì đó với các ngươi. Hơn nữa sau một tháng nữa, môn chủ huyết y môn Ngụy Thông sẽ tiến hành quyết đấu sinh tử với người của Lâm Gia, ở giác đấu trường. Hạ Vạn Kim đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy, đám người đồng tố và Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh sừng sốt, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động. Huyết y môn ở Viêm Thành tuy rằng kém hơn Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà thực lực của họ đâu có thấp. Ngụy Thông lại là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, thực lực bực này Lâm Gia có thể chống lại được hay sao? À, đúng là có chút ân oán đối với sự kinh ngạc của bọn họ lâm động cũng chỉ cười nói một cách bình tĩnh hơn nữa người mà quyết đấu sinh tử với ngụy thông cũng chính là ta a à, nghe vậy ngay cả hạ vạn kim cũng phải nhíu mày hạ chỉ lam ở bên cạnh bật thốt lên cái tên tiểu tử này không tiếc mạng nữa hay sao ngụy thông kia kiểu gì cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn tên khương lập hôm nay nào sao sánh bằng đúng, câu này của chỉ Lam không sai, sinh tử đấu của giác đấu trường không phải là chuyện đùa, nếu như cần ta có thể đứng ra hòa giải một chút. Đồng tố cũng gật đầu, nói, sợ rằng sẽ khó, huyết y môn từ trước đến nay luôn hoạt động theo sự chỉ đạo của huyết lăng bang, hiện giờ lâm động làm cho bọn họ thua trong lần tranh đoạt đan tiên trì, cho dù vạn kim thương hội chúng ta có đứng ra, cũng khó làm cho huyết y môn buông tay. Hạ vạn kim trầm ngâm nói, ha ha, đây là chuyện vốn không thể hòa giải, cảm ơn hai vị. Lâm Động mỉm cười nói, sao ngươi lại đắc tội với huyết y môn phục chỉ làm nhịn không được hỏi ta giết phó môn chủ cô ảnh của bọn họ lâm động thuận miệng nói hắn nói xong câu này thì cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh lâm động quay đầu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám người hạ chỉ lam cô ảnh kia hình như là nhị ấn phù sư ma đồng tố cũng ngần người chợt phục hồi tinh thần lại có chút bất đắc dĩ nói cái tên tiểu tử này giết hắn thảo nào mà không thể hòa giải tên biến thái Hạ Chỉ Lam cũng thấp giọng nói thầm, nhị ấn phù sư tương đương với cường giả tiểu nguyên đan cảnh, không nghĩ tới Lâm Động có thể giết được người này, thảo nào mà khi đối phó với Khương Lập, Lâm Động chẳng có gì kinh hoàng, hóa ra hắn đã sớm nắm chắc. Lâm Động vuốt tay, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, không giết sau này kiểu gì cũng có hậu quả, còn về chuyện sinh tử đấu với Ngụy Thông thì vẫn còn hơn một tháng nữa, ai thắng ai thua bây giờ kết luận vẫn còn sớm. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu đúng là quyết đoán, cô ảnh kia là người dâm tà, chết cũng đáng hạ vạn kim cười cười chợt chuyển lời ta muốn mời lâm động tiểu hữu nhận danh hiệu cung phụng của vạn kim thương hội chúng ta không biết lâm động tiểu hữu có bằng lòng hay không nghe thấy hạ vạn kim nói câu này lâm động giật mình nhìn người đang cười trước mặt đột nhiên hắn hiểu ra đây là một hành động trợ giúp của hạ vạn kim với lâm gia có quan hệ với vạn kim thương hội sau này lâm gia sẽ có thể phát triển ở viêm thành mà không cần lo lắng huyết y môn và huyết lang bang trả thù đã như vậy cảm ơn hảo ý của hạ hội trưởng lâm động hơi làm trầm ngâm sau đó chắp tay ôm quyền đối với lâm ra mà nói vạn kim thương hội là một cây đại thụ hắn chỉ có một mình đơn độc không thể lo cho cả lâm ra được khi thấy lâm động đồng ý hạ vạn kim cười to một tiếng thực lực của lâm động hắn không để tâm nhưng hắn lại coi trọng tiềm lực của người này bản thân hắn là thương nhân rất coi trọng đầu tư lâu dài nếu như bỏ qua cơ hội này thì sau này khi lâm động phát triển vạn kim thương hội sẽ không còn tư cách để mở lời nhìn thấy cản tượng này đồng tố cũng mỉm cười nàng luôn coi trọng lâm động vạn kim thương hội có thể lôi kéo được người này thì đúng là một chuyện tốt sau khi trở lại viêm thành lâm động và đám người hạ vạn kim chia tay hắn trở về khách điếm của mình thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ quan trọng nhất là thứ hắn có được ở đáy hồ trải qua một ngày kịch liệt hắn cảm thấy mình hình như đã yếu đi không ít cũng vì chuyện này mà lâm động không bắt tay ngay vào nghiên cứu âm dương châu mà xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện lúc hắn mở mắt ra thì trời đã khuya Tu luyện nửa ngày, nguyên lực trong đan điền khô kiệt đã được khôi phục hơn phân nửa, cái cảm giác yếu ớt cũng dần dần biến mất. Nhận thấy trạng thái đã được khôi phục, Lâm Động mới lôi ba viên âm dương châu từ trong càn khôn đại ra ngoài. Ba hạt châu trắng đen đan sen huyền phù ở trước mặt Lâm Động, một cỗ năng lượng thuần khiết không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lâm Động nhìn chăm chăm vào ba viên âm dương châu này, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong một viên âm dương châu bằng cả năng lượng trong đan tiên chỉ mà hôm nay bọn họ hấp thu, đây mới là bảo bối thực sự của đan tiên trì lâm động cười hắc hắc cũng may là địa hình dưới đáy đan tiên trì phức tạp chứ không thì bảo bối này đâu tới phiên hắn với tính cách của hạ vạn kim và nhạc sơn chắc chắn hai người này đã kiểm tra qua một lượt nếu không phải cái ngã rẽ kia quá bí hiểm thì đã bị họ phát hiện rồi người đời chỉ nói bảo bối của đan tiên trì là năng lượng tinh thuần chứ chưa có ai nói tới chuyện đan tiên trì có thể ngưng tụ ra kỳ vật như âm dương châu sau khi cười trộm, Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí cắt hai viên âm dương châu, hắn để lại một viên, áp hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó nhắm mắt, vận chuyển thanh nguyên công, tiếp tục sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành một luồng gió xoáy ở gần đan điển. Ô, khi Lâm Động hấp thu, viên âm dương châu kia rung lên bẩn bật, ngay sau đó, một cỗ năng lượng tinh thuần khiến cho người khác phải khiếp sợ, trông như một cột nước đen trắng tuôn ra, bị hấp lực trong cơ thể Lâm Động hấp thu. Khi Lâm Động đang điên cuồng hấp thu năng lượng của Âm Dương Châu, thì xung quanh thân hình hắn cũng hình thành một luồng khí vụ ẩm ướt lần hấp thu này năng lượng mạnh hơn rất nhiều lần so với năng lượng trong đan tiên trì nhưng mà việc hấp thu chỉ diễn ra trong chừng nửa canh giờ lâm động nhận thấy luồng khí nguyên lực trong đan điền đã bị lấp đầy hắn ngừng việc hấp thu bắt đầu vận chuyển thanh nguyên công dùng luồng khí nguyên lực này để ngưng luyện tốc độ ngưng luyện không làm cho lâm động vừa lòng nhưng mà cũng chẳng biết làm sao thiên nguyên cảnh chỉ là công pháp bí tịch tam lưu có thể làm được thế này đã là cực hạn rồi muốn tăng tốc độ thì phải cần một cuốn bí tịch tu luyện cao cấp hơn đương nhiên bí tịch cao cấp ngồi cầu sẽ không bao giờ có cho nên hiện giờ lâm động chỉ còn cách chấp nhận sự thực trong mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Lâm Động yên tĩnh hơn rất nhiều, đa số thời gian hắn đều chìm trong tu luyện, có âm dương châu trong tay, việc tu luyện nguyên lực của Lâm Động tiến triển cực nhanh, hắn có thể cảm nhận được, thời gian mà hắn tiến vào nguyên đan cảnh đang rút ngắn lại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, với tốc độ này, ngày đột phá cũng không còn xa nữa. Đồng thời với việc tu luyện nguyên lực, tinh thần lực của Lâm Động không giảm, hắn tốn rất nhiều tiền mua ngũ phẩm linh dược, tinh luyện thành đan dược, cho nên tinh thần lực của hắn cũng có tiến triển cực nhanh. Bản mệnh linh phủ trong nê hoàn cung đã hình thành một cái khe, càng ngày càng thấy rõ, sắp phân thành hai. Nhưng mà tốc độ của hắn chỉ duy trì tới ngày thứ mười thì dừng lại. Lâm động xấu hổ phát hiện, trong thời gian gần nửa tháng này, hơn ngàn viên dương nguyên đan mang tới viêm thành đã dùng hết, cho nên bây giờ ngay cả tiền mua ngũ phẩm linh dược cũng không có. Tiêu xài kiểu này, nếu như đám người Lâm Chấn Thiên biết sẽ bị dọa tới mức trợn mắt há mồm. Với việc tu luyện của một mình Lâm động, cả Lâm gia cũng không chu cấp nổi, phải kiếm tiền nhìn càn khôn đại trống rỗng, Lâm Động không khỏi cười khổ lắc đầu. Chương 119 đối với Lâm Động, chuyện kiếm tiền hắn không sành như đồng tố, hắn cũng không dự định xây dựng một đế quốc thương nghiệp gì cả, cái hắn muốn chỉ là có đủ tiền mua linh dược tu luyện mà thôi. Sau khi Lâm Động suy nghĩ, hắn phát hiện ra hai biện pháp có thể kiếm được tiền, một là là tinh luyện dương nguyên thạch bằng vào khả năng tinh luyện của thạch phù, hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là tinh luyện thành một viên dương nguyên đan, hiệu suất này gấp 3 so với cường giả bình thường. Nhưng mà lúc này hắn làm gì có Dương Nguyên Thạch trong tay, thứ này đi mua bán cũng tương đối phiền phức. Cho nên, Lâm Động chỉ có thể để ý tới phương pháp đơn giản hơn, đó chính là trực tiếp sử dụng Thạch phù tinh luyện linh đan. Một cây ngũ phẩm linh dược, Lâm Động có thể tinh luyện ra 5 viên linh đan, phẩm chất và dược tính của đan dược còn cao hơn bình thường nhiều lần, hiệu quả cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng một gốc cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa, thì dược lực chỉ hấp thu được khoảng 1 trên 5, đa phần dược lực đều bị hủy bỏ, việc này không thể nào so sánh với đan dược do Thạch Phù tinh luyện được. Nói cách khác, đối với người thường mà nói, mua một gốc cây ngũ phẩm linh dược không bằng mua một viên linh đan, mà đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá vạn kim, chỉ có ở nơi đó mới bán được giá cao nhất. Cho nên, Lâm Động thu xếp hành lý đi thẳng đến Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ Lâm Động đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, coi như cũng có chút địa vị, cho nên khi nhìn thấy hắn, đám thị nữ liền cung kính dẫn tới gặp đồng tố. Ha ha, Lâm Động tiểu đệ lâu như vậy không đến tìm tỷ tì tỷ, tì, còn tưởng rằng đệ quên mất tỷ rồi chứ. Đồng tố đang xem sổ sánh, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nuốt không nổi việc trêu đùa của vị Mỹ nữ động lòng người này, Hắn biết tuổi tác của đồng tố hơn Hạ Chỉ Lam rất nhiều, chẳng qua là do bối phận nên Hạ Chỉ Lam chỉ còn cách kêu một tiếng gì. Nói đi, tìm đến tỷ tỷ là có chuyện gì. Đồng tố thả tay xuống, mỉm cười nói. Ta muốn nhờ vạn kim thương hội bán đấu ra ít đồ. Lâm động cũng không có vòng vo, trầm ngâm một chút từ trong càn khôn đại lấy ra hai cái bình ngọc, trong mỗi bình ngọc đều có 10 viên ngũ phẩm đan dược. A, à đồng tố vội vàng vươn ngọc thủ tiếp nhận lấy hai cái bình ngọc sau đó lấy một viên đan dược trong bình ra kiểm tra nhẹ giọng nói đây là linh đan do sử dụng linh dược luyện chế ra đúng không đúng lâm động cười gật đầu đồng tố hơi trầm ngâm sau đó gọi một vị bạch phát lão giả tới đem linh đan này cho đối phương xem vị lão giả này cực kỳ có kinh nghiệm trong việc đánh giá đan dược sau một lúc kiểm tra hắn kinh ngạc nói đây là một loại linh đan có thể khôi phục tinh thần lực dược tính ôn hòa hiệu quả còn hơn ngũ phẩm linh dược nhiều A, à, Lâm động tiểu đệ lại có thêm bảo bối rồi. Nghe vậy, Đồng Tố cũng hơi kinh ngạc, một viên linh đan như thế này cũng có giá trị tương đương với một gốc ngũ phẩm linh dược. Linh đan này lão phu kiến nghị bán đấu giá với giá 300 dương nguyên thạch, bởi linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, người mua tất phải là phù sư, mà phù sư toàn là người giàu, cho nên giá cả của nó sẽ có thể cao hơn, Tố tổng quản nghĩ như thế nào?" Bạch Phát lão giả nói. "Được." Đồng Tố khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng cái giá này là hợp lý. Lâm Động cũng rất hài lòng với cái giá này, một viên 300 dương nguyên thạch, 20 viên này có ít nhất 6.000 dương nguyên thạch, vậy thì hắn sẽ có 600 viên dương nguyên đan, đây đúng là một số lượng không nhỏ. Tố Tổ Tổng Quản, nếu như đấu giá thành công đan dược này, chỉ cần giao cho ta số gốc là được. Lâm Động cười nói, chỉ cần có dương nguyên thạch hắn có thể tinh luyện ra số lượng dương nguyên đan cực lớn. Muốn đựng nhiều dương nguyên thạch như vậy thì cần phải có trung cấp càn khôn đại mới làm được. Đồng tố nhìn chăm chăm lâm động vào, khẽ cười nói, lâm động tiểu đệ, giá của một cái trung cấp càn khôn đại khoảng trên dưới 2.000 dương nguyên thạch, do ngươi là cung phụng của vạn kim thương hội chúng ta, cho nên chúng ta thu của ngươi 1.000 được không? Nghe thấy đồng tố nói như thế, lâm động sừng sốt, sau đó nhịn không được đau lòng một trận, càn khôn đại cấp thấp chỉ có giá hơn 10 dương nguyên thạch, cái trung cấp này lại gấp những 10 lần. Cứ làm theo lời tố tổng quản nói đi, Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng hiểu việc này cần phải chuẩn bị, càn khôn đại cấp thấp rẻ thì rẻ thực, nhưng lại không thể dùng mãi. Hi hi, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Lâm Động, Đồng Tố cũng nhịn không được che miệng cười, vui vẻ nói: "Lâm Động tiểu đệ, tỷ tỷ đùa ngươi mà thôi, trung cấp càn khôn đại này coi như là qua gặp mặt của Vạn Kim Thương hội chúng ta dành cho ngươi đi, ngươi không được cự tuyệt, nếu không chúng ta sẽ không giúp ngươi đấu giá linh đan đâu." Nhìn đồng tố phong tình mê người, lâm động cũng chỉ có thể khổ gật đầu cười, trong lòng thầm than, không hổ là vạn kim thương hội, vất tay một cái đã có thể tung ra mấy ngàn dương nguyên thạch. Tố tổng quản, tuổi ta còn nhỏ, không thích lễ nghi, nếu như không chê tỷ tỷ gì thì cứ gọi một tiếng tỷ là được. Nghe thấy lâm động cứ tố tổng quản hoài, đồng tố có chút không vui, sẵn giọng Được rồi, tố tỷ, lâm động từ khi lớn lên tới nay mới thấy một nữ nhân lợi hại như vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói ta cần một cái công pháp bí tịch cao cấp kính tố tỷ lưu ý giúp một chút công pháp bí tịch cao cấp nghe thấy yêu cầu này đồng tố nhíu mi công pháp bí tịch tam lưu có thể dễ dàng có nhưng mà nhị lưu lại tương đối khó khăn về phần nhất lưu thì vô cùng hiếm thấy cho dù vạn kim thương hội cũng rất ít khi gặp được ta sẽ phân phó xuống dưới lưu ý giúp ngươi nếu như có người muốn bán ta sẽ lén lút liên hệ giúp đa tạ tố tỷ Lâm Động thở dài một hơi, ôm quyền nói, "Tùy nói hắn có thể bán linh đan lấy tiền, nhưng hắn cũng biết, Viêm Thành có rất nhiều người giàu, vạn nhất có gì tranh đấu với người ta thì mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Linh đan cứ để ở chỗ này, vài hôm nữa chúng ta sẽ bán đấu giá, mà chuyện công pháp bí tịch chờ khi nào có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi." Lâm Động gật đầu cười, tùy nói mọi chuyện đã xong, nhưng hắn cũng biết thêm được tính cách của vị mỹ nhân này, hắn không dám nói gì thêm, sau vài câu chuyện phiền liền cáo từ rời đi. Vài ngày tiếp theo, bởi vì không có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm, nhưng mà như vậy cũng tốt, việc vùi đầu khổ tu đã mang lại cho hắn một hiệu quả bất ngờ. Nói với việc bán đấu giá thì vạn kim thương hội là tuyệt vời, chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược, thủ đoạn kinh doanh của đồng tố không kém, nàng không bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt, làm như vậy sẽ giúp cho giá ngày sau cao hơn ngày trước qua các đợt bán đấu giá, 20 viên đan dược bị các phù sư tranh cướp hết, tổng cộng thu được hơn 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống dương nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất thêm 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Sau lần này, Lâm Động có 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn đang cháy túi nay lại đầy. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động mua tiếp một đợt ngũ phẩm linh dược, tiếp tục vùi đầu vào khổ tu. Mà khi hắn chìm đắm trong khổ tu tới ngày thứ ba, đồng tố đột nhiên phái người tới báo cho hắn, cái mà hắn cần đã có. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Động vui mừng tới mức tim suýt bay ra ngoài, thanh nguyên công đúng là không còn sức hấp dẫn với hắn nữa rồi. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất, hắn không do dự một chút nào, lao thẳng ra ngoài khách điếm, vọt tới vạn kim thương hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu hắn cũng phải mua cho bằng được chương một trăm hai mươi lâm động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá vạn kim thị nữ đã sớm đợi hắn ở bên ngoài sau đó cung kính dẫn hắn tới phòng khách lúc này ở bên trong phòng khách có hai người đang ngồi một người chính là đồng tố người còn lại là một trung niên nam tử hơi gầy hai mắt hóm sâu vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch nghiêm trung tiên sinh nhìn thấy lâm động tới đồng tố đứng dậy mỉm cười giới thiệu là người muốn mua riêng công pháp bí tịch của ta nghiêm trung liếc mắt nhìn lâm động hai lông mày nhíu lại hắn cảm thấy đối phương quá trẻ lâm động gật đầu cười nói không biết công pháp bí tịch của nghiêm trung tiên sinh là cấp nào yên tâm công pháp bí tịch này của ta không phải là thứ bình thường nghe vậy nghiêm trung ngạo nghễ nói từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt tam dương quyết khi thấy hắn lôi cuốn sách cổ ra ngoài lâm động liếc mắt nhìn ba chữ cổ xưa ở bia Tam Dương Quyết, Nhị Lưu Công Pháp Bí Tịch, công pháp này không chỉ có có thể đả thông 15 đạo kinh mạch, mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như mặt trời ở bên trong đan điển, vào thời khắc mấu chốt có thể kích nổ, cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp cũng không kịp trở tay, ăn một quả đắng. Nghe thấy Nghiêm Trung Ngạo Nghễ nói chuyện, trong lòng Lâm Động cũng sôi sục, chỉ độc nghe cũng thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thanh Nguyên Công mấy lần, hơn nữa quan trọng nhất là Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có hiệu quả giống như hóa huyết quy nguyên công của Khương Lập, nếu như ngưng tự được đoàn khí giống như lựu đạn kia, thì khi đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đã thông 15 đường kinh mạch thì bình thường, nhưng mà như người nói thì nó còn có bi pháp công kích, nhưng nó có hại người hại mình không? Trong lúc Lâm Động đang hứng khởi, Đồng Tố ở bên cạnh cũng cười nói. Ánh mắt của Đồng Tố đương nhiên tinh hơn Lâm Động nhiều, chỉ cần đào mắt ra là có thể nhìn thấy mánh khóe bên trong, nghe vậy lâm động lúc này mới tỉnh táo một chút cho dù khương lập thi triển hóa huyết quý nguyên công thì cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng tam dương quyết này chẳng nhẽ lại không có chút vấn đề gì hắc hắc hào nhãn lực nghiêm trung kia hiển nhiên là đã coi thường ánh mắt của đồng tố xấu hổ cười chỉ đánh nói di chứng không lớn muốn ngưng tụ tam dương đoàn này cần phải có một lực khống chế tương đối lớn nếu không khi nổ sẽ làm bị thương bản thân khống chế càng cao tổn thương càng nhỏ Tam Dương Quyết tu luyện không phải dễ, sau khi nghiêm trung này có được bí tịch, hắn chưa từng ngưng tụ thành công Tam Dương Đoàn, hơn nữa còn khiến nó phát nổ làm mình bị thương mấy lần, khiến cho hắn không dám tu luyện Tam Dương Đoàn này nữa. Lâm Động cũng ngạc nhiên, thầm thở dài một tiếng, nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích, nhưng mà hứng thú của hắn đối với Tam Dương quyết lại lớn hơn nữa, bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực cho nên lực khống chế của hắn tương đối cao, không dám nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng mà so với người đồng cấp hắn cũng tự tin là mạnh hơn một bậc, nghiêm trung này tu luyện không thành công, không có nghĩa là hắn cũng không tu luyện được, mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng mà do nó là nhị lưu công pháp cho nên cũng tạm cho qua. Đồng Tố mỉm cười, nói: ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không biết nghiêm trung tiên sinh bán với giá bao nhiêu. Ánh mắt của tố tổ tổng quản đúng là sắc bén, ta cũng không nói nhiều. Năm vạn dương nguyên thạch. Nghiêm trung hơi trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng nói. Năm vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy con số này, mắt lâm động giật giật, vốn cho rằng mình không tính là đại phú, nhưng mà cũng không nghèo. Ai ngờ ngay cả một quyển nhị lưu bí tịch cũng mua không nổi. Năm vạn dương nguyên thạch tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng mà cũng hợp lý, đồng tố nhẹ giọng nói với ánh mắt của nàng nếu tam dương quyết được đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn lâm động trong lòng cười khổ hiện giờ trong tay hắn nhiều lắm chỉ có hai nghìn viên dương nguyên đan đổi ra cũng chỉ có hai vạn dương nguyên thạch đúng là hắn đã đánh giá thức mức độ quý hiếm của bí tịch rồi nghiêm trung tiên sinh ở đây có năm nghìn viên dương nguyên đan mời kiểm tra và xác nhận một chút trong lúc lâm động đang xấu hổ thì đồng tố đã từ trong tay áo lấy ra một cái càn khôn đại đưa cho nghiêm trung hình như nàng đã chuẩn bị xong từ trước Nghiêm Trung có chút ý mừng tiếp nhận càn khôn đại, sau khi kiểm tra xong, hắn giao cuốn sách cho đồng tố, trực tiếp cáo từ đi. Này, lâm động tiểu đệ, Tam Dương quyết này tuy rằng hơi khó tu luyện, nhưng mà uy lực của Tam Dương đoàn không kém, nghiêm trung này bản lĩnh quá kém, cho nên mới không thể lãnh ngộ mà thôi, nếu không thì năm vạn Dương Nguyên Thạch không mua được thứ này. Nhìn thấy nghiêm trung rời đi, đồng tố mới mỉm cười xoay người, đem Tam Dương quyết đưa cho lâm động. Tố tỷ đa tạ, trong vòng 3 ngày ta sẽ Dương Nguyên Thạch trả lại cho vạn kim thương hội, Lâm Động Trần chờ một chút, hắn không quá làm kiêu tiếp nhận cuốn sổ, năm vạn dương nguyên thạch không phải là con số nhỏ, hắn cũng không muốn nợ nhân tình của người khác. Nhìn thấy Lâm Động khách sáo, Đồng Tố có chút bất đắc dĩ gật đầu, sẵn giọng, cái tên cứng đầu này đúng là làm cho ta đau đầu. Nhìn mỹ nhân phong tình hờn rỗi, Lâm Động cười một tiếng, đem Tam Dương quyết cất vào trong càn khôn đại, cho chuyện thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Trở về khách điếm, Lâm Động không bắt tay vào nghiên cứu Tam Dương Quyết, mà kiểm tra số ngũ phẩm linh dược hôm qua thua mua được, trong đám linh dược này không có thứ nào có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với nguyên lực lại có lợi ích cực lớn. Đống linh dược này đều bị Lâm Động sử dụng thạch phù tinh luyện thành linh đan, tổng cộng hơn 60 viên, đem đấu giá số này cũng được một khoản tiền, hắn không có thói quen nợ ân tình của người khác. Sau khi mất nửa ngày, việc tinh luyện đã xong, Lâm Động thở dài một hơi, từ trong càn khôn đại lấy ra cuốn Tam Dương Quyết bắt đầu nghiên cứu trải qua hơn một giờ tìm hiểu lâm động mới thu hồi ánh mắt nhịn không được gật đầu không hổ là nhị lưu bí tịch công pháp các phương diện đều mạnh hơn tam nguyên công mấy lần sau khi hiểu rõ tam dương quyết này lâm động nhắm mắt tinh thần chậm rãi chìm vào thạch phù ở trong lòng bàn tay lâm động lại xuất hiện trong tinh thần không gian quen thuộc nhưng mà lần này hắn không đi tới cối say tinh thần mà đứng ở chỗ những quang ảnh ở nơi đó có một quang ảnh mới đang ngồi xếp bằng Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng trước quang ảnh kia, hết sức chăm chú nhìn vào những đạo ánh sáng đang lưu chuyển trên quang ảnh đó. Lộ tuyến của những đạo ánh sáng này chính là những kinh mạch mà Tam Dương Quyết cần phải đà thông. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, lộ tuyến đà thông 15 đường kinh mạch dần dần hiện lên. Sau khi kết thúc đường kinh mạch thứ 15, ánh mắt Lâm Động không rời đi mà lại càng chăm chú hơn. Hắn rất chờ mong, sau khi thạch phù cường hóa Tam Dương Quyết này, thì có thể đà thông thêm mấy đường kinh mạch thạch phù thần bí không làm cho lâm động thất vọng, đạo ánh sáng kia chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục di chuyển, một đường kinh mạch bí hiểm lại hiện lên, chậm rãi hoàn tất. Nhưng, nó vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại thêm một đường kinh mạch nữa xuất hiện. Trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, đạo ánh sáng kia làm cho lâm động mừng rỡ hết lần này tới lần khác, đã thông được 7 đường kinh mạch. 7 đường kinh mạch mới cộng thêm với 15 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, tổng cộng là 22 đường. Con số này đã vượt xa thanh nguyên công mấy lần. Nhìn thấy hiệu quả cường hóa mà thạch phù mang tới, Lâm Động vui sướng cười to một tiếng, năm vạn dương nguyên thạch này đúng là có giá trị. Sau khi hưng phấn, Lâm Động cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn vào những đường kinh mạch, ghi nhớ lộ tuyến của 22 đường kinh mạch vào trong đầu. Sau khi ghi nhớ kỹ 22 lộ tuyến, Lâm Động mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tinh thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lôi ra một viên âm dương châu đặt vào giữa hai lòng bàn tay, cùng lúc đó, một tia nguyên lực từ bên trong đan điền tuôn ra, dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng lao vào một trong những đường kinh mạch vừa mới ghi nhớ vừa rồi. Có kinh nghiệm của những lần trước, cho nên việc đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng hơn, khi mà toàn bộ số đường kinh mạch kia được đả thông, thì hắn sẽ cảm nhận được lợi ích mà Nhị Lưu công pháp bí tịch mang lại nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha